chương 776, kính trà. Mọi người nghe thấy lời này, tất cả đều kinh hãi. Dầm, chấm than ngoặc kép, một tách trà nóng hổi, ầm một tiếng, rơi xuống đất, thủy tinh bắn ra. Đường khả hình bị do sợ đến mức vội vã quỷ tiến lên, vươn hai vịn lấy cánh tay thầy, hai mắt lập tức đỏ bừng, hốc mắt đều là nước mắt, lại vừa sốt ruột vừa khẩn trương nghẹn ngào nói, thầy ơi, người không nên tức giận, mà nói cái gì mà trục xuất sư môn. Người là người Pháp, Đừng tức giận con khỉ kia, con sai rồi, con thực sự sai rồi, người không nên tức giận, con xin lỗi người, là con không đúng, con không nên lấy yêu thương của người với con để dung túng cho bản thân mình. Con sai rồi, người tha thứ cho con đi, đừng nói như vậy, tối nay con còn muốn về nhà đo huyết áp cho người. Cô cũng không phải con gái thực sự của tôi, không cần quan tâm đến tôi." Vitas lạnh lùng nói. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, lại bị dọa sợ. Nhìn về phía vẻ mặt kiên trì của thầy, nước mắt cô tuôn trào, nghẹn ngào đau lòng nói: "Thế nhưng người không phải là không có con gái sao? Con vẫn luôn xem người là cha của con. Vẫn xem tôi là cha cô sao? Một buổi tối không về nhà, ngay cả điện thoại cũng không gọi. Những đứa con trong nước cô đều đối xử với cha mẹ chúng như vậy sao?" Vitas cắn răng nhìn về phía học trò, đau lòng hỏi: "Vậy người đánh con là được rồi, người lấy roi đánh con cũng không sao cả, đừng đuổi con đi." thầy ơi, đừng đuổi con đi, đường khả hình bị dọa, nắm chặt tay thầy, khóc lên nói, sau này người nói gì con đều nghe theo. Người tin con đi, làm con gái, đều cảm thấy, nghe lời cha mẹ, cũng chỉ là vì cha mẹ muốn tốt. Vitus mặt lạnh lại nói, thầy à, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên nhìn thấy Vitus kiên quyết như thế, anh cũng nóng nảy, vội vã quỳ tiến lên, ngẩng đầu nhìn về phía thầy, sốt ruột nói, người không nên tức giận. Hôm qua, Thật sự là có chút chuyện, con trêu chọc cô ấy, cho nên hôm nay cô ấy mới tức giận như vậy. Tất cả lỗi đều do con, người mắng con, đánh con đi, không nên tức giận, bồi dưỡng một học trò thật không dễ dàng gì. Đúng vậy, đúng vậy, Lauren cũng vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Vitus, nói, bồi dưỡng một học trò thực sự không dễ dàng, ông thương yêu khả hình thế nào, tôi cũng đã thấy qua, ông cho cô ấy một cơ hội sửa sai đi, không nên nổi giận, đều đã lớn tuổi rồi chính là vì lớn tuổi, tôi mới không muốn vì việc này mà phiền lòng nữa. Qua một thời gian nữa, tôi quay trở về Pháp, cô ấy yêu đương dày vò dần vặt thế nào, thì cứ dày vò dần vặt thế ấy đi. Ở đất nước các người vốn có câu châm ngôn, chính là trên thế giới này không có bữa tiệc nào kéo dài mãi, cũng phải đến lúc chia tay. Vitas cắn chặt răng, nằm nghiêng trên ghế salon, vẫn mặt lạnh nói. Audio điện tử võ tấn bền Đường khả hình đột nhiên nản lòng ngồi xổm xuống đất, môi mím chặt, mặc kệ nước mắt ào ào chảy xuống nhìn về phía thầy. Thầy, không nên kích động, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên biết Vitus rất thương yêu khả hình, lại áy náy khuyên bảo. Đúng vậy, Vitus tiên sinh, ngài cùng Lauren tiên sinh đều là viên lão của hoàn cầu chúng tôi, sao có thể nói đi là đi. Chúng tôi không cho phép ngài đi, tôi muốn hai đứa nhỏ này cùng nhau hiếu thuận với ngài. Người đâu, mau mau mau, pha trà, chấm than ngoặc kép, trang tính vũ vội vã kêu hai thư ký phía sau, lại đi pha hai tách trà, bích loa xuân, thượng đẳng, đưa đến tay trang hạo nhiên và đường khả hinh. Trang hạo nhiên và đường khả hinh nhanh chóng nhận lấy, cùng khẩn trương về phía thầy, giờ tách trà trong tay lên. Cùng nhau nói, thầy, mời người dùng trà. Vitus vẫn nằm nghiêng tại chỗ, không lên tiếng. PS, ai muốn đọc trước 20 chương giá rẻ liên hệ Gmail, http gmail com Thầy, Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh lại cùng nhau gọi ông. Vitus lạnh lùng quay mặt sang, nhìn về phía hai đứa học trò mà mình thương yêu nhất ở Trung Quốc này, vẫn thở dốc, không nói lời nào. Lúc này mấy người Lâm Sở Nhai cũng khẩn trương đi tới, nhìn cục diện này, nhịn không được cũng mở miệng nói, vợ chồng đều cùng nhau kính trà, thầy đón nhận chút thành ý này, tha thứ cho bọn họ đi. Lời này vừa nói ra, Trang tính vô cắn răng một cái, lại vung gậy lên, muốn đánh bọn họ. Mấy người lâm sở nhai cùng tô lạc hoành vội vã lùi lại. Lúc này, Trang hạo nhiên và đường khả hinh cũng không dám lên tiếng, chỉ song song nâng tách trà, ngẩng đầu, dâng lên thầy. Vitus vẫn không chịu tha thứ. Trang tính vũ vội vã đi lên phía trước, nhìn về phía Vitus lại cúi người xuống, khuyên bảo Vitus tiên sinh, ngài khoan dung đại lược, tha thứ cho hai đứa nhỏ này một lần, sau này tôi sẽ trông coi hai đứa nhỏ, tuyệt đối sẽ không để cho bọn chúng lại làm ngài tức giận nữa. Ngài không nể mặt tăng thì cũng nể mặt Phật chút đi. Nghe nói, ngài đặc biệt tôn kính cha của Khả Hinh, người cha này là một nhân vật rất giỏi, vì một số chuyện mới không thể ở bên cạnh con gái được, ngài liền nhìn một người cha tốt như vậy mà tha thứ cho đứa bé này, lại bồi dưỡng cô ấy thêm một khoảng thời gian nữa đi. Cũng là cho cô ấy lại bên cạnh ngài một khoảng thời gian. Đường khả hình lại rơi lệ, cấp thiết nhìn Vitus. Vitus nghe lời này, mới ngẩng đầu, nhìn về phía hai học trò trước mặt. Trang hạo nhiên và đường khả hình cùng quỳ gối trước mặt thầy, đều bộc lộ thái độ khẩn thiết, bất cứ lúc nào nhìn bọn chúng, dường như cũng đều chưa hề đổi thay so với quá khứ, giống như dịch rượu, giấu kín trong thùng rượu, chỉ càng lúc càng thơm ngon thuần khiết, mà không hề sản sinh thêm tạp chất. Qua một lúc lâu, hương trà, bích loa xuân kia, dần dần say lòng người mà bay ra. Vitus ngửi được hương trà này, lúc này mới có chút buông lỏng, hơi nghiêng người về trước, muốn vươn tay nhận tách trà trong tay Trang Hạo Nhiên. Đường khả hình vội vã nâng tách về phía trước, muốn thầy dùng của mình trước. Vitus nhíu mày ngưng mặt nhìn cô. Đường khả hình lập tức hơi lùi tay lại, cúi đầu, không dám lên tiếng. Vitus tức giận liếc mắt nhìn cô một cái, mới nhận lấy tách trà trong tay Trang Hạo Nhiên, mở tách uống một ngụm nhỏ. Trang Hạo Nhiên lập tức thở hổn hển, cười. Đường khả hình liếc mắt đầy khinh bỉ nhìn anh một cái. Vitus đặt tách trà trong tay xuống, lại chậm rãi nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình lập tức giơ tách trà lên cao, khẩn trương nhìn về phía thầy. Mọi người cũng khẩn trương nhìn ông. Vitus đầu tiên liếc mắt nhìn cái đứa học trò mà mình vừa yêu vừa hận này một cái, cuối cùng mới chậm rãi vươn tay, nhận lấy tách trà trong tay cô. Đường khả hình nhất thời rơi lệ cười vui vẻ. Mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Trang tính vũ đứng ở phía sau, hai mắt nóng cháy nhìn về hai đứa nhỏ phía trước, vâng lời dâng trà cho thầy, đúng là giống như một cặp vợ chồng, trong lòng ông bỗng nhiên cảm xúc trào dâng mãnh liệt, có cha mẹ nào mà không khát vọng con mình có thể từ tình nhân trở thành người nhà, mỹ mãn hạnh phúc chứ. Nghĩ tới đây, đôi mắt ông nhanh chóng lưu chuyển, hơi nghiêng người hỏi thư ký bên cạnh, Thái Hiền mấy ngày nay, có tin tức gì không? Ngày mai sẽ về nước, chấm than ngoặc kép, thư ký trưởng lập tức nói. Trang tính vũ nghe lời này, lại chậm rãi gật đầu. Tất cả đứng lên đi, Vitus tức giận nhìn hai đứa học trò này, mặc dù bực tức vẫn còn chưa nguôi, nhưng cũng không muốn bọn chúng ở trước mặt nhiều người, mất hết mặt mũi. Trang hạo nhiên và đường khả hình cười, mới chịu đứng lên. Ôi trời, đường khả hình quỳ đến mức chân đã tê dại, lại bị một vài miếng thủy tinh vỡ đâm, có chút đau, cô nhịn không được nhẹ kêu lên. Sao vậy, Trang Hạo Nhiên lập tức lo lắng muốn vươn tay, đỡ cô. Đường khả hình thoáng cái đẩy tay anh ra, bực tức trợn mắt lườm anh. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên lại bộc lộ sự bất đắc dĩ nhìn về phía cô. Tưởng thiên lỗi đứng ở phía sau, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên và đường khả hình song song quỷ gối trước mặt thầy, ăn ý như vậy, đôi mắt anh mạnh mẽ chấp lóe, tràn đầy mất mát. Di động lại đúng lúc này, cấp thiết vang lên. Lâm sở nhai liếc mắt nhìn mọi người bên trong phòng làm việc một cái, liền lấy điện thoại ra, nhanh chóng xoay người, nhìn số gọi đến, là điện thoại của lãnh mặc hàn, anh lập tức nhận cuộc gọi, đáp lại, alo. Cậu đến rồi à, tình hình thế nào? Tình hình không được tốt, cử người cấp tốc bảo vệ tốt cho khả hình, đối phương không chịu cùng tôi thương lượng, dường như đã sớm có chuẩn bị, chắc chắn chính là kẻ đứng đầu đám người bóng đêm muốn giết cô ấy. Những lời nói lạnh lùng truyền đến. Bầu trời nước ngoài, đêm khuya, có mưa, 12 bóng người màu đen, chạy tán loạn trong mưa, lao về phía trước đuổi bắt một người đàn ông khôi ngô tuấn tú. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng ném di động, trên trùng trùng điệp điệp những đỉnh của tòa cao ốc, giống như mãnh thú bổ nhào về phía trước, nhảy qua từng tòa cao ốc, chạy thẳng về phía trước. Mưa rơi càng lúc càng lớn, tiếng sấm đùng đùng vang vọng khắp đêm tối. Tiếng súng giảm thanh trận trận truyền đến. Toàn thân Lãnh Mặc Hàn ẩm ướt, trên mặt đều là nước mưa lạnh buốt. Lướt qua đôi mắt nóng cháy của anh, anh lại trên đỉnh cao ốc, lúc muốn nhanh như chớp chạy về phía trước, trong nháy mắt vụt một tiếng, dường như rơi xuống một tòa nhà nào đó. Một bóng người màu đen, hệt như tia chớp, đi đến tầng cao nhất trước một bước, muốn nhìn xuống. Lãnh Mặc Hàn một tay nắm chặt mái nhà, để cho thân thể mình treo lơ lửng bên mép cao ốc 12 tầng, lại ở trong mưa, nhìn thấy một tên áo đen bị lừa, anh lập tức tung người lên, hướng về phía đối phương nhấc chân đạp thật mạnh liên tục vài cái, cuối cùng khuỷu tay đập thật mạnh trước lồng ngực hắn một cái. Phụt, người áo đen phun ra máu tươi, cuối cùng nằm ngất trên mặt đất ẩm ướt. Từng đợt tiếng súng giảm thanh lập tức vang lên. Lãnh Mạc Hàn liền lật người lăn lộn trên tầng lầu ẩm ướt, né đạn bắn đến, sau đó liền móc súng lục ra, nhanh chóng đeo kính sát tròng màu xanh, lập tức tay đặt trên súng bắt đầu lên đạn, bấm cò nổ súng thẳng về phía trước. 11 tên người bóng đêm cũng lăn mình tránh đạn sau đó ném bom côn trùng lấp lánh, hướng về phía lãnh mặc hàn, bay thẳng qua. Lãnh mặc hàn lập tức kinh hãi, trong nháy mắt đứng dậy, trong đêm mưa tối tăm này, muốn từ tầng thứ 12 nhảy xuống. Âm, một trận tiếng nổ vang dội từ bầu trời thành phố này, ầm ầm vang lên, phát sáng cả một vùng. Editor, ngày đẹp tươi. Phát bóng, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lại đứng trước cửa phòng làm việc của mình, giờ cây gậy bóng chảy lên cao, lại muốn dùng sức trở đánh bóng. Trang hạo nhiên cũng không dám động đậy, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, liếc về phía trợ lý. Trợ lý đứng một bên, trong tay cầm một quả bóng chày to, vẻ mặt khó xử liếc nhìn về phía trang hạo nhiên, làm sao bây giờ? Cả hai đều là chủ. Đường khả hình tay cầm gậy bóng chày, trong nháy mắt nhìn về phía trợ lý, vẻ mặt nổi giận đùng đùng kêu lên, cô thất thần làm cái gì? Không phải kêu cô phát bóng sao? Không muốn làm phải không? trợ lý lập tức giật mình, cắn chặt môi dưới, tim đập thình thịch, đang do dự có nên phát hay không. Khả Hinh, em nghe anh giải thích, anh, anh, anh là bởi vì có chút việc, tối hôm qua mới ra. Trang Hạo Nhiên lập tức khẩn trương giải thích, từ sau khi phát hiện uy lực đánh bi ra của đường Khả Hinh, anh bỗng cảm thấy trên người cô không biết còn bao nhiêu thứ, mà mình không thể hiểu, ví dụ như cô rất có khả năng là quán quân bóng chảy thế giới, một gậy kia giáng xuống, cũng không phải chuyện đùa tôi đương nhiên biết anh có việc, nếu không phát bóng, cuối năm sẽ không đánh giá hiệu quả công việc của cô. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình không muốn nghe giải thích, lại vung gậy bóng chảy lên, nhìn về phía trang hạo nhiên, tức giận kêu lên. Một quả bóng chảy màu trắng ngay tức khắc bay đến. Bụp, đường khả hình lập tức vung gậy bóng chảy lên, nhắm chuẩn vị trí bóng chảy rơi xuống, nhớ tới lúc trang hạo nhiên dậy mình bắn tên, đã nói muốn bắn trúng mục tiêu di chuyển nên phóng ra cách mục tiêu trước mắt gần 3cm, Cô lại một trận điên cuồng, cầm cây gậy kia cách 3 cm, thuận lợi đánh trúng quả bóng chày, bịch một tiếng, bóng chày thanh thúy lại như đạn bắn ra ngoài. Trang Hạo Nhiên trợn mắt nhìn, lập tức khiếp sợ nghiêng người, né tránh quả bóng chày. Vụt, chấm than ngoặc kép, quả bóng chày đột nhiên phi đến, lướt qua bên người Trang Hạo Nhiên, bay thẳng ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Vitus nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, liền đi ra khỏi phòng làm việc, vừa rồi còn muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì một quả cầu trắng vụt một tiếng bắn chúng ngay chán mình cả người nhanh chóng ngửa ra sau cứ như vậy nhanh chóng ngã xuống đất ngất đi thư ký xung quanh và các nhân viên khác lập tức kinh hãi vội vã vây quanh khẩn trương kêu to vitus tiên sinh đường khả hinh cùng trang hạo nhiên nghe thấy tiếng kêu bên ngoài cũng liền khó hiểu vội vàng đi ra ngoài cư nhiên nhìn thấy vitus tiên sinh vĩ đại ngất đi trên mặt đất bên cạnh là một quả bóng chảy trắng tuyết nằm tại chỗ bịch một tiếng gậy bóng chạy nhanh chóng rơi trên mặt đất, đường khả hình khiếp sợ đau lòng kêu to, thầy, thầy ơi, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên cũng vội vàng lao tới, thoáng cái nâng thầy dậy, cấp tốc muốn đưa đến phòng y tế của khách sạn. một tách trà xanh, bích loa xuân, thượng đẳng, cách, cách 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 vang lên. đường khả hình quỳ trên mặt đất, cả người run run lắc lư dơ cao tách trà, sợ đến mức tay run rẩy, tách trà lại, cách cách vang lên, vừa bưng lại vừa muốn ngẩng đầu tim gan run sợ ngẩng đầu, nhìn về phía thầy. Vitus đã không thể nhịn được nữa, nằm nghiêng trên sofa phòng làm việc, tức giận đến sắc mặt tái nhợt, ngưng mặt nhìn về phía trước, thở dốc, vẫn không nói lời nào. Trang hạo nhiên cũng đứng một bên, có chút khẩn trương nhìn về phía thầy, cũng sợ đến mức hồn bay phách lạc. Thầy, 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 uống, uống trà, đường khả hình cũng sợ không ít ngẩng đầu, nhìn về phía thầy run rẩy nói. Vitus vẫn phẫn nộ tức giận không nói lời nào. Đường khả hình thấy thầy tức giận đến như vậy, cô lập tức nhe răng quay đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, làm động tác như muốn đem anh cắn nát. Trang Hạo Nhiên vô cùng oan uổng nhìn về phía đường khả hình, hơi lùi bước chân, hai mắt hết đảo qua trái lại qua phải nghĩ, lại liên quan đến anh sao? Đương nhiên chuyện liên quan đến anh. Đường khả hình thật muốn đặt tách trà xuống, bước qua đánh chết anh. Cửa ầm ầm mở ra. Tưởng vĩ quốc cùng trang tính vũ, còn có Lauren, tưởng thiên lỗi bọn họ vừa nghe nói Vitus té xỉu, vội vã chạy tới thăm hỏi, nhìn thấy tình huống này, mọi người đều sửng sốt. Đường khả hinh nhìn thấy bọn họ, lập tức mặt đỏ hồng dơ cao tách trà, mặt hướng về phía thầy không dám nói chuyện. Lại là cô, chấm than ngoặc kép, tưởng vĩ quốc nhíu mày nhìn về phía đường khả hinh, vẻ mặt không vui nói tại sao cô lại gây ra chuyện như vậy. Lại còn chơi bóng chày trong phòng làm việc đem cửa sổ thủy tinh đánh cho bể, đem thầy mình đánh cho hôn mê bất tỉnh. Đường khả hình cắn chặt môi dưới, gương mặt đau khổ, không dám nói chuyện. Trang hạo nhiên cũng vẻ mặt ấy náy xin lỗi đứng đó, không dám lên tiếng. Trang tính vũ trong nháy mắt nhìn thấy thái độ con trai như vậy, ông lập tức giống giận, quát, tên xúc sinh đáng chết. Có phải anh lại chọc giận khả hình rồi hay không? Nó mới tức giận đến mức đập bể cả cửa sổ thủy tinh như vậy. Đúng, đường khả hình cắn chặt răng, mặt lạnh nghĩ. Con, Trang Hạo Nhiên trong lúc nhất thời bỗng mơ hồ, nhìn về phía cha mình, muốn giải thích, lại không biết giải thích thế nào. Con muốn giảo biện, quỳ xuống cho tôi, chấm than ngoặc kép, Trang Tính vô tức giận nhìn con trai, mặt lạnh kêu lên, tất cả đều là lỗi của anh. Trang Hạo Nhiên nhất thời sửng sốt, nhìn cha cũng tức giận không nhẹ, mặc dù không muốn mất thể diện trước mặt tưởng thiên lỗi, nhưng vẫn cất bước tiến lên, chậm rãi quỳ gối trước mặt Vitus thực sự cũng vạn phần xin lỗi, bởi vì đường khả hình cũng chính vì mình, mới đem thầy đập cho hôn mê, anh lập tức ấy náy nói, thập. Thầy, tôi thực sự rất xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi. Vitus vẫn mặt lạnh ngồi trên sofa, không lên tiếng. Đương nhiên là lỗi của anh, xem anh đến phòng làm việc của khả hình, làm cho nó tức giận thành ra như vậy. Còn lấy gậy bóng chày. Trang tính vũ nhất thời sửng sốt nhìn về phía đặt cái gậy bóng chày kia, há hốc mồm nhận ra, cái này vốn là vợ mình đưa cho đường khả hinh, đôi mắt ông lại lưu chuyển, lập tức đi qua, cầm cây gậy bóng chảy kia lên, đi tới trước mặt trang hạo nhiên, tức giận nói, xúc sinh. Thầy từ 10 năm trước đã thu nhận cái tên học trò như anh, vậy mà anh không một ngày để cho ông ấy an tâm. Đầu tiên là trộm rượu 1945 đem đi bán, chuyện này vừa qua được bao lâu? Vài năm, cha à, trang hạo nhiên có chút sợ hãi nhìn cha dơ cây gậy bóng chảy kia lên, anh sợ đến mức tim gan phát lạnh nói, như vậy còn gọi là mới qua không có bao lâu sao. Anh còn dám tranh luận với tôi, hôm qua anh và vị em gái tổng thống còn truyền ra ngoài xì căng đan như vậy, làm mẹ anh thức giận đến mức nằm trên giường cả ngày hôm nay, không dậy nổi. Sáng sớm nay tôi đã muốn chừng trị anh cái tên xúc sinh này. Mất hết mặt mũi nhà họ Trang rồi, chấm than ngoặc kép, Trang tính vũ vừa nói xong, liền tức khắc phẫn hận vung gậy bóng chày hướng về bên hông trang hạo nhiên, đập mạnh vào. Âm, một tiếng trầm đục vang lên. a à, trang hạo nhiên đau đến mức xương cốt giã rời, tim phổi đều muốn vỡ vụn kêu lên, mồ hôi lạnh tuôn ra, thở dốc kêu to, đau quá. Đường khả hình ban đầu còn đắc ý, nhìn một gậy này đánh xuống trang hạo nhiên, đau đến mồ hôi lạnh đều tuôn ra, sắc mặt biến đổi, cô chớp mắt một cái, cũng có chút bị dọa sợ. Vitas cuối cùng cũng lưu chuyển ánh mắt, nhìn học trò cha con nhà họ tưởng nhìn thấy trang hạo nhiên bị đánh thành như vậy cũng sửng sốt anh biết đau còn dám đi ra ngoài náo loạn xì căng đan cho tôi nuôi dưỡng một đứa con trai như anh đến tận bây giờ vậy mà vẫn luôn phải bận lòng như vậy hồi bé bởi vì bướng bỉnh còn đem em gái đùa giỡn sau đó tối hôm qua lại còn náo loạn ra chuyện như vậy đem khả hình làm cho tức chết rồi đem mẹ anh làm cho tức chết đem cả thầy mình làm cho hôn mê tất cả đều là lỗi của cái tên xúc sinh như anh đã qua sinh nhật 30 tuổi, còn không biết kiểm điểm lại bản thân mình. Sớm biết như vậy, vừa sinh ra, lão tử liền bóp chết anh đi, còn dễ chịu hơn việc để anh sống trên đời rồi đi gây họa cho người khác. Mẹ anh hôm nay cũng nói, đem anh đánh chết, cũng không cần thông báo với bà ấy một tiếng. Tôi xem còn ai đồng tình với anh, chấm than ngoặc kép, trang tính vũ không nói hai lời, liền lại vung gậy bóng chảy lên, muốn hướng trên người trang hạo nhiên, đánh thẳng xuống. Đường khả hình nhất thời lo lắng sợ hãi nghiêng người về phía trước, vô thức muốn đưa tay ngăn chặn gậy bóng chảy kia. Tĩnh vũ, đừng kích động như vậy, tưởng vĩ quốc nhất thời cũng đưa tay ra, đỡ gậy bóng chảy kia, nhíu mày nói với ông, được rồi. Ông cho rằng nó còn là một cậu bé sao, cũng đã 30 tuổi rồi, còn đánh. Nó chính là đáng đánh đòn, chấm than ngoặc kép, trang tính vũ lần này thực sự tức giận nói, gây ra nhiều chuyện như vậy, đến nay còn có thể đòi tha. Bất quá cũng vì thân phận nó là tổng giám đốc, nếu như nó cái gì cũng không có, nó còn có năng lực gì, đùa giỡn đào hoa như vậy. Cái đồ không có tương lai, nó cho rằng nó thực sự có gì đặc biệt hơn người. Tôi hôm nay chính là muốn đánh chết nó, tương lai đỡ phải làm cho vợ nó tức chết. Trang tính vũ nói xong, lại muốn vùng gậy bóng chảy lên. Cha, đừng như vậy, đánh nữa, nhà họ Trang sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Chấm than ngoặc kép, Trang hạo nhiên mạnh tay vỗ về eo, lại hơi lui thân thể dựa vào phía thầy mình đường khả hình nhìn thấy trang tính vô tức giận như vậy trong lúc nhất thời cũng không còn cách nào khác lại muốn nghiêng người về trước hơi vươn tay được rồi vitus cũng mặt lạnh ngồi dậy nhìn trang tính vỗ nói chuyện này và cậu ta đều không có liên quan đều là do cái người này gây chuyện đường khả hình lập tức cúi đầu mặt đỏ hồng không dám lên tiếng vitus lạnh lùng nhìn đường khả hình tức giận nói: "Làm thầy cô lâu như vậy, từ ngày bắt đầu dạy dỗ cô, đến tận bây giờ, cô đều không có một ngày để cho tôi được yên tĩnh. Tối hôm qua cả một buổi tối cô không về nhà, tôi chờ cả một buổi tối, rồi đến bữa sáng cũng làm cho cô, người còn chưa nhìn thấy." Thật vất vả trông đã trở về, sau đó liền nhìn thấy cô đem phòng làm việc mà tôi vất vả trang hoàng cho cô, một gậy liền đập bể. Cô còn nhớ lần trước, cô xem tivi mắng con khỉ kia làm sai chuyện. Cô mắng nó thế nào? nói cho tôi biết. Đường khả Hinh nghe xong lại một trận tim gan run rẩy trong lúc nhất thời nghĩ không ra, chỉ nhớ rõ khoảng thời gian trước, cùng thầy ở nhà xem Tây Du Ký. Nghĩ không ra, để tôi nói cho cô biết, Vitus hai mắt nóng lên, liền hiên ngang lẫm liệt, bộc lộ khí thế tráng sĩ ra đi một mạch đầu không ngoảnh lại, cắn răng nhìn về phía học trò gầm nhẹ trục xuất sư môn. Chấm than ngoặc kép, chương 777, phá hủy. Bầu trời nước ngoài. Đêm tối, vẫn là cái đêm tối ấy. Mưa răng khắp lối, trong nháy mắt ánh lửa của vụ nổ chiếu sáng cả một vùng trời, trên không trung bay đen hơn 10 chiếc máy bay trực thăng, vù, vù 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 mấy chục tiếng súng vang lên, từ bầu trời chuyển đến, quét về phía người bóng đêm. Người bóng đêm nhanh chóng lách mình, phất quần áo chuyên dụng đi đêm lên, hướng về nóc nhà phía trước, nhanh như tia chớp thoát đi. Hơn 10 người áo đen, cầm dây thép dài trong tay, hai mắt đeo kính vì mạch ẩn hình màu xanh sẫm, bên hông rắt dây thép thân thể hệt như chim ưng đen rơi xuống nhìn thấy người bóng đêm đã nhanh chóng vọt về phía nóc nhà đằng trước bọn họ vừa cùng nhau tiếp đất đón mưa to gió lớn hệt như giã thú trong rừng rậm trợn đôi mắt màu xanh sẫm lên lao thẳng về phía trước tay cầm súng lục phi ưng bấm cỏ về phía trước từng phát đạn đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết sấm chấp điên cuồng nơi phía xa chân trời trầm đục vang lên hai người áo đen nhanh chóng đỡ lãnh mặc hàn dậy đứng trong ánh lửa nhìn thuộc hạ đã đuổi theo người bóng đêm, khuôn mặt kiên nghị lạnh lùng của anh bỗng thu lại, đón mưa rền gió dữ, hai tròng mắt xanh nóng cháy, nhìn về phía trước, đằng đằng sát khí nói, đám người bóng đêm muốn giết người phụ nữ của anh em, thậm chí còn chưa đàm phán, đã muốn giết chết ta. Hôm nay ta muốn lật tung xào huyệt của bọn chúng. Giết. Vâng, chấm than ngoặc kép, người áo đen nghe theo mệnh lệnh, ở dưới lầu tiếng còi xe cảnh sát chuyển đến, bọn họ nhanh chóng hướng về phía trước đuổi bắt. Lãnh Mạc Hàn cũng nhanh chóng nhận lấy súng lục Phi Ưng, tay nhanh chóng duỗi ra, quấn chặt dây thép mà máy bay trực thăng hạ xuống, trước khi cảnh sát đi tới, thân thể lại bay lên. Ầm ầm, tiếng sấm càng lúc càng lớn, mưa rơi mịt mù, vùng ngoại thành cây cối nằm trái phải ngang dọc tán loạn, hết sức kinh hoàng. 11 người bóng đêm quốc bộ đi về phía trước. Đạn vù 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 hệt như truy hồn, theo sát chân bọn chúng, người thứ 10, người thứ 8 chúng đạn độc trong đạn cấp tốc lan ra làm chúng ngã xuống đất. 12 người áo đen, dẫn đầu là bóng người thứ nhất, hai tròng mắt xanh sẫm sáng lên, hệt như ưng, từ một cái cây nào đó hạ xuống, một âm thanh sắc bén như tên nhọt, vươn ngón tay, bóp chặt cổ họng của hai tên bóng đêm vừa ngã xuống, nhanh chóng cầm ống kim lên, hướng về phía não bộ của người nằm trên mặt đất, tiêm thuốc vào, bảy tên người áo đen cũng nhanh chóng nhảy trên mặt đất, cầm thiết bị đo lường kiểm tra lên, trong khoảnh khắc giữa đại não người bóng đêm chưa chết. Thừa dịp lúc hắn vừa mới tỉnh lại, lấy ký ức trong đại não hắn ra, hỏi, nói, "Tổng bộ của ngươi ở đâu?" Người áo đen cầm đầu nhanh chóng hỏi. Đầu óc người bóng đêm mơ hồ giữa mưa gió, mở hai tròng mắt, muốn nói chuyện. Một người áo đen trong số đó, nhanh chóng ngồi xổm trên mặt đất, tay cầm máy vi tính trong lòng bàn tay, nhanh chóng hoạt động ngón tay, nhanh nhẹn mà trực tiếp từ báo cáo phân tích tế bào não hoạt động trong hệ thống phân tích nào bộ con người lấy ra báo cáo ký ức của hắn, làm số liệu mô phỏng. Giữa màn hình máy vi tính nhanh chóng xuất hiện địa đồ toàn bộ thành phố, thông qua phương pháp đặc biệt, chuyển nhập dữ liệu não người, lập ra bản đồ phân tích. Một mũi tên đỏ thấm, trong nháy mắt, nhanh nhẹn lủi đi khắp nơi, cuối cùng cố định tại một ngõ hẻm ẩm ướt nào đó. Người bóng đêm lúc sắp chết, hai mắt đột nhiên sáng ngời, trong miệng bỗng nhiên phun ra máu đen. Bốn tên người áo đen đồng thời ngẩng đầu, liếc mắt nhìn đối phương một cái, trong nháy mắt gật đầu. Tay tức khắc phóng ra dây thép, cơ thể lại giống như ma quỷ bay lên. Cảnh sát ở phía bên kia, cũng đuổi đến. Hai người bóng đêm chúng độc tự phát chết tại chỗ. Xe cảnh sát phía bên này thành phố, đã sáng lên ánh đèn xanh đỏ, vang lên còi báo động, đi về phía tây thành phố. Phía đông ngoại thành, bầu trời đêm vẫn mưa gió gầm thét. Hơn 10 cỗ chiếc xe đua màu đen phi như tên, nhanh chóng bay về phía trước, đằng đằng sát khí. Một con hẻm nhỏ trước một tu viện nào đó tràn đầy tĩnh lặng. Mưa to kéo dài, dòng nước trong đêm đen nhanh chóng chảy xuống, bức tường cuối con hẻm nhỏ kia lóe lên ánh sáng đêm, dường như đã không có đường lui. Từng chiếc xe đua thắng gấp trước hẻm nhỏ, nhanh chóng bước xuống vô số người áo đen, lập tức phóng ra loạt đạn hồ điệp, rơi vào giữa bức tường kia, phịch một tiếng, tiếng phá vỡ vang lên, gạch ngói bay tán loạn khắp nơi lại ở giữa nước mưa chảy xuống, có thể nhìn thấy một huyệt động đen tối sâu thẳm, xuyên qua như một vực sâu vạn trược, bọn họ nhanh chóng giữ chặt dây thép bên hông, để cho đầu móc thép ghim chặt vào mặt đất, cầm trong tay bom hồ điệp lấp lánh cỡ nhỏ, vừa phi xuống, lại vừa ném bom. Muốn tiêu diệt xào huyệt của hắn. Cửa chiếc xe đua dẫn đầu, nhanh chóng mở ra. Lãnh mạc hàn đằng đằng sát khí nhanh chóng đi xuống xe, nhận lấy găng tay chuyên dụng bám dây thép màu đen, cắn răng đeo vào, mới gầm nhẹ, cho dù có bất kỳ người nào đầu hàng, cũng không đàm phán. Vâng, chấm than ngoặc kép, người áo đen đồng thanh trả lời, lại vùng dây thép bên hông lên, ghim chặt trên mặt đất, thân thể nhanh chóng hệt như ma quỷ, che chở cho lãnh mặc hàn nhanh chóng đi xuống dưới, lựu đạn cỡ nhỏ trong tay, nhao nhao ném xuống, bùng nổ toàn bộ xào huyệt dưới đất của người bóng đêm. Từng đợt tiếng súng, nhanh chóng vang lên. Sao huyệt dưới đất như một mê cung, ẩn thân rất nhiều người bóng đêm, Hệt như ma quỷ chạy trốn tán loạn khắp nơi, nhao nhao hướng về phía bên này phóng đến. 12 người áo đen, thấy lãnh mặc hàn vừa tiếp đất, lại dùng hết sức, nhanh chóng cùng tung người, làm động tác xoay tròn giữa không chung, bảo vệ chủ nhân, đeo khẩu trang, ném ra lựu đạn phát sáng, ầm một tiếng, toàn bộ mê cung dưới đất, tức khắc ầm ầm nổ tung, ánh lửa núi tiếp nhau, vô số người bóng đêm không còn chỗ lẩn trốn, khói độc nhanh chóng tràn ngập khắp không chung. Lãnh Mặc Hàn chỉ đeo một khẩu trang màu đen cách ly đơn giản, dưới sự bảo vệ của 12 thủ hạ, nhanh chóng theo vị trí địa hình, chạy như bay về phía trước, cuối cùng nhìn thấy một cánh cửa sắt màu đen nào đó. Tránh ra. Lãnh Mặc Hàn biết bên ngoài cửa sắt màu đen có chín tia tử ngoại ẩn hình vô cùng độc với con người, anh lập tức đứng dậy điên cuồng đạp vào mặt tường, tránh tia tử ngoại thứ nhất. 12 người áo đen lập tức ném ra dây thép, né tránh tia tử ngoại, móng vuốt siết chặt bức tường phía trước thân thể nhanh chóng cuộn lại, dây thép dệt thành hình vóng. Lãnh mặc hàn một cước đạp trên dây thép, thân thể nhanh chóng bắn lên, cuối cùng thành công né tránh được tia tử ngoại, cầm trong tay cây súng trường có lực sát thương lớn, ầm một tiếng cửa sắt mở ra, tia tử ngoại chợt dập tắt, 12 người áo đen hệt như tên bắn, lùi thẳng về phía trước, vù 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 ném lựu đạn ra, nổ tung hướng bên trong mật thất đàm phán, tiếng bom ầm ầm vang lên, tại cái nơi tối tăm này của thế giới, âm thanh khiếp sợ vang vọng vô số bức ảnh nhất thời bị nổ cũng bay lên lãnh mặc hàn đứng trong ánh lửa trong nháy mắt chụp lấy một tấm ảnh chụp đang rơi xuống trong gió thấy rõ là hình ảnh đường khả hình mặc đồng phục đứng dưới gốc phong khuôn mặt tươi cười ngọt ngào hai mắt anh nóng lên nắm tấm hình này hơi thở gấp gáp quay đầu nhìn tình hình xung quanh lửa lớn đều đã chuẩn bị hừng hực bốc cháy thậm chí tại vị trí của kẻ cầm đầu chỗ chiếc ghế ra đều đã cháy thành cho tàn anh nóng mắt cắn răng Cầm chặt tấm hình, nhìn về phía chỗ ngồi kia. 12 người áo đen nhìn thấy lửa cháy càng lúc càng mạnh, lập tức xoay người, nhìn Lãnh Mặc Hàn nói, đi thôi. Lãnh Mặc Hàn biết người bóng đêm ở khắp nơi trên thế giới, nơi nào cũng có xảo huyệt, hai tròng mắt anh cường liệt lóe lên, vừa mới chuẩn bị muốn xoay người rời khỏi, ngay lúc xoay người, đôi mắt anh nhìn lướt qua bàn làm việc kia, dừng trước một khung ảnh, anh lập tức đi lên phía trước, vươn tay vừa cầm cái giá đỡ kia, ai ngờ giá đỡ tách một tiếng, trong căn phòng tối vụt một tiếng, bay tới một mũi tên độc, đâm thẳng sau lưng lãnh mặc hàn. Cả người anh cầm chặt khung hình, trợn tròn hai mắt, nhìn ngọn lửa phía trước, cảm giác cơ thể nóng cháy như bị lửa thiêu đốt, lại nhớ tới lúc mình gặp gỡ quen biết trang hạo nhiên, anh nhìn về phía mình bộc lộ nụ cười tín nhiệm và thâm tình hệt như tình anh em sâu nặng, lại nhớ tới mấy người tô lạc hoành, lâm sở nhai và tào anh kiệt, biết mình đã từng trải qua kiếp sinh tử, thường ôm chặt cổ của mình, hi ha cười đùa, không biết có bao nhiêu vui vẻ. Kỳ thực anh biết, những điều đó chẳng qua là vì muốn bầu bạn với anh. Lãnh Mặc Hàn nhìn ngọn lửa phía trước, hai tròng mắt nóng cháy đều là bóng hình của những người anh em đang vui vẻ cười to, khuôn mặt lạnh lùng cũng khẽ cười. Máu tươi từng giọt từng giọt cũng theo áo sơ mi tối màu rơi xuống. Chủ nhân, chấm than ngoặc kép, 12 người áo đen nhanh chóng tiến lên, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, sốt ruột gọi, người chúng tên độc rồi. Lãnh mặc hàn tay vẫn cầm chặt khung hình, nhàn nhạt gật đầu, nói ta biết. Các người cấp tốc rời khỏi đây, chỉ cần ta buông khung hình này ra, nơi này sẽ ngay lập tức nổ tung. Không được, chấm than ngoặc kép, người áo đen vội gọi. Đôi mắt lãnh mặc hàn lạnh lùng lóe ra, cũng không gấp gáp, chậm rãi mở miệng nói con người là con kiến sao. Nói chết thì chết, rất không dễ dàng gì sống sót được, thì cứ sống sót đi. Lúc đó ta chính là không muốn làm con kiến, Mới rời khỏi nơi này Chủ nhân chấm than ngoặc kép Người áo đen lại đau lòng suốt ruột gọi anh Đi đi chấm than ngoặc kép Lãnh mặc hàn lại nhàn nhạt, nhạt nói Ngày lập tức 12 người áo đen lại do dự nhìn về phía anh Nói cho tổng giám đốc trang Nói cho các an hem của ta biết Ta không sao Chẳng qua là ta chỉ đi xa một chuyến thôi Lãnh mặc hàn nói đến đây Đôi mắt nóng cháy Lại đám lệ nặng nề không muốn đành mở miệng nói Ta cùng bọn họ kiếp sau gặp lại. Chủ nhân, chấm than ngoặc kép, người áo đen dẫn đầu, lại gọi anh. Đi đi, chấm than ngoặc kép, lãnh mặc hàn không nói hai lời, cầm súng lục, không quay đầu lại nhắm ngay phía sau, bắn ra. Bang 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 ầm, chấm than ngoặc kép, 12 người áo đen đồng thời hai mắt dưng dưng, rời khỏi mật thất, ngẩng đầu, cửa mật thất trong nháy mắt đã đóng lại. Đi thôi, chấm than ngoặc kép, 12 người áo đen không còn cách nào khác, chỉ đành phất tay, dẫn thuộc hạ nhanh chóng chạy ra bên ngoài, đu trên dây thép đen, thân thể bay lên, vò thẳng ra bên ngoài, cả người rơi trên mặt đất, ầm, một tiếng, tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên, ngọn lửa nhanh chóng xông thẳng lên. Những người áo đen xoay người lại, nhìn về phía ngọn lửa kia, tất cả đều thê lương kêu to, chủ nhân. Chấm than ngoặc kép, chương 778, năm tháng hữu tình. Phòng làm việc rượu vụ. Mọi người đều đến, thời gian không chênh lệch lắm, đường khả hình thấy sư phụ đã tha thứ cho mình lập tức nín khóc mỉm cười đứng lên thật sự quan tâm nhìn về phía trên trán của sư phụ không có sưng lên vừa nghĩ muốn vươn tay muốn đụng vào một chút vitus mặt lạnh nhanh chóng đẩy tay cô ra đường khả hình nhất thời ngây ngốc nhìn ông công việc vẫn tiến triển nhanh vitus vẫn như cũng nửa nằm ở trên ghế hai mắt ngưng lại nhìn về phía trước không cho cô cơ hội vẫn là rất tức giận đường khả hình khẽ cắn môi dưới Nhìn về phía thái độ của sư phụ như vậy, biết tính cách của ông, nếu như tức giận, cần một chút thời gian, vì vậy liền thập phần khẩn trương quan tâm nói, "Sư phụ, ngài, ngài vừa mới hôn mê, cho nên hiện tại thân thể không tốt, cần nghỉ ngơi một chút, còn lập tức pha cho thầy chén trà mang vào." "Thầy không nên tức giận a." À. Trang Hạo Nhiên cũng chống tay ở bên hông đau đớn, đứng ở một bên, nhìn về phía sư phụ, liền nhanh chóng mỉm cười trấn an nói, "Đúng vậy, thầy nghỉ ngơi một chút đi." đường khả hình trong nháy mắt quay đầu lại, tức giận chừng Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng có chút cố kỵ, bất đắc dĩ nhìn cô. Đều đi ra ngoài cho ta, Vitus không muốn nhìn thấy hai đứa này. Trang Hạo Nhiên cùng đường khả hình nghe xong, đành phải tỉnh táo trầm mặc cùng nhau xoay người, đi ra khỏi phòng làm việc, rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa. Em hãy nghe anh nói, Trang Hạo Nhiên tức khắc xoay người, đã nghĩ cùng đường khả hình giải thích. Nghe anh nói cái gì chứ? theo anh vẫn còn tốt sao? Đường Khả Hinh lập tức mặt lạnh chừng anh liếc mắt một cái, sau đó đẩy anh một phen, xoay người muốn đi đến phòng làm việc của mình. A, à, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhất thời lui về phía sau một bước, nhanh tay đỡ lấy bên hông của mình, đau đến mồ hôi lạnh túa ra. Thực sự nhịn không được kêu lên, mẹ ơi, đau chết con rồi! Làm sao mà khom được lưng ha? À? Phốc, mấy người Lâm Sở nhai nhịn cười không được nhìn Trang Hạo Nhiên nói, ôi. Chỗ kia thực sự là chỗ chí mạng của người đàn ông a. Thế nhưng chủ tịch thật xuống tay được, thật không sợ trang ra các người đoạn tử tuyệt tôn à. Đi đi, ông ấy hiện tại còn rất cường tráng, mấy ngày nay còn có ý nghĩ muốn để cho mẹ tôi sinh thêm em trai đấy. Trang Hạo Nhiên lời vừa mới dứt. Phanh, chấm than ngoặc kép, phía trước truyền đến một trận tiếng đóng cửa vang dội. Trang Hạo Nhiên, PS, ai muốn đọc trước 20 chương giá rẻ liên hệ gmail httukidmsa.gmail.com Trang tính vô tựa như thần nổi giận, đứng ở cạnh cửa, trừng mắt nhìn con trai. Tay Trang hạo nhiên lập tức đỡ bên hông, đứng ở một bên, không dám lên tiếng. Cha con tưởng vĩ quốc cùng tưởng thiên lỗi cũng tức giận nhìn anh. Mẹ anh thật sinh thêm một đứa nữa, lão tử lập tức bóp chết anh, đỡ để cho anh làm người khác phiền muộn, chấm than ngoặc kép. Trang tính vũ nhanh chóng đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, giận dữ nhìn anh nói. Phúc, nhân viên làm việc ở phòng khách rượu vụ, nghe những lời này, cũng nhịn không được mà bật cười. Trang hạo nhiên không nói gì ngẩng đầu, nhìn về phía cha mình. Trang tính vũ càng nhìn anh càng tức giận trong nháy mắt thở gấp, lại muốn vung tay lên đánh anh. Trang hạo nhiên vội vã lui về phía sau một bước. Ai chấm than ngoặc kép, tưởng vĩ quốc tức khắc tiến lên, đỡ trang tính vũ, hơi lộ vẻ bất mãn nói, được rồi ở phòng làm việc còn chưa có đánh đủ sao nhiều nhân viên nhìn như vậy cậu ấy tốt xấu gì cũng là một vị tổng giám đốc ông cũng không thể không cho cậu ấy mấy phần mặt mũi đúng vậy a à, trang hạo nhiên lập tức nói tưởng thiên lỗi hơi cúi đầu mỉm cười trang hạo nhiên nhìn ánh mắt của cậu ta trong lòng có chút không phục nghĩ muốn chừng anh anh còn dám chừng người ta chấm than ngoặc kép trang tính vỗ mắt giận vừa nhìn lại muốn vung tay lên đánh anh nói, nếu anh có nửa phần hiểu chuyện bằng thiên lỗi, tôi cũng không cần quan tâm. Hoàn toàn không phải là bộ dáng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn sao. Sao sao ý chỉ việc nước đến chân mới nhảy. Được rồi, tưởng vĩ quốc lập tức nắm lấy cánh tay ông, lại bất đắc dĩ buồn bực nói, đừng tức giận việc này. Trở về đi, nếu ông quả thật muốn dạy dỗ, thì đem cả nhà đầu kia vào phòng làm việc để dạy dỗ. Nói đến khả hình, trang tính vũ không lên tiếng, tưởng thiên lỗi nghe xong hai tròng mắt chậm rãi lưu chuyển nhìn về phía cửa sổ bên trong phòng làm việc có một bóng dáng nhàn nhạt, nhạt dừng ở bên cửa sổ anh liền chậm rãi nhìn trang hạo nhiên nhìn thấy ánh mắt này của anh hai mắt lưu chuyển nhẹ ho khan một tiếng tưởng thiên lỗi tức giận nhìn anh một cái còn thật quan tâm nhắc nhở nói tôi nói cậu vẫn còn có sức lực để đứng a còn không quay về nghỉ ngơi một chút đi tôi Trang hạo nhiên hơi ngẩng đầu nhìn tưởng thiên lỗi liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, liền cười nói tôi liền thích đứng đấy. Vậy anh liền đứng đi, chấm than ngoặc kép, trang tính vũ giận tái mặt nhìn anh, nói chỉ cần anh đứng đây thêm một phút đồng hồ nữa. Tôi sẽ để anh ở nơi này ba ngày ba đêm, nếu như không phải vì khách sạn dưới nước và trang viên trồng nho, tôi liền giao toàn bộ cho thiên lỗi. Cha, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên thoáng cái thật khẩn trương nhìn về phía cha mình, nói cha thế nào lại làm như vậy a à? đứng cho tốt vào chấm than ngoặc kép Trang Tính Vũ nói xong người đã tức giận rời đi Tưởng Vĩ Quốc cũng ngừng mắt nhìn anh một cái liền cũng lắc lắc đầu rời đi Tưởng Thiên Lỗi ngược lại mừng rỡ thanh nhàn đứng ở đối diện Trang Hạo Nhiên hơi nhấc tay nhìn thời gian Trang Hạo Nhiên mặc dù trong lòng nhớ Đường Khả Hinh lại nhìn thấy thái độ này của Tưởng Thiên Lỗi hít mắt nhìn về phía anh Tưởng thiên lỗi nhàn nhạt, nhạt nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói 36, 35, 34. Đừng có suy nghĩ gì, hai người đều đã là quá khứ. Trang hạo nhiên cuối cùng nhịn không được muốn cho cậu ta tỉnh mộng. 28, 27, 26, 25. Tưởng thiên lỗi không để ý đến anh, tiếp tục thở ơ đếm thời gian. Chúng ta cùng bái sư, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên lần nữa nhìn về phía anh, có chút cứng rắn nói tam đại cầm thú lập tức có chút khẩn trương nhìn về phía anh. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Một trận gió xẹt qua trước mặt của anh. Tưởng thiên lỗi chậm rãi nhìn về phía kim dây vừa mới đến số 12, người nọ đã không thấy bóng dáng, anh nhàn nhạt nhìn mặt đồng hồ, nhớ lại lời trang hạo nhiên vừa mới nói, đứng lại một lúc lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía cánh cử kim loại trắng kia, thật lâu thật lâu, mới cất bước rời đi. Trụ sở chính hoàn á không cần cậu đỡ, một gậy còn không làm gì được tôi đâu. Trang hạo nhiên một trận ai oán và thống khổ, tay ấn bên hông, cước bộ có chút tập tính, đau đến đổ mồ hôi lạnh, không ngừng thở phì phò. Ai, anh rốt cuộc vẫn là không phải do cha anh sinh đi. Chấm hỏi ngoặc kép, Tô Lạc Hoành vừa đi qua đây, vừa nghi ngờ hỏi, làm gì có người cha nào đánh con trai như vậy. Đi, chấm than ngoặc kép, Trang hạo nhiên đến trước cửa phòng làm việc, lập tức dừng bước lại, nóng mắt nhìn anh, trách cứ nói, hoài nghi cha của mình, sẽ gặp trời đấy sao sao. Không có gen kia của mẹ tôi, tôi có thể đẹp trai như vậy sao? Sao sao ý chỉ hoài nghi cha của mình là muốn chết? Cho nên, khả năng cũng chỉ là gen của mẹ anh. Phốc, lâm sở nhai cảm thấy vui đùa hơi lớn. Muốn ăn đạp, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên lập tức muốn đưa chân lên đạp anh. Ba người đàn ông cùng nhau cười lớn né tránh không có một bức tượng như mặc hàn chi kỷ của tôi ở đây. Cậu ta mới đi có một ngày, lão tử đã nhớ rồi. Cậu ta ở trước mặt tôi, so với ba người các cậu thì nhìn thuận mắt hơn. Chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên một tay vừa chống bên hông đẩy ra cửa lớn phòng làm việc, vừa kêu đau liên tục phân phó tiêu đồng. Cho tôi một tách trà táo tàu. Tiêu đồng lúc này, đã chuẩn bị xong trà táo tàu, mặt lạnh đi đến. Tô Lạc Hoành nhìn thấy bộ dáng này của cô, lập tức lấy lòng đi qua, sốt ruột nói: "Ôi, tiểu tổ tông, tôi thực sự sai rồi, không nên tức giận nữa, nhiều lắm thì sau này tôi sẽ nhớ kỹ thời gian cô đau bụng kinh a." À. Cút, Tiêu Đồng mặt lạnh quát to một tiếng, liền mang tách trà đi vào phòng làm việc. Trang Hạo Nhiên một trận đau đớn khó chịu ngồi ở trên ghế da của tổng giám đốc, một bên hỏi: "Vừa rồi ai nhận điện thoại của Mạc Hàn, cậu ấy nói cái gì vậy?" Tô Lạc Hoành nghe xong, tức khắc tiến lên, có chút nghiêm túc nói, cậu ấy vừa gọi điện thoại qua đây nói, người đứng đầu trong bóng tối bên mỹ muốn mạng của khả hình, trang hạo nhiên lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía tô lạc hoành, khuôn mặt căng thẳng nghiêm trọng, nói cái gì? lâm sở nhai cùng tào anh kiệt hai người ngồi ở trên sofa bên kia, nhìn qua đây, biểu tình nghiêm túc nói, người bên kia không chịu đàm phán, cũng chính là tỏ vẻ người nọ muốn cùng chúng ta đối địch, suốt cuộc có cái thâm cửu đại hận gì a? À? Trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng tựa ở trên ghế ra, ngưng mắt nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ kia, hai mắt lóe ra một chút sắc lạnh, mới trầm giọng phân phó tăng cường người, bảo vệ tốt khả hình. Việc này, để tôi làm đi, chấm than ngoặc kép, lâm sở nhai gật đầu đáp ứng, lại lại cảm thấy có chút gì đó không ổn ngừng đầu, nhìn tô lạc hoành, nói, mặc hàn về sau còn nói cái gì nữa. Nếu đã không thể đồng ý, thì lúc nào trở về vậy? Lão tử cũng muốn cầu ta. Tào Anh Kiệt chật chật, cười nhìn về phía anh, nói cậu nghĩ cậu ta là gì? Cậu lại không cần ôm cậu ta ngủ, chỉ có lão tử mới nhớ tới cậu ta. Bà xã của tôi hiện tại hận tôi nghiến răng nghiến lợi, tôi nghĩ muốn đến nhà, ôm cậu ta ngủ. Cút, chấm than ngoặc kép, Tô Lạc Hoành lập tức đi qua, đạp bọn họ một cái, nói, lúc cậu ấy ở đây, mấy người không ai nhớ tới cậu ấy. Đối với cậu ấy người tốt nhất, vẫn là lão tử. Cậu ấy có chuyện gì, đều tìm tôi trò chuyện trong nhà cậu ấy đến con rán, buổi tối cũng đều là gọi điện thoại cho tôi. Các người cùng cút cho tôi, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên vẻ mặt coi thường nâng tách trà táo tàu, vừa uống vừa nói, bình thường không có việc gì, liền đến bắt nạt cậu ấy, hát khiêu vũ cũng không gọi cậu ấy, còn không biết xấu hổ mà nói như vậy. Di động vang lên, Trang Hạo Nhiên vừa uống trà, vừa liếc một cái là điện thoại từ nước Mỹ, anh sửng sốt một chút, đặt tách trà xuống, cầm di động lên, ấn nút nghe điện thoại, trả lời, hello. Bên kia là một trận thanh âm trầm thấp, thông báo tin tức. Trang hạo nhiên cầm di động, chậm rãi nháy mắt, dường như nghe thấy tin tức đối với mình vô cùng quan trọng, máu toàn thân lập tức như đông lại, trừng mắt về phía trước, trong đầu tất cả đều là hình ảnh lãnh mặc hàn yên lặng làm bạn bên cạnh mình, bộc lộ thái độ trầm ồn, khó mà có được những lúc khuôn mặt có chút tươi cười. Hai mắt anh đẫm lệ, dường như muốn níu giữ lại linh hồn của người bạn. Mấy người Tào Anh Kiệt nhìn thấy anh như vậy, lập tức cảm giác sự tình có chút không ổn, hơi khẩn trương đứng dậy, hỏi: "Thế nào a?" À? Hơi thở gấp gáp từ trong lồng ngực anh phun ra. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt như chim ưng, lưu chuyển liên tục, sát khí hiện lên, anh không nói gì, chỉ là run run dẩy run dẩy để điện thoại di động xuống, muốn chống thân thể đứng lên, ai biết chân đứng không vững, cả người ngã trên mặt đất. "Lão đại, đã xảy ra chuyện gì?" mấy người lâm sở nhai vội vã nhào tới khiếp sợ hỏi trang hạo nhiên mãnh liệt đẩy mọi người ra giống như là dã thú giống lên một tiếng tức giận đứng dậy hai mắt trừng trừng đi tới trước cửa sổ nhớ tới khuôn mặt lãnh mặc hàn tươi cười nhìn mình trái tim như bị đục khoét sinh mệnh chưa bao giờ cảm giác đau đớn như vậy mạch máu như bị phá vỡ anh đột nhiên kêu a à một tiếng giống giận đầy bi thương nước mắt run rẩy rơi xuống nắm tay vung lên hướng tới tấm thủy tinh trước mặt đấm một phát phanh, một trận âm thanh đổ vỡ vang lên, những mảnh thủy tinh lớn vang đầy trên mặt đất, toàn bộ thế giới dường như không còn. Mấy người tô lạc hoành kinh hãi nhìn về phía trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía bầu trời rộng mở phía trước, dường như nhìn thấy linh hồn bạn tốt, một lần nữa lại thống khổ rơi lệ kêu to, mặc hàn. chương 779 tới đòi lại. Hoàng hôn, như một giải lụa màu hồng phấn. Hoa viên phía sau khách sạn, ánh mặt trời vẫn như cũ trói giỏi. Như biết, thì thầm, gọi. Một bóng hình nho nhỏ, di chuyển ở trong bụi hoa. Tiểu Nhu mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, quần đùi màu lam, tóc búi hai bím, ở giữa bụi cỏ nhanh chóng chui ra, mắt sáng lấp lánh như kim cương, khẩn cấp nhìn về phía con ve không ngừng bay nhảy trong bụi hoa phía trước, khuôn mặt lập tức tươi cười ngọt ngào, mặc kệ lúc này mồ hôi đã đầm đìa trên trán, toàn thân đầy bùn, liền bổ nhào về phía trước hai tay trong nháy mắt nắm chặt con ve đang, thì thầm, gọi. Tiểu nhu bộ dáng như chó con, quỳ gối trên cỏ, đón lấy ánh nắng như thiêu đốt từ mặt trời, mở hai tay, ánh mắt mong chờ nhanh chóng nhìn vào trong lòng bàn tay là con ve màu xanh vừa to vừa mập, cô cười đến vui vẻ. Mông bị người ta đá một phát. PS, ai muốn đọc trước 20 chương giá rẻ liên hệ t -t -t gmail, tttukidmsa.gmail.com Toàn bộ thân thể tiểu nhu sượt về phía trước, hai tay theo phản xạ đưa ra phía trước ve kêu chi một tiếng tức khắc nhảy ra ngoài thậm chí vung cánh bay đi cô quát to một tiếng khóc lóc kêu ve của tôi ve của tôi ve của tôi ve của tôi chấm than ngoặc kép trần mạn hồng tức giận đứng ở trên cỏ mắt lạnh nhìn về phía tiểu nhu đang nhào vào trên cỏ kia bộ dáng ô ô ô khóc lóc giống lên mỗi ngày không phải đào khoai tây thì chính là làm cái đồ chơi quỷ quái gì đó đầu cô thật không phải là bình thường Thời tiết nóng như vậy, ánh mặt trời thiêu đốt như vậy, người ta trang điểm lại còn không kịp, cô thì ngược lại. Tan việc không quay về nghỉ ngơi, lại còn ở chỗ này lăn qua lộn lại. Thật coi khách sạn như nhà mình vậy, quên mất là sau khi tan việc, nhân viên cũng không thể tùy tiện ở lại khách sạn sao? Tiểu Nhu vẫn như cú quỳ trên mặt đất, nghiêm mặt thì thầm gọi, mồ hôi đầm đìa, lại dường như sớm đã quen với điều này rồi, chẳng buồn lên tiếng. Đứng lên cho tôi. Chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng nhìn cô bị phơi thành như vậy, lại gào lên. Chấm ngoặc kép, Tiểu Nhu không dám phản kháng, đành phải tỉnh táo đứng lên, nghĩ liếc nhìn về phía đám ve kia, đã chạy tới đó rồi. Trần Mạn Hồng còn muốn dơ hộp giữ nhiệt lên đánh cô. Không muốn đánh, thân thể Tiểu Nhu thiếu chút nữa bị dọa sợ liếc về phía quản lý, lại nhìn về phía hộp giữ nhiệt quen thuộc trong tay cô ấy, cô thấy thật kỳ quái. Lên tiếng, hỏi, hộp giữ nhiệt, đã nói cho cô bao nhiêu lần rồi. Không thể đem đồ ăn đặt ở trong lớp vỏ bọc, cô thế nhưng lại không nghe. Chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng thoáng cái đem hộp giữ nhiệt ném lại cho cô. Ai, Tiểu Nhu thoáng cái đã ôm được hộp giữ nhiệt kia, khẩn trương lẩm bẩm nói, đây là bánh trà xanh, Phó Tổng Giám Đốc Lãnh nói thích ăn, sáng sớm hôm nay tôi đã cố ý trước khi đi làm, đi lên đỉnh núi hái lá trà về làm. Ăn khá ngon a. À. Chập, chấm than ngoặc kép, trần Mạn hồng khinh bỉ xem xét cái tiểu nha đầu này một cái cười trừ nói thế nào thích người ta rồi không có a à, tiểu nhu mặt có chút đỏ ôm hộp giữ nhiệt lập tức cúi đầu không dám nói nữa trần Mạn hồng nhìn bộ dáng này của cô lại tươi cười một chút vươn tay chọc cái chán của cô nói nhìn bộ dáng này của cô còn dám thích phó tổng giám đốc lãnh nhà người ta người ta là ai a à? cô đừng tưởng rằng người ta thật thích ăn bánh trà xanh và khoai tây cô làm đó là chọc cô chơi thôi. Tiểu Nhu nghe xong, lập tức thật đáng thương chừng đôi mắt to, nháy nháy. Có phải anh ấy bảo cô hôm nay làm cho anh ấy ăn không? Trần Mạn Hồng cố ý nhìn về phía cô, cười hỏi. Đúng vậy, Tiểu Nhu cúi đầu, thanh âm yếu ớt kéo dài nói. Người ta hiện tại đang ở Mỹ A, chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng nhìn về phía cô, lớn tiếng nói thật vô dụng mà. Loại tư tưởng này mà cũng dám có mau tìm người nào mà gả đi thôi. Tiểu Nhu nghe những lời này, môi mím lại, tội nghiệp không dám nói chuyện. Nhìn cô cũng thấy phiền, chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng nói xong, lại ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời như muốn đem người ta phơi khô, cô chịu không nổi dùng tay quạt gió, lập tức xoay người rời đi. Tiểu Nhu một mình ngơ ngác ôm hộp giữ nhiệt kia, nhìn bên trong hộp là vài cái bánh lá trà, nhớ tới lãnh mặc hàn đã cùng mình nói rõ ràng, hôm nay muốn ăn bánh trà chính mình làm, lòng cô có chút lạc lõng nhưng cũng hiểu rõ xung quanh căn bản không có người nào quan tâm đến hứa hẹn của mình trừ khả hinh cô gái nhỏ ngơ ngác xoay người đi ra khỏi khách sạn vừa đi vừa vẫn như cũ nhớ tới biểu tình lãnh mặc hàn nhìn khả hinh nhìn khả hinh khi cười anh liền nhàn nhạt cười khoảng thời gian khả hinh thương tâm ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô ấy một giọt nước mắt lăn dài trên má tiểu nhu vội vã mím môi cái mũi hấp háy đỏ bừng lau đi nước mắt trên mặt tiếp tục ôm hộp giữ nhiệt đi về phía trước. tiểu nhu đường khả hình lúc này ôm văn kiện vừa đi qua đại sảnh khách sạn vừa muốn đi qua vườn hoa hoàn á lại nhìn thấy tiểu nhu ngơ ngác ôm hộp giữ nhiệt đi về phía trước vừa đi vừa lau nước mắt cô lập tức thật khẩn trương đi tới hỏi cô làm sao thế? tiểu nhu mở to hai mắt đẫm lệ nhìn thấy đường khả hình cô lập tức lau khô nước mắt cười rộ lên nói khả hình cô làm sao lại khóc a? À? đường khả hình nhìn cô một mặt thì cười nhưng một mặt vẫn là bộ dáng thương tâm có chút khẩn trương hỏi không có việc gì gió thổi qua mắt tiểu nhu vội vã lắc lắc đầu nghẹn ngào nói gió đường khả hình nhìn bộ dáng kia của cô trong lòng nghĩ đoán chừng là gặp được chuyện gì thương tâm rồi không muốn nói liền dừng lại một chút mới kéo tiểu nhu nhẹ ôm vào trong lòng quan tâm nói đừng khóc đừng khóc không có chuyện gì tất cả đều cũng đã qua tiểu nhu tựa vào trong lòng đường khả hình càng lúc càng thấy khó chịu, nước mắt cứ từng hạt từng hạt lăn xuống, mới nghẹn ngào nói, khả hinh, cô nhìn vừa đẹp, lại nỗ lực chịu khó, mọi người đều thích cô, tôi rất cao hứng. Tôi cũng rất thích cô. Đường khả hinh nghe những lời này, không biết vì sao, cũng dưng dưng, nhẹ ôm cô gái nhỏ trong lòng, mới mềm giọng nói, mọi người cũng thích tiểu nhu. Tôi cũng thích tiểu nhu nhất. Tiểu nhu lập tức nín khóc mỉm cười. Đừng khóc, chúng ta cùng đi vào hoàn á, giao văn kiện xong, tôi liền cùng cô đi ăn cơm. Hôm nay tôi mời cơm, thế nào, đường khả hình vừa kéo tiểu nhu đi về phía trước, vừa cười vì cô lau nước mắt, an ủi nói. Được, tôi thích ăn khoai tây, tiểu nhu lại cười rộ lên nói. Được, ăn khoai tây, đường khả hình lại cười kéo cô đi về phía trước, lại không hiểu sao lại nghe thấy phía trước chuyển đến một trận tiếng khóc, cô sửng sốt ngẩng đầu. Bộ dáng trang hạo nhiên như lửa lớn, hai tròng mắt chứa đầy lửa giận, đang đằng sát khí đi ra khỏi đại sảnh Hoàn Á, nhanh chóng đi ra ngoài. Mấy người Lâm Sở nhai hốc mắt đỏ bừng, cũng kích động tức giận đi về phía trước. Tiêu Đồng ở phía sau, vừa khóc vừa đi theo, vẫn như cũ đến bây giờ cũng không thể tiếp thu sự thật này, chỉ biết kích động rơi lệ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đường Khả Hinh không hiểu trái tim như phát lạnh, vội vã đi lên phía trước, gọi Tiêu Đồng lại, vội vã hỏi, "Tiêu Đồng, xảy ra chuyện gì?" Tiêu Đồng rơi lệ nhìn về phía Đường Khả Hinh trong lòng đau xót kích động khóc nói Mặc Hàn ở nước Mỹ đã xảy ra chuyện vừa nhận được tin tức nói anh ấy đã chết trong một vụ nổ mạnh phanh hộp giữ nhiệt rơi xuống đất Đường Khả Hinh lập tức mở to mắt trong lòng bỗng nhiên phát lạnh cả người đều bị một nỗi bi thương bao trùm lấy vẫn như cũng không dám tin đây là sự thật viền mắt cũng đã ngấn lệ nhớ tới lãnh Mặc Hàn lạnh lùng là một người cực kỳ biết săn sóc cô lập tức nghẹn ngào rơi lệ hỏi Tiêu tiêu, tin tức này vô cùng xác thực sao? Tiêu đồng nhanh chóng rơi lệ gật đầu. Tiểu nhu há hốc mồm đứng ở một bên, sợ đến mở chừng hai mắt, nước mắt lại rơi đầy trên mặt. Tôi không nói với cô nữa. Lão đại hiện tại muốn đi Mỹ tìm người tính sổ. Tôi cũng không biết được rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Anh ấy hiện tại tức giận đến nỗi nói cái gì cũng nói không nên lời. Tôi chưa từng thấy qua anh ấy tức giận như vậy. Chấm than ngoặc kép, tiêu đồng nói xong, lại muốn khóc xoay người rời đi. Đường Khả Hinh dừng ở tại chỗ, nghĩ nghĩ, lại nhớ tới bộ dáng Trang Hạo Nhiên lúc vừa rời đi, bộ dáng đầy đau đớn bĩ phấn kia, trong lòng cô bỗng nhiên căng thẳng, lập tức đuổi theo. Trang Hạo Nhiên đón gió lớn, nhanh chóng ngồi lên pai pick, nghiến răng nghiến lợi cấp tốc lái xe chạy ra bên ngoài. mấy người Lâm Sở Nhai cũng nhanh chóng điều khiển xe tức giận rời đi. Đường Khả Hinh cùng Tiêu Đồng, mấy người Tiểu Nhu sau đó cũng đi qua lệ rơi đầy trên xe. Đỉnh núi, những cây hoa anh đào trùng trùng điệp điệp, một màu xanh minh mông bát ngát. Có một căn biệt thự màu trắng, ở đỉnh núi, có vẻ như có chút tịch mịch. Bài pick cấp tốc chạy như bay lên đỉnh núi, thắng gấp ở trước biệt thự. Trang hạo nhiên trong nháy mắt kích động đẩy cửa xe ra, nhìn về phía biệt thự kia, trước phòng chỉ là một cái sân nhỏ, cũng không có nhờ người quét tước, chỉ là đơn giản trồng một gốc cây anh đào, lác đác vài chiếc lá, nhìn vào cửa lớn trong suốt, chỉ có vài đồ dùng gia đình đơn giản, vì trong quá khứ thường xuyên ra sống vào chết, anh cảm thấy chỉ cần có thể sống là được rồi. Mặc hàn, chấm than ngoặc kép, tô lạc hoành thống khổ run rẩy cắn răng đi đến, hai mắt rưng rưng, đứng ở trước cửa biệt thự, lòng như đau cắt, ái náy thống khổ cúi đầu, thanh âm nức nở, rơi lệ co quắp nói tôi tới thăm cậu đây. Cậu vẫn muốn chúng tôi đến nhà cậu, nhưng là chúng tôi chưa từng tới. Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt cũng thống khổ bi thiết đi xuống xe, đi đến trước cửa biệt thự, nhìn về phía đồ dùng đơn giản bên trong, tựa như cái người đơn giản kia, bọn họ đồng thời cúi đầu run rẩy rơi lệ nói, Mặc Hàn, anh em tới thăm cậu đây. Hôm nay tới đây nhìn cậu một cái, chúng tôi lập tức sẽ đi Mỹ, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, chúng tôi cũng đều đòi lại mạng sống cho cậu. Trang hạo nhiên hai tròng mắt bi phẫn, tràn đầy lệ, tay nắm thật chặt, nhìn về phía những tán cây anh đào kia. Đáy lòng lại một trận đau đớn. Một giọt nước mắt nhẹ rơi. Đường Khả Hinh vừa đi xuống xe, hai mắt dương dương liền nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, người đàn ông kiên nghị cúi đầu, kiềm chế những giọt lệ bi thương, hai tay nắm chặt, toàn thân đều chìm trong nỗi đau đớn tột cùng. Cô nhìn giọt nước mắt kia của anh, trong đầu bỗng thoáng qua hình ảnh. Người đàn ông khuôn mặt tràn đầy nước mắt lạc lõng nhìn về phía mình. Cô vội nháy mắt, xua đi những ký ức kia, cũng đã nhìn thấy Trang Hạo Nhiên chậm rãi muốn đẩy cửa cất bước đi vào. Mấy người lâm sở nhai cũng yên lặng rơi lệ đi vào. Tiêu đồng đứng ở ngoài cửa, lại không dám vào đi, bởi vì bọn họ một đám người, cùng sang Anh Quốc cho đến bây giờ, bao năm tình cảm như vậy, lãnh mặc hàn tựa như anh trai của mình, lúc mình đau ốm, còn nửa đêm lái xe tới nấu canh gừng cho mình uống, có đôi khi chính mình không nuốt nổi, anh nuốt từng muỗng từng muỗng, cô thất thanh khóc giống kêu to, lãnh mặc hàn. Sớm bảo anh theo chúng tôi đến khách sạn, anh nhất định không chịu, anh làm chi ở cái chỗ này ha, muốn tới thăm anh một lần cũng không dễ dàng, anh rõ ràng chính là một người sợ cô đơn tịch mịch. Anh trở về đi, tôi mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị đồ ăn cho anh, tôi mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị cho anh, anh mau trở lại đi, tôi cùng anh đi mua âu phục, tôi cái gì cũng làm cho anh hết. Tiêu đồng quỳ trên mặt đất, rơi lệ khóc giống lên. Đường khả hình đứng ở ngoài cửa, đã khóc không thành tiếng, cơ thể run rẩy đau lòng rơi lệ, nhìn về phía căn nhà đơn giản kia, muốn kêu lên một tiếng anh trai nhưng cái gì cũng nói không nên lời chỉ là đau đớn khó chịu đi lên phía trước chậm chạp đỡ tiêu đồng nước nở nói vào đi thôi đi xem cũng tốt tiêu đồng nhìn về phía đường khả hinh khóc hỏi khả hinh cô nói cho tôi biết đây không phải là sự thật lãnh mặc hàn không có việc gì đi cô nói cho tôi biết đây không phải là thật anh ấy cũng là bởi vì không muốn sống qua ngày như vậy nên mới sống cùng chúng ta nhiều năm như vậy chúng ta cũng thật vui vẻ. Cô mau nói cho tôi biết, đây không phải là thật. Tôi từng nói với anh ấy, nếu như sau này, anh ấy thật muốn sống một mình, tôi sẽ theo anh ấy. Tôi muốn theo anh ấy, tôi muốn theo anh ấy, theo anh ấy đến mãi sau này. Đường khả hình ôm tiêu đồng, nói cũng nói không nên lời, chỉ là ôm cô, ẩn nhẫn run rẩy khóc. Tiểu nhu nói cũng nói không nên lời, chỉ là ôm chặt hộp bánh trà xanh, đứng ở một bên, một đôi mắt to chính là không ngừng rơi lệ, từng hạt lại từng hạt thi nhau rơi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía tán cây anh đào kia, giống cây anh đào trước cửa nhà khả hình như đúc, cô lại một trận bi thương, ôm lấy hộp bánh trà, lắc mình đi vào sân, ở trước cây anh đào đó, ngồi xổm xuống, đem từng cái lại từng cái bánh trà xanh bầy xuống, muốn khóc mà lại không khóc được, chính là những giọt nước mắt đã rơi trên bánh. Thanh âm tinh tế nước nở nói anh, anh, anh yên tâm, tôi, tôi nhất định sẽ không đem bí mật của anh nói ra. Đêm nay lúc anh trở lại, tôi, tôi, tôi ở đây cùng anh, tôi không sợ, tôi mỗi ngày sẽ đều đốt lửa bắt côn trùng, tôi không sợ, anh đến tìm tôi, tôi mời anh ăn thật nhiều thật nhiều bánh trà. Cô ngồi một bên nước nước nở nở cuối cùng khóc giống lên. Đường khả hình cùng tiêu đồng hai người đỡ nhau đứng cùng một chỗ, khóc đi lóc đi vào sân, lại đi vào trong phòng, mấy người lâm sở nhai, đứng ở mấy góc trong phòng khách, đều thống khổ co quắp rơi lệ, nhất là tô lạc hoành ngồi xổm trên mặt đất, Người đàn ông vốn không dễ rơi lệ, thế nhưng đối mặt với người anh em vào sinh ra tử, hắn cuối cùng cũng cúi đầu, khóc thành tiếng. Trang Hạo Nhiên cố nén run rẩy thống khổ của bản thân, đứng ở trước sofa, tay cầm một khung ảnh màu trắng, đó là lần đầu tiên đứng ở trước pháo đài cổ kính chụp ảnh, Lãnh Mặc Hàn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen dài, đứng ở bên cạnh mình, đó là lần đầu tiên anh đối ống kính bộc lộ tươi cười, kỳ thực nhìn bộ dáng của anh thêm mấy lần nữa, tuy lạnh lùng nhưng lại bộc lộ ra mấy phần hàm hậu. Ngón tay nắm chặt khung ảnh. Trang Hạo Nhiên ngưng mắt nhìn nụ cười thản nhiên của Lãnh Mặc Hàn trong ảnh chụp, kỳ thực cậu ấy luôn tỏ ra tươi cười yêu quý đối với người anh em của mình, sắc mặt của anh dần lạnh lại, toàn thân tức giận như dã thú, hai mắt tỏa ra sát khí dày đặc. "Mặc Hàn, cậu yên tâm, mạng này của cậu, tôi nhất định phải cho người tới đòi lại." Đường Khả Hinh đứng ở phía sau, nhìn thấu chân tình này, nhìn bóng lưng phẫn nộ bi thương kia, nước mắt của cô chậm rãi rơi xuống. Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà chiếu dọi phòng khách. ở cái chỗ này chỉ có một ghế sofa, một bàn trà, một TV, còn có một cái bàn ăn. Tiêu Đồng lại quỳ trên mặt đất, thất thanh khóc lên, chẳng trách anh lần trước gọi tôi cho anh một bó bách hợp. Cái nhà này cái gì cũng không có a. À. Đây không phải là thật. Chấm than ngoặc kép Lâm Sở Nhai đứng ở một bên, vừa lau đi nước mắt trên mặt, vừa khóc vừa nói, lão tử không tin người anh em của mình cứ như vậy rời đi. Đây không phải là sự thật, tôi không tin, tôi không được, lão tử kiếp này chỉ có mấy người anh em, lão tử nhất định phải chết trước mấy người, tôi không tin cậu đã chết, tôi không tin." Anh đập mạnh bàn, lại đau đớn khóc lên. Tào Anh Kiệt đã nhịn không được, khóc lên, gọi, "Người anh em, làm anh em không có sống hết kiếp này, cậu liền con mẹ nó sống thêm một ngày để cho tôi nhìn cậu đi." Tô Lạc Hoành đã gục đầu bên sofa, ngồi dưới đất, rơi lệ các người làm gì mà ngồi ở nhà của tôi khóc. Một âm thanh truyền đến. Mọi người sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài phòng. Lãnh mặc hàn mặc sơ mi màu đen, quần tây dài cùng màu, tay cầm túi du lịch màu tràm, đứng ở trước cửa nhà mình, ánh chiều tà bao trùm lấy thân ảnh thon dài, đáy mắt không hiểu nhìn những người này, khóc lóc tựa như có người chết, anh sửng sốt. Mỗi người đúng ở trong phòng, mỗi người đều lau chùi nước mắt, thần sắc khác nhau, thế nhưng tất cả đều bất động. Tô Lạc Hoành chỉ là ngồi dưới đất, nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống, nháy mắt một cái, nhìn đến lãnh mặc hàn quả thật là đứng ở trước cửa phòng, biểu tình kia lạnh nhạt đến muốn chết, coi như là quỷ, cũng sẽ không ác tâm như vậy, lại một trận khóc giống lên, đấm thật mạnh lên mặt đất, khóc kêu, tôi con mẹ nó giết cậu A. À. chương 780, khung hình. Là cậu phải không, lãnh mặc hàn, là cậu phải không, lâm sở nhai trong lòng một trận kích động, rơi lệ nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, kích động nhìn về phía lãnh mặc hàn, trong ngực giống như giấy lên một ngọn lửa, nặng nề thở gấp, nhìn về phía anh. Lãnh mặc hàn vẫn như cũng nghi hoặc nhìn về phía bọn họ, hơi chút ngạc nhiên nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Làm cho các người khóc thành như vậy, chắc không phải là tưởng tôi đã chết chứ? Tào Anh Kiệt và Tô Lạc Hoành cũng đồng thời kích động đứng lên, nhìn lãnh mặc hàn xác thực xuất hiện trước mặt mình, nhất thời nước mắt bọn họ tràn ra, giống như chịu uất ức khóc kêu cha, liền tiến lên thật nhanh, ôm anh vào trong ngực, thậm chí là hai người đàn ông, vươn tay ra sau đầu xoa xoa an ủi anh, khóc kêu to, mẹ nó. Cù chết lão tử rồi, nghĩ đến cậu đã chết, đau lòng muốn chết. Lãnh Mặc Hàn bị bọn họ gắt gao ôm chặt, thân thể anh hơi chút giấy giụa, sau lưng truyền đến một trận nứt ra đau đớn, nghe lời này, nhất thời hiểu ra, hai mắt đột nhiên bất đắc dĩ cười. Lâm Sở Nhai cũng một trận tức giận đi tới, nước mắt nhỏ giọt rơi xuống vốn muốn mắng, lại lập tức đem người này, ôm lấy, đầu lập tức cúi xuống không suy nghĩ tựa vào trên bờ vai anh, thân thể kích động run rẩy khóc lên. Lãnh mạc hàn bị mấy người này ôm ấp thiếu chút nữa không thở nổi, biết bọn họ đau lòng vì mình, anh cũng nhẹ gật đầu, chậm rãi cười, ẩn giấu nước mắt trong hốc mắt. Đường khả hình đứng ở một bên, nhìn đến lãnh mạc hàn lại xuất hiện trước mặt mình, trong nháy mắt cô kích động tay che miệng A lên một tiếng, trong lòng cố nén lời cảm ơn đang dâng trào, Nước mắt lại lăn dài, nhìn về phía anh em bọn họ sâu sắc như vậy, cảm động không nói nên lời. "Các anh tránh ra, tôi muốn ôm ôm." Tiêu Đồng lập tức muốn đẩy bọn họ ra, vẫn cứ chen vào trong lòng Lãnh Mặc Hàn, ôm eo của anh, nghe tiếng tim anh đập, lại nhịn không được khóc lên. Lão Đại nghe điện thoại, nghĩ anh đã chết, lại không nói một câu, chạy như người mất hồn. Đập nát cả căn phòng chống đạn bằng thủy tinh 60 vạn rồi. Lãnh Mặc Hàn chậm rãi vươn tay, ôm trọn Tiêu Đồng lại ngẩng đầu, ánh mắt nóng cháy nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên đứng ở phía xa, nhìn anh thật sâu từ lâu, mới cất bước đi tới, tay nhẹ đẩy đám người Lâm Sở nhai ra, đứng ở trước mặt Lãnh Mặc Hàn, thấy anh lộ chút tiểu tụy, lại nhìn gương mặt thật của Lãnh Mặc Hàn, anh nặng nề thở gấp, rốt cục có phần kích động mở miệng nói, người anh em, thật lãng phí ánh mắt đầy sát khí của tôi rồi, tôi còn tưởng rằng cậu chết, muốn báo thù cho cậu. Cậu còn sống, tại sao không thông báo một tiếng? nghi tâm đường khả hình lại căng thẳng, nhìn người này. Thật là, chấm than ngoặc kép, tô lạc hoành lập tức đẩy lãnh mặc hàn ra, tức giận nhìn về phía anh kêu to, cái thứ trứng chiên xào gì gì đó, nói cho chúng tôi biết tin tức này. Làm lãng phí bao nhiêu là nước mắt. Lãnh mặc hàn trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói gì, chỉ cười cười. Cậu còn dám cười tôi, cưỡng gian cậu ta, chấm than ngoặc kép. Lâm sở nhai lập tức nổi giận liền muốn cùng Tào Anh Kiệt ôm lấy lãnh mặc hàn, muốn đẩy anh ở trên ghế sofa, cởi quần áo của anh ra. A, à, lãnh mặc hàn lập tức ném túi hành lý xuống, khuôn mặt bộc lộ vẻ đau đớn. cậu làm sao thế? Lâm sở nhai cùng mấy người có chút khẩn trương nhìn về phía anh. giữa lưng chúng tên vẫn chưa có khỏi, lãnh mặc hàn nói xong, mặt tái xanh nhăn mày, tay ấn nhẹ sau lưng, nặng nề thở một cái. đường khả hình lập tức khẩn trương đi tới nhìn về phía anh sốt ruột nói vậy nhanh đi lên phòng nghỉ ngơi một chút nếu không phải đi bệnh viện kiểm tra lãnh mặc hàn nhìn cô một cái mặt đã đổ đầy mồ hôi lạnh lại nặng nề thở một cái mới lắc đầu nói không có việc gì nhanh đi nghỉ ngơi đừng nói nhiều nữa chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên nhanh chóng tiến lên trong những người này giá người anh là cao nhất lập tức muốn ôm ngang lãnh mặc hàn đứng lên thôi tôi cũng không phải phụ nữ lãnh mặc hàn lập tức đẩy anh ra. Tôi ôm cậu một cái, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên nhìn anh một cái, không hiểu lại đi lên phía trước, một lần nữa đưa tay ôm anh vào trong ngực, hai mắt đột nhiên ướt át, lại cố đè xuống cảm động trong lòng nói cảm ơn cậu đã trở về. Lãnh mặc hàn nghe lời này, đột nhiên chậm rãi cười, nói nếu tôi không trở lại, đoán chừng hai ngày anh ngủ không yên đấy. Vì anh luôn quý trọng giấc ngủ, mà tôi cũng cần phải còn sống. Trong lúc này Trang Hạo Nhiên buông thân thể anh ra, kích động nhìn người này, dừng một hồi lâu, nói anh em tốt. Đêm nay chúng ta ôm nhau ngủ. Nói xong, anh lại trở lại ôm Lãnh Mặc Hàn. Phốc, tất cả mọi người nở nụ cười, Đường Khả hình đứng một bên, cũng nhịn không được nở nụ cười. Ai, tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Mất cái người trứng chiên xào gì đó của cậu, sao lại nghĩ cậu đã chết? Tô Lạc Hoành nghe thấy nhắc tới chuyện này, liền khẩn trương hỏi mọi người vừa nghe lời này cũng khẩn trương tò mò nhìn anh lãnh mặc hàn nghe lời này ánh mắt lóe ra hình ảnh phần hồi ức ngay lúc đó mới chậm rãi mở miệng nói tối hôm qua là lúc tôi vừa tới mỹ vừa mới xuống máy bay không bao lâu đã muốn hẹn người đến đàm phán tin tức truyền đi không bao lâu tôi cũng không hiểu sao lại bị đánh lén thậm chí đối phương còn muốn dồn tôi vào chỗ chết tôi liền biết người đứng đầu đối phương không có ý muốn cùng tôi đàm phán tôi liền nhớ lại nếu cuộc chiến bắt đầu tôi lợi dụng cơ hội này, một lần phá hủy sao huyệt của chúng. Không để hắn cho rằng, lãnh mặc hàn tôi không ở Mỹ, thì thiên hạ chính là của người bóng đêm bọn hắn. Anh nói đến đây, hai mắt chấp lé. Tất cả mọi người trầm lặng không tiếng động. Đường khả hình nghe lời này, lại không hiểu sao cảm giác có phần hoảng hốt sợ hãi. Sau đó thế nào, Tô Lạc Hoành vẫn nhớ kỹ lãnh mặc hàn bị thương nặng, đỡ anh ngồi trước ở trên ghế sofa, mới khẩn trương hỏi. Sau đó, lãnh mặc hàn rét lạnh nặng nề thở gấp, mới tựa vào ghế sofa, gương mặt tái nhợt tiếp tục theo hồi ức nói, thời điểm chúng tôi đánh phá xảo huyệt của chúng, phát hiện người đó đã đi rồi. Tôi còn rất kỳ quái, tốc độ chúng tôi nhanh như vậy, tại sao hắn lại chạy trốn được? Lúc đó, lửa đang cháy to như vậy, tôi không nghĩ ra. Nhưng vẫn nghĩ đến, tạm thời rời khỏi mật thất, nào ngờ lúc tôi xoay người, nhìn đến một cái khung hình, tôi phát hiện cái khung hình có gì đó khác thường, liền xoay người muốn lấy khung hình kia. Chính xác là tôi cũng đã sơ suất rồi, thật không ngờ khung hình kia lại có cơ quan, tôi mới lật xem, mũi tên phóng đến sau lưng, thậm chí có thể nghe được tiếng bom hẹn giờ bên dưới, ngay tại lúc đó tôi xác định rằng khả năng cùng với mọi người kiếp sau gặp lại rồi. Chấm 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 ngoặc kép, mọi người nghe xong đều đã trầm mặc chăm chú nhìn anh. Trang Hạo Nhiên ngồi ở trên ghế sofa, hai mắt hơi chút lộ ra tia sáng sắc bén nhìn anh. Nhưng mà Lãnh mặc hàn cười nhẹ nói, thật ra cái cơ quan này, trước tiên là kích nổ ngoài mật thất tổng bộ, làm cho người ta giả tưởng toàn bộ nơi này đều bị kích nổ, mà nếu tôi lại tiếp tục chuyển động khung hình, phía dưới bàn làm việc, lại có đường hầm có thể giúp người chạy trốn. Lúc đó, tôi rất muốn cái bức ảnh kia, cho nên trong quá trình tôi vặn ra, cư nhiên lại phát hiện, con đường dưới lòng bàn chân mở ra, cả thân thể tôi trực tiếp rơi xuống dưới. Cửa mật đạo sau khi bị đóng chặt, cả mật thất mới chính thức bị kích nổ trời ơi chấm than ngoặc kép tiêu đồng nghe xong tim gan run sợ đi tới gần nhìn về phía lãnh mạc hàn khẩn trương nói nếu lúc đó anh không tò mò xem khung hình kia không phải là chết chắc rồi sao lãnh mạc hàn nghe lời này nhìn về phía cô đột nhiên cười nếu tôi không động vào cái khung hình kia cô cũng không cần phải gả cho tôi rồi thôi đi chấm than ngoặc kép mặt tiêu đồng không cảm xúc đánh anh một cái thật mạnh vào đầu gối nói đó là nghĩ đến anh đã chết nói là phải giữ lời nha hai người kết hôn chúng tôi cùng nhau tặng đại lễ lâm sở nhai cười rộ lên đi 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 chấm than ngoặc kép tiêu đồng lại muốn phất tay đánh bọn họ trang hạo nhiên lại trầm mặc nhìn về phía lãnh mặc hàn tới cùng cái khung hình đó có cái gì kỳ lạ sao người trong ảnh chụp lãnh mặc hàn nghe lời này bỗng nhiên nghĩ nghĩ hồi lâu mới bảo mấy người tô lạc hoành lấy giúp tôi cái túi du lịch kia tô lạc hoành lập tức muốn đứng dậy đường khả hình lại nhanh chóng đi qua, nhặt túi du lịch lên, đưa cho lãnh mặc hàn. Lãnh mặc hàn ngẩng đầu, nhìn cô một cái, nhận lấy túi du lịch, nói cảm ơn. Đường khả hình nhìn về phía anh, dịu dàng cười. Trang hạo nhiên ngồi ở một bên, ánh mắt vẫn dán chặt trên người lãnh mặc hàn, lại hơi chút nghiêng đầu nhìn về phía đường khả hình, cũng không lên tiếng. Lãnh mặc hàn lộ chút đau đớn, kéo khoa túi, chậm rãi từ trong túi áo, lấy ra một cái khung hình, đặt ở trước bàn trà. Mọi người cùng nhau kinh ngạc nhìn phía trước, đồng thời kêu, một đứa trẻ sơ sinh. Xác định, trên bàn trà trắng tinh, đặt một cái khung hình mạ vàng, bên trong hiện ra ảnh chụp của một đứa bé sơ sinh vài tháng, đứa bé trong ảnh chụp, mặc chiếc váy trắng, mang vớ trắng, trên trán quấn một vòng hoa trắng, cực kỳ thông minh lanh lợi cười trước ống kính. Đường khả hình cũng thật sâu nhìn tấm hình này. Cái này, lâm sở nhai khó hiểu nhìn cái ảnh chụp này, nói ảnh chụp này có cái gì đặc biệt tôi không biết lãnh mạc hàn nghĩ nghĩ vấn đề này nói đây là trực giác của tôi mà tôi đụng chạm vào khung hình kia thông qua khung hình giết người tự cứu lại càng chứng tỏ suy đoán của tôi là chính xác đứa bé này đối với người đứng đầu kia cực kỳ quan trọng mọi người cùng nhau không lên tiếng nhưng mà tiêu đồng nghĩ nghĩ lại nhìn về phía lãnh mạc hàn nói đứa bé này đối với người đứng đầu kia rất quan trọng nhưng chuyện đó cùng chúng ta có liên quan gì cô gả cho tôi tôi sẽ nói cho cô biết lãnh mặc hàn đùa cô thôi đi tiêu đồng nhịn không được nở nụ cười tôi cần cẩn thận suy nghĩ lại hiện tại nói cho các người chỉ là suy đoán thôi chưa có số liệu chính xác lãnh mặc hàn thật tình nói mọi người ngẫm lại thấy cũng đúng liền gật gật đầu trang hạo nhiên nghe ra lãnh mặc hàn còn có lời muốn nói với mình do không tiện nói ở đây liền hướng mọi người nói, được rồi được rồi. Người trở về là tốt rồi, cảm ơn trời đất, mau đỡ cậu ta đi nghỉ ngơi, tôi lập tức gọi cho bác sĩ qua xem một chút. Anh nói xong, lập tức đứng lên, lấy điện thoại di động ra. Mọi người cũng ba chân bốn cẳng muốn đứng lên, đỡ Lãnh Mặc Hàn nghỉ ngơi, Đường Khả Hinh cũng thật khẩn trương đi qua, muốn nâng, lại cảm giác có phần không đúng nhìn quanh, cảm thấy được trong nhà này còn thiếu một người, nói, "Hả? Tiểu Nhu đâu?" Vừa rồi lãnh mặc hàn muốn đứng lên, nghe đường khả hinh nói lời này, hai chồng mắt anh lóe lên, hơi chút xứng sở hỏi tiểu nhu đến đây à. Tiêu đồng nhanh chóng nhìn về phía anh nói, cô ấy biết anh đã xảy ra chuyện, khóc như núi đổ hoa rơi, lại vẫn nhớ anh thích ăn bánh trà xanh, toàn bộ cái kia đều làm cho anh ăn. Audio điện tử võ tấn bền chương 781, vòng hoa màu trắng Gió thanh thanh, cây cối xào xạc Biệt thự trên núi Lục Lâm, những tia nắng mặt trời cuối cùng vẫn chiếu sáng, giống như trải ra một tầng ánh vàng, có chút lá xanh lại giống như một màu đỏ. Lãnh mặc hàn chịu đựng đau đớn phía sau lưng, lông mày hơi nhíu lại, chậm rãi đi ra khỏi biệt thự, đi qua một con đường nhỏ, đẩy cánh cửa sắt ra, lại dừng bước, xoay người nhìn thấy bên cạnh mấy cây anh đào có để bánh trà xanh, bên trên dải vài hạt vừng, thể hiện rõ tấm lòng. Anh nhìn thật lâu vào mấy chiếc bánh trà xanh kia, rốt cuộc mới đẩy cửa sắt đi ra ngoài sân, nhìn xung quanh nghĩ cô gái này chắc lại đi đâu đó rồi biệt thự trên núi chỉ có một căn nhà lãnh mặc hàn cất bước đi ra đường cây ngô đồng đầu tiên là nhìn về con đường đầy cây ngô đồng đã bị ánh trời chiều phủ kín khắp nơi không có một ai anh lại nghi ngờ đi về cuối đường nhìn xuống phía dưới núi lục lâm đôi mắt lóe ra không phải cô ấy đi xuống đó rồi chứ nhìn khắp nơi xung quanh đều không gặp người nào cả lãnh mặc hàn nhìn khắp núi lục lâm một lượt chỉ thấy có gió lớn làm lá cây lay động anh lộ ra mấy phần kỳ quái liền xoay người rời khỏi muốn đi về phía trước tìm thử xem cả người anh lập tức dừng lại ở ven đường kinh ngạc nhìn về phía con đường nhỏ lồi lõm đối diện cửa nhà ở dưới chân núi trước sau hai hàng cây anh đào lại có thể treo một hàng vòng hoa giống như một con đường thuần khiết kéo dài đi phương xa thậm chí phía trước còn truyền đến một loạt âm thanh lãnh mặc hàn bước đi nhanh hơn nhanh chóng xuống núi đón một trận gió lớn anh rốt cuộc nhìn thấy một thân ảnh màu trắng phía trước anh có chút khẩn trương đi về phía đó để nhìn cho rõ phía trước là một cô gái nhỏ mặc áo sơ mi màu trắng quần đùi cùng màu tóc buộc cao đuôi ngựa đứng đón những cơn gió lớn từ trên đỉnh núi một bên rơi lệ kết những cây hoa dại thành một vòng thật lớn một bên lẩm bẩm nghẹn ngào nói ba em đã từng nói người đã chết linh hồn thấy được vòng hoa màu trắng liền sẽ trở về tối hôm nay anh nhất định phải trở về em làm bánh trà xanh cho anh ăn em không sợ, em thật sự không sợ. Ở trong thôn bọn em, côn trùng rất nhiều, mỗi đêm bọn em đều đi bắt. Cô gái này sụt xịt đến mũi đỏ bừng, nước mắt từng viên một rơi xuống tùy ý, lại dùng đôi tay nhỏ bé trắng nón kia, nhanh nhẹn đem cỏ dại kết thành một vòng hoa, trong lòng cảm thấy bi thương, nghẹn ngào nước nở nói, thời gian cha em mất, rất nhiều người trong thôn cùng kết vòng hoa cho ông, khi đó em rất yên tâm, bởi vì có rất nhiều người quan tâm đến ông ấy, Mặc dù em rất đau khổ thế nhưng em biết ông ấy sẽ không cô đơn. Thế nhưng anh không giống như vậy, anh chỉ có một mình, em cảm thấy nếu chỉ có một mình là một chuyện vô cùng đau khổ. Em hy vọng hương hoa này có thể bay tới thiên đường thì tốt rồi, có thể đi cùng anh. Cô gái này kéo một vòng hoa thật to, vừa rơi lệ vừa đi đến dưới tán cây một gốc cây anh đào, đứng lên trên một tảng đá, đem vòng hoa màu trắng kia treo lên trên cành cây, ngửa mặt nhìn một hàng vòng hoa kia hiện lên dưới ánh mặt trời ánh mắt lộ ra một chút ôn nhu, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, cô lại khóc nước nói, anh yên tâm. Một lúc nữa, em bảo khả hình tới treo cho anh hai chiếc. Lãnh Mặc Hàn có chút bất đắc dĩ nhìn gương mặt cô gái, cười. Tiểu Nhu treo vòng hoa xong, lại di chuyển thân thể nhỏ nhắn của mình nhảy xuống khỏi hòn đá. Cô đi qua con đường nhỏ đầy bụi cỏ, đi tới trước một bụi hoa dại màu trắng, một bên lau đi nước mắt trên mặt một bên cúi người xuống ôm lấy bụi hoa dại rồi đi lại dưới tán cây anh đào kia cô lấy thêm vài gốc hoa dại nhỏ sụt xịt chiếc mũi đỏ bừng lại tiếp tục kết phòng hoa trong miệng lẩm bẩm đọc chiêu hồn ca lãnh mạc hàn đứng ở khoảng trống dưới tán cây anh đào mà cười đón những làn gió ngọt ngào thoải mái anh chậm chạp ngẩng đầu nhìn hình dáng những cây hoa dại nhỏ màu trắng trên đỉnh kia thậm chí còn cẩn thận phát hiện cây cối xung quanh hoa dại nhỏ này tương tự như hình dạng chiếc chuông nhà thờ anh hơi giật mình, biết rằng kết loại hoa dại này, tay sẽ rất đau. Tiểu Nhu một bên rơi lệ, một bên vẫn tiếp tục kết phòng hoa, lòng bàn tay truyền đến những đợt nóng rực, đau nhức lại không hề hay biết. "Tiểu Nhu." một âm thanh truyền đến. Trong nháy mắt, Tiểu Nhu dừng động tác trong tay, mở to đôi mắt, ngẩng đầu nhìn về núi rừng phía trước núi rừng, ánh mắt lóe ra. "Tiểu Nhu." bên cạnh lại truyền đến một tiếng nói. Tiểu Nhu lập tức khiếp sợ xoay người, âm thanh biến mất nhìn về hướng con đường nhỏ trên núi có một bóng dáng màu đen đôi mắt của cô mở to chớp mắt một cái lại có thể nhìn thấy lãnh mặc hàn đang mặc một chiếc áo sơ mi màu đen quần tây cùng màu khó có thể thấy được bộ dáng ôn nhu mỉm cười đứng ở dưới tán cây những vòng hoa màu trắng kia đang bay nhẹ nhàng trên đỉnh đầu anh cô há hốc mồm không thể tin được nhìn anh đang suy nghĩ rốt cuộc là linh hồn hay là a à, cây cỏ dại nhỏ kia bỗng đâm trúng bàn tay nhỏ bé tiểu nhu lập tức cảm thấy đau đớn nơi đầu ngón tay nhìn những giọt máu tươi chảy ra rốt cuộc cô biết đây không phải là mơ lại kích động ngẩng đầu lãnh mạc hàn vẫn đứng ở dưới tán cây anh đào mỉm cười nhìn về phía tiểu nhu một dòng nước mắt chảy xuống tiểu nhu rốt cuộc biết được lãnh mạc hàn không chết cô thất thanh khóc giống lên không nói hai lời liền vứt bỏ vòng hoa trong tay vừa rơi lệ vừa chạy băng băng về phía trước một bên chạy một bên nghẹn ngào ôn nhu gọi phó tổng giám đốc lãnh vẻ mặt lãnh mặc hàn vẫn như cũ, mặt mỉm cười nhìn về phía Tiểu Nhu, dường như đang chờ đợi. Tiểu Nhu nhanh chóng vào tới trước mặt của anh, không còn băn khoăn nhiều như vậy, hai mắt đầy nước mắt, nhào vào trong ngực của anh, vòng tay quanh hông anh, run rẩy kích động cùng vui mừng khóc lên, nói anh đã trở về. Anh thật sự đã trở về. Lãnh mặc hàn hơi giật mình, cảm nhận sự dịu dàng của cô gái trong ngực, đôi mắt nóng bỏng nhìn về phía trước, cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Từ trước đến nay anh không giỏi biểu đạt tình cảm, nghĩ vậy liền nâng hai tay, ôm lấy cô gái vào lòng. Tiểu Nhu lập tức thoát khỏi cái ôm của anh, trừng lớn hai mắt đã đẫm lệ, vẫn còn không dám tin tưởng vừa khóc vừa cười nói, thật sự là anh sao? Bàn tay lãnh mặc hàn rừng trên không trung, nhìn về phía bộ dáng khẩn trương của cô, lại buông tay xuống, mỉm cười gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, thật là tôi. Tôi không sao, đã nói hôm nay cô cho tôi lộc ăn, tôi không hề quên, Tiểu Nhu nghe lời này, nhìn thật sâu vào mặt lãnh mặc hàn, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh như vậy. Cô đột nhiên cười, vội vã lau đi nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nói cảm ơn, trở về là được rồi. Trở về là được rồi, nghe người khác nói, có người vì mình khóc thật lâu, người đó nhất định trường mệnh bách tuổi. Anh nhất định trường mệnh bách tuổi. Lãnh mặc hàn nghe lời này, nhịn cười không được. Mọi người đều biết anh không có việc gì sao. Tiểu Nhu lập tức nhớ tới, vừa rồi đám người khả hinh bọn họ đều rất đau lòng lập tức quan tâm hỏi lãnh mặc hàn nhìn cô gật đầu tiểu nhu lại kích động cười nước mắt chảy xuống lãnh mặc hàn nhìn cô xúc động khóc trên mặt lộ ra vẻ mềm mại của cô gái nhỏ cuối cùng liền không kìm được lòng vươn tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngón tay đặt nhẹ dưới mắt cô gạt đi những giọt nước mắt trong lòng tiểu nhu khẽ động gương mặt đỏ bừng ngẩng đầu nhìn anh lãnh mặc hàn lại khẽ cười đôi mắt ôn nhu nhìn cô gái trước mặt dường như phát hiện trên gương mặt nhỏ nhắn của cô có thứ gì muốn gạt xuống tiểu nhu phía sau truyền đến một loạt âm thanh tiểu nhu lập tức lui về phía sau một bước có chút xấu hổ lau khô nước mắt trên mặt nghiêng đầu nhìn về phía khả hinh đang lo lắng đi tới cô lập tức cười rộ lên gọi khả hinh lãnh mặc hàn đưa lưng về phía đường khả hinh vẫn nhìn tiểu nhu như cũ đường khả hinh bởi vì lo lắng cho tiểu nhu không biết cô ấy đau khổ chạy đi đâu liền đi dọc dưới chân núi tìm không nghĩ thật sự tìm được cô lập tức tức giận đi tới bật cười nói ô kìa bà cô của tôi sao cô lại chạy đến nơi này chứ làm tôi lo lắng tiểu nhu vô cùng áy náy nhìn về phía đường khả hình lại sụt xịt chiếc mũi đã đỏ bừng nói xin lỗi xin lỗi để cho cô phải lo lắng rồi đường khả hình lặng lẽ nhìn về phía bạn tốt đang đứng ngây ngốc nhịn không được cười rộ lên nói cô rất đau khổ đúng không cho rằng anh ấy đã xảy ra chuyện gì. Không có chuyện đó, khuôn mặt Tiểu Nhu lập tức đỏ bừng. Đường Khả Hinh vừa cười vừa nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nói, "Phó tổng giám đốc Lãnh, anh không biết, Tiểu Nhu vừa nghe nói anh đã xảy ra chuyện, khóc suốt mướt, nước mắt so với tôi còn nhiều hơn." Lãnh Mặc Hàn xoay người, cười ôn nhu nhìn về phía Tiểu Nhu. "Được rồi, không nên có bộ dạng này, chị của tôi đã nói, vì bằng hữu mà lao vào dao." đi vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không từ chối. Tiểu Nhu lập tức lau đi nước mắt trên mặt, nói chị của tôi còn nói, muốn cùng một người đàn ông làm bằng hiếu, sẽ không được coi mình như phụ nữ, mà coi mình như một người anh em. Lãnh mặc hàn nhìn cô. Phốc, đường khả hình không nhịn được cười thất thanh một trận, kéo bàn tay nhỏ bé của Tiểu Nhu, nói, được rồi. Đi thôi, các anh em. Cô nói xong liền xoay người, không nghĩ đến dẫm phải một viên đá nhỏ, Cả người suýt chút nữa ngã xuống. Một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô. Đường Khả Hinh chưa kịp nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn cũng nhìn thật sâu vào cô nói, cẩn thận một chút. Tiểu Nhu nhìn thấy hai người bọn họ như vậy, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từng bước một lui về phía sau, khôn khéo hiểu chuyện nói tôi, tôi, tôi nhớ ra rồi, chị Tiêu Đồng vừa nói có chuyện tìm tôi, tôi đi trước xem xem một chút. Thuận tiện dọn dẹp sân một chút chỗ đó có cả một khối đá to rồi nhìn xem có thứ gì có thể ăn hay không như vậy cũng sẽ không quá cô đơn cô nói chưa hết câu cả người đã nhanh hơn một bước đi về phía trước a à, đường khả hình trong lúc nhất thời kỳ quái nhìn cô lãnh mặc hàn cũng nhìn bóng lưng của tiểu nhu không nói lời nào đi thôi cô ấy chính là như vậy vì bằng hữu có thể đánh đổi rất nhiều đường khả hình biết thân thể lãnh mặc hàn không tốt liền mỉm cười nhắc nhở Tôi biết, Lãnh Mặc Hàn gật đầu, sau đó cùng cô lên núi. Trong sân vô cùng náo nhiệt, Tiểu Nhu hiểu việc khéo léo đã quét sân sạch sẽ, lại đi đến góc sân, cầm lên một cái cuốc nhỏ, nói làm liền làm, lập tức bắt đầu xới đất. Tô Lạc Hoành ngồi xổm ở trước mặt cô, cười đùa nói, "Tiểu Nhu, cô gả cho tôi đi. Cô tài giỏi như vậy, tôi cưới cô." Lãnh Mặc Hàn mới vừa cùng khả hình đi vào, nghe được câu này. "Được, Tiểu Nhu thói quen nói đùa cùng Tô Lạc Hoành." một bên cười đến ngọt ngào. Đêm nay chúng ta liền vào động phòng, Tô Lạc Hoành phát hiện sau lưng bị người ta ném cục đá vào, hắn đau đớn đứng lên, tức giận nói cái tên xúc sinh nào dám đánh lén ta. Lãnh mặc hàn cùng đường khả hình đã vào đến cửa. Trang hạo nhiên vừa đi ra đến nơi, nhìn thấy hai người bọn họ, anh đầu tiên là trầm mặc. Nhìn cái gì vậy, chưa từng nhìn thấy người đẹp bao giờ à? Sắc mặt đường khả hình lập tức trở nên cứng rắn, xoay người đi ra ngoài. Sự định tức giận đến 800 năm. Trang hạo nhiên bất đắc dĩ nhìn cô. Lãnh mặc hàn lại cười. Đi thôi, lên trên tầng nghỉ ngơi một chút. Trang hạo nhiên khẽ xoay người, đỡ lãnh mặc hàn đi lên tầng. Đường khả hình đứng bên cạnh, nhìn về phía bọn họ cùng nhau đi lên tầng, liền tò mò nhìn sang, biết bọn họ có chuyện quan trọng muốn nói. chương 782, cả đời theo đuổi. Phòng khách tầng 2. Lãnh mặc hàn ngồi trên ghế sofa, Rót cục trầm mặc từ giữa túi du lịch lấy ra một tấm hình đặt ở trên bàn trà đẩy về phía đối diện trang hạo nhiên hơi chút nghiêng người về phía trước nhìn ảnh chụp đường khả hình đẹp ngọt ngào trên bàn trà ánh mắt anh sáng lên âm thanh hơi chút trầm trọng kinh ngạc nói khả hình lãnh mặc hàn nhìn về phía anh chậm rãi gật đầu ừm vừa rồi tôi không lấy ra sợ cô ấy bị dọa này trang hạo nhiên ngẩng đầu lại nóng lòng nhìn về phía lãnh mặc hàn kêu to tấm hình này. Cậu tìm được ở chỗ đó. Lãnh mặc hàn nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhàn nhạt nói, lúc ấy tôi dẫn người vọt vào mật thất, rồi nhìn đến toàn bộ căn mật thất, tất cả đều là ảnh chụp tiểu đường bay tán loạn, tôi thấy kỳ lạ. Cầm một tấm ở trong tay, vô cùng nghi hoặc suy nghĩ, kẻ đứng đầu người bóng đêm nhiều năm đều ở nước Mỹ, sao có khả năng biết chuyện của khả hình một cô gái bình thường như thế. Trong này nhất định có cái gì bí mật không thể cho ai biết, đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu không phải người đứng đầu cùng Khả Hinh có cửu oán, như vậy nhất định là người đi cầu xin hắn giết Khả Hinh, cùng người đứng đầu có quan hệ thân mật, có lẽ là ruột thịt, cũng không chừng. Trang Hạo Nhiên gật gật đầu, tựa ở trên ghế sofa, nhíu mày nhấc ngón tay, trượt nhẹ qua cầm, do dự vài phần nói, cho nên cậu mới đem ảnh chụp đứa bé kia, nhất định đoạt về tay. Đúng, có lẽ, sẽ có thu hoạch không thể ngờ được, cũng không chừng. Ánh mắt lãnh mặc hàn lóe ra, nhìn vào một điểm nào đó ở phía trước đáy lòng có vài phần cố bình tĩnh nghĩ cách nói đêm nay tôi sẽ cùng lạc hoành tiến hành phân tích ảnh chụp quá trình này vô cùng có khả năng sẽ giúp chúng ta tìm ra ảnh chụp của đứa trẻ đó sau khi đã lớn tuy nhiên đó chỉ là suy đoán của tôi nhưng tôi có một loại trực giác rằng phán đoán của tôi không sai trang hạo nhiên nghe lời này thật lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía lãnh mặc hàn nói được rồi mới vừa trở về không cần phải vất vả như thế trước nghỉ ngơi một chút đi. Lãnh mặc hàn lại chậm rãi lắc đầu, nói chuyện này đã qua ba tháng. Không thể kéo dài nữa, cuống hồ, người bóng đêm ở khắp nơi trên toàn thế giới, lần này muốn giết khả hình, nhất định có lý do gì bất đắc dĩ. Tôi nhất định phải tìm ra lý do đó, cô ấy mới có thể tuyệt đối an toàn. Trang hạo nhiên cảm kích nhìn về phía lãnh mặc hàn, mỉm cười nói tôi thay cô ấy cảm ơn cậu. Lời nói chứa đầy hàm ý lãnh mặc hàn nhìn về phía trang hạo nhiên ánh mắt chậm rãi lưu chuyển mới nhàn nhạt nói tại sao muốn thay cô ấy cảm ơn tôi tôi làm toàn bộ việc này vì cô ấy cũng là vì anh trang hạo nhiên trầm mặc nhìn lãnh mặc hàn đột nhiên cười nói trong nhà cậu cây hoa anh đào khỏe mạnh bên bậc thang kia làm thế nào chăm sóc vậy khi tôi tới đã có rồi lãnh mặc hàn hơi chút nghiêng người về phía trước nâng chén trà trước mặt lên uống một ngụm trà nóng trang hạo nhiên thâm tình nhìn bộ dáng trầm mặc của anh thiên ngôn vạn ngữ không nói được một câu nào chỉ nói đơn giản một tiếng người anh em lãnh mặc hàn nghe ra ý tứ câu nói này nhẹ ngẩng đầu nhìn về phía trang hạo nhiên cười nhạt nói giữa bạn bè lại khách sáo như vậy quá ghê tởm rồi trang hạo nhiên ngẩng mặt nở nụ cười nửa đời người tôi làm việc ác có thể có những ngày hòa bình như thế này gặp được các người đó là phúc phận của tôi lãnh mặc hàn cười nhạt không, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía lãnh mặc hàn nghiêm túc nói, lúc ấy tôi cứu cậu, mời cậu giữ vị trí phó tổng giám đốc, chính là vì bằng cấp của cậu cao, tôi chưa được gặp qua xã hội đen nào, lại có thể học giỏi như cậu. Lãnh mặc hàn bật cười. Lãnh phó tổng, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lúc này, bưng bát cháo mình vừa nấu xong, quan tâm đi lên lầu 2. Nhìn về phía lãnh mặc hàn, cháo nấu xong rồi anh dùng đi. Cảm ơn, lãnh mặc hàn nhàn nhạt đáp lại xong, rồi mới vươn tay, muốn nhận lấy bát cháo kia. Cẩn thận nóng, đường khả hình cũng không để anh nhận lấy cháo, mà mỉm cười bưng bát cháo, đưa đến trên bàn trà, mới quan tâm nói, để nguội rồi hãy uống. Trang hạo nhiên ngồi ở một bên, thật bình tĩnh nhìn hai người bọn họ. Khi đường khả hình đặt bát cháo xuống, cảm giác trang hạo nhiên bên cạnh có gì đó không đúng, liền quay sang nhìn về phía ánh mắt anh, lập tức bộc lộ vẻ hung ác, quát to, nhìn cái gì mà nhìn anh còn nhìn nữa em dùng gậy bóng chảy đánh chết anh cô nói xong đã xoay người rời khỏi trang hạo nhiên nhìn bóng lưng cô đột nhiên nở nụ cười lãnh mặc hàn lại nhìn về phía trang hạo nhiên nhỏ giọng hỏi anh không sốt ruột sao sốt ruột cái gì trang hạo nhiên nhìn về phía anh cười hỏi cô ấy mất trí nhớ lâu như thế đem anh quên sạch anh cũng không sợ trong thời gian này xảy ra những biến cố khác sao lãnh mặc hàn nhìn về phía trang hạo nhiên có chút lo lắng thay anh. Trang hạo nhiên trầm mặc nghĩ nghĩ chuyện này, mới nhìn hướng lãnh mặc hàn cười rộ lên, con người khi còn sống, phải được trải qua rất nhiều chuyện, mới có thể đến được cõi mơ ước của Chúa giê -xu. đến lúc đó cô ấy có khả năng đã già rồi. Cái gọi là đạo lý sinh mệnh, có lẽ căn bản là không có đáp án, bất quá là dẫn dắt chúng ta theo đuổi mà thôi. Quá trình theo đuổi có lẽ mới là điều tốt đẹp nhất. Lãnh mặc hàn trầm mặc nhìn anh. Trang hạo nhiên nhớ tới đường khả hình, Mặt biểu lộ cảm xúc nhàn nhạt, nhạt tươi cười, tiếp tục nói, tôi đã trải qua nên cảm thấy, theo đuổi tình yêu, đến ngày nào đó cô ấy yêu tôi rồi, sẽ dừng lại. Rồi sẽ là hai người chúng tôi yêu nhau, nhưng mà bỗng một loạt những biến cố phát sinh, làm cho tôi hiểu rằng. Theo đuổi một chút hương hoa của cô ấy thôi, cũng là chuyện cả đời của tôi. Chấm 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 ngoặc kép, Lãnh Mặc Hàn Thâm tình nhìn anh. Cảm tạ thượng đế để cho cô ấy thoát khỏi được nọc ong, lại có thân thể khỏe mạnh chỉ cần cô ấy có thể còn sống khỏe mạnh, mặc kệ có bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi đều có thể chấp nhận. Trang hạo nhiên nghiêng thân thể về phía trước, muốn cầm lên bát cháo kia, người thấy mùi hương thật thơm ngon, lại muốn cầm lấy thìa uống hai người. Lãnh mặc hàn lập tức, lấy tay chặn trước bát cháo. Trang hạo nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lãnh mặc hàn, cười nói cậu làm gì thế? Bát cháo này là của tôi. Lãnh mặc hàn nhìn về phía anh, nhanh chóng nói hai người uống không được sao trang hạo nhiên lập tức đẩy tay anh ra định lấy bát cháo tức giận hỏi thân thể tôi đang bị thương sao hai người uống được tôi cần tĩnh dưỡng anh muốn uống đi xuống dưới mà uống chấm than ngoặc kép lãnh mặc hàn bưng bát cháo lên cầm lấy thìa hết ngụm này tới ngụm khác liên tục uống bát cháo kia trang hạo nhiên khó cưỡng lại những món ăn ngon muốn nghiêng người tiến lên nuốt nước bọt giống như rất quan tâm người khác nói muốn hay không tôi bón cho cậu. Không cần, lãnh mặc hàn không cho anh cơ hội lấy thìa, tiếp tục uống bát cháo vừa mềm vừa ngon kia nói, tiểu đường nấu cháo, quả nhiên uống ngon, vừa mềm vừa thơm nữa. Trang hạo nhiên nhìn anh, nói thích không, nếu không giới thiệu cho cậu làm vợ. Thích, lãnh mặc hàn không khách khí nói. Phi, Trang hạo nhiên nhất thời nổi giận đứng lên, nhìn anh uống bát cháo kia, nói cậu từ từ uống đi. Sau này không có cơ hội đâu trừ phi cậu dám đảm bảo chúng tôi vì cậu khóc một lần nữa. Lãnh mặc hàn chỉ là cười cười, không lên tiếng, lại nhẹ nhàng múc cháo đưa lên miệng uống, phát hiện ở giữa bát cháo có hương vị mực, đúng là hương vị này. Trang hạo nhiên lại ngoan độc liếc mắt nhìn chằm chằm anh một cái, mới nhanh chóng xoay người rời khỏi, bang bang ẩm ẩm xuống lầu. Lãnh mặc hàn lẳng lặng không tiếng động, vừa uống cháo, vừa nghĩ những lời vừa rồi của Trang hạo nhiên, nở nụ cười, hai phân ba cháo còn lại đều uống sạch, nhất thời cảm giác mình vẫn còn đói liền nghĩ nghĩ lại bưng bát chống đỡ thân thể có phần đau đớn đứng lên cầm bát không đi xuống lầu mấy người tô lạc hoành đang ở phòng khách cãi nhau ầm ĩ tiểu đồng đang dọn dẹp nhà ở bên kia đường khả hinh cùng trang hạo nhiên không biết nói chuyện gì ở phòng bếp anh liếc mắt nhìn toàn bộ phòng khách một cái vờ như vô cùng hờ hững hỏi tiểu nhu đâu rồi đường khả hinh nghe lời này lập tức từ phòng bếp đi ra nhìn về phía anh cười nói cô ấy có chút việc đi trước rồi gọi điện bảo taxi đón chấm 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 ngoặc kép lãnh mặc hàn cầm bát sứ trắng nhớ tới vừa rồi tiểu nhu đứng ở giữa bụi cây lúc gỡ bỏ những bông hoa trắng cho mình rơi nước mắt anh lập tức đặt bát xuống khó chịu nặng nề thở gấp đi ra sân vừa mới muốn đẩy cửa ra ngoài lại dừng bước quay đầu nhìn về phía trên mảnh đất trống xung quanh gốc cây anh đào trước kia một cô gái đã che phủ lại tạm thời gọt sạch những nhánh trúc xanh làm giá chống đỡ từng cây hồng tây một khóm hoa quyết dại trắng nằm dưới một gốc cây tươi đẹp, được trồng trong sân nhỏ. Ở giữa vẫn còn lưu lại một khối đất, để cho nó bỏ lên, còn đem một nhánh cỏ sao lấy từ chân núi về, trồng dưới tàng cây anh đào, để cho những chồi non kia, bám vào gốc cây anh đào, có thể đoán được, qua vài ngày nữa, những đốm nhỏ kia đầy gốc cây, sẽ quấn đầy cỏ sao, rồi nở đầy những đóa hoa sao. Anh thâm tình nhìn chồi non này, giống như có thể nhìn thấy cô gái này, lúc làm việc, ánh mắt rất chăm chú, bộc lộ thật thả phúc hậu cùng đơn thuần, thật đáng yêu. Tiểu Nhu, lãnh mặc hàn nhanh chóng đẩy cửa đi ra phía cây ngô đồng ven đường, nhìn ánh trời chiều dài đầy con đường thanh thang quanh co uốn lượn, dường như muốn đẩy lùi sắc vàng của nắng, còn có cây cối lay động, cô gái kia, đã rời khỏi rồi. Anh cứ đứng ở giữa đường như vậy, nhìn con đường cây ngô đồng quanh co, cứ vắng lặng như vậy mà kéo dài xuống tận chân núi. Một cơn gió, vi vu mà lướt qua. Có phần cô đơn bóng dáng lãnh mạc hàn, đều đã in thật dài. Anh vẫn như cũng mang theo chút mất mát dưới ánh trời chiều, nhìn con đường lớn uốn lượn kia, thông suốt ý nghĩ trong lòng tiểu nhu, ánh mắt anh xẹt qua vài phần cười khổ, nặng nề thở phì phò, anh vẫn luôn không thích miễn cưỡng người khác, chậm rãi xoay người, liền đi vào trong nhà. Một trận tiếng xe cộ truyền đến, anh lập tức xoay người, nhìn về phía đường cây ngô đồng kia. Một chiếc BMW màu vàng, Ngừng lại, Trần Mạn Hồng cùng Nhã Tuệ nghe được tin tức, vội vàng lo lắng nhảy xuống xe, lại nhìn đến Lãnh Mặc Hàn giống quỷ đứng ở trước mặt mình, các cô bị dọa nhảy dựng đồng thời kêu một tiếng mẹ ơi. Bởi vì các cô không hiểu rõ chuyện, cho rằng anh chết rồi. Hai người đồng thời sắc mặt trắng bệch nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn chỉ là nhàn nhạt nhìn hai người các cô, gật gật đầu, liền xoay người đi vào trong nhà. Chương 783, ghê tởm Trần Mạn Hồng cùng Nhã Tuệ đi vào nhà của Lãnh Mặc Hàn, nhìn ngôi nhà này thật sự đơn giản. "Ôi, mẹ ơi." Trần Mạn Hồng vừa vào phòng khách, nhìn quanh bốn phía, nhịn không được cười rộ lên nói, "Nếu như không phải bởi vì tôi đã biết, tôi còn tưởng rằng hoàn cầu sắp đóng cửa, để một phó tổng giám đốc ở trong một ngôi nhà thế này." Lãnh Mặc Hàn đứng ở một bên, chỉ khẽ cười. Nhã Tuệ lại mỉm cười đứng ở một chỗ trong phòng, tính cách cô lương thiện hiền lành, ôn nhu nói, "Có sao đâu." đơn giản có cái tốt của đơn giản, cứ việc đơn giản, khi đi vào nơi này đều rất thoải mái, chỉ là khách sạn có mấy vị phó tổng, một người lại ở nơi xa xôi này, có chút cô đơn, xem ra phó tổng giám đốc lãnh phải tìm bạn gái rồi. Mời ngồi, lãnh mặc hàn xem nhẹ vấn đề này, mỉm cười nhìn về phía nhã tuệ. Bà xã, em tới rồi, Tào Anh Kiệt nhìn thấy bà xã đến, lập tức nhớ tới hôm nay hai người cãi nhau, lập tức đi tới muốn lấy lòng bà xã. Trần Mạn Hồng nhìn anh, Sắc mặt lập tức tối sầm lại, nói cút. Ai quen anh, anh là ai? Tôi nể mặt Phó tổng giám đốc Lãnh nên mới tới đây. Anh cho rằng tôi vì anh mới đến đây à? Tôi cảnh cáo anh, tối hôm nay ở lại đây ôm Phó tổng giám đốc Lãnh mà ngủ, đừng hòng tôi cho về nhà. Ôi, bà xã, anh không muốn như vậy. Hôm nay anh thật sự là bị oan uổng thôi. Nhìn nửa người dưới của anh cường tráng như thế này, làm sao có thể thích đàn ông được. Tào Anh Kiệt lập tức ôm Trần Mạn Hồng vào trong ngực muốn hôn lên khuôn mặt của cô. Tránh ra, đồ không biết xấu hổ, ở đây có nhiều người như vậy. Trần Mạn Hồng muốn đẩy anh ra. Ở đây có ai, chỉ có em, Tào Anh Kiệt vừa nói xong, cũng đã vươn hai tay ôm chặt hông bà xã, hôn lên môi của cô, mới vội vàng nói anh muốn sinh đứa nhỏ. Ai đồng ý với anh sinh đứa nhỏ, tránh ra, gương mặt Trần Mạn Hồng đỏ lên, lại muốn đẩy ông xã ra. Hai người người đẩy người kéo, Mọi người xem bọn họ một hồi cũng không nói gì. Lâm Sở Nhai bị Tiêu Đồng bắt đi rửa bát, vừa đi ra liền thấy Nhã Tuệ, ánh mắt của hắn sáng ngời, lập tức gọi quản lý Lưu. Nhã Tuệ nhìn thấy Lâm Sở Nhai, mặt đỏ lên, trong nháy mắt liền cảm thấy buồn nôn. Đường Khả Hinh nhìn dáng vẻ này của Nhã Tuệ, liền kỳ quái hỏi có chuyện gì vậy? Không có việc gì, Nhã Tuệ vội vã muốn tránh Lâm Sở Nhai, đứng bên cạnh. Vẻ mặt Lâm Sở Nhai kích động Bi phấn nhìn thấy nhã tuệ như vậy, lập tức kêu lên, lão đại. Chúng tôi có việc muốn nhờ một chút. Trang hạo nhiên vừa đi vào phòng bếp, đang chuẩn bị cầm bát múc cháo ăn, nghe thấy tiếng gọi này, anh lập tức cầm cái thìa lên, nói tôi không có chuyện gì để nói cùng mấy người. Đến đây, lâm sở nhai tức giận đi vào phòng bếp, túm chặt lấy người anh kéo lên tầng. Tô Lạc Hoành nghe thấy anh em nói như vậy, biết có thể được đòi nợ, vội vã đỡ lãnh mặc hàn lên tầng, chỉ có Tào Anh kia tiếp tục ôm bà xã ngồi trên sofa, hết má trái, lại má phải, rồi hôn lên miệng. Trời ơi, anh tránh ra mau, trái tim Trần Mạn Hồng đập điên loạn, lúc nào cũng khó chống lại được sự trêu chọc của ông xã, nhịn không được cười nói, đàn ông trẻ tuổi nhiệt tình thế là rất tốt, làm cho người ta vui vẻ. Nhã Tuyệt cùng Khả Hinh nhìn dáng vẻ này của cô ấy, nhịn không được bật cười. Phòng tiếp khách Cả người Trang Hạo Nhiên bị Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành ném trên sofa, trong tay anh vẫn còn bê bát cháo, thiếu chút nữa là đổ hết lên người, anh nhíu mày bê bát cháo, kêu lên, "Làm gì vậy?" Lâm Sở Nhai xúc động phẫn nộ tiến lên, nâng chân đạp lên trên bàn trà, tới gần tên đáng chết Trang Hạo Nhiên này, kêu lên, "Tất cả là bởi vì anh, cái gì mà trộm rượu?" Hiện tại sự thuần khiết của lão tử hoàn toàn bị phá hủy. Trang Hạo Nhiên một bên nhàn nhã uống cháo, một bên nâng mí mắt Liếc hắn hỏi, cái gì mà phá hủy? Cậu còn thuần khiết sao? Sự trong sạch của cậu đã bị mấy cô gái trẻ lấy mất từ lâu rồi. Em gái nhà anh, Lâm Sở Nhai ức hiếp nhà người ta không có em gái, tức giận gọi, nếu như không phải bởi vì anh muốn đi trộm rượu, Lạc Hoành cũng sẽ không gọi tôi đến giúp đỡ. Nếu như không phải tên đáng chết nhà anh, giải mã chậm chạp, để người của Hàn gia truy đuổi tới cửa, khiến lão tử và Lạc Hoành phải hôn môi, bị Nhã Tuệ phát hiện hiện tại cô ấy một mực chắc chắn lão tử thích đàn ông. người nói chuyện này phải làm sao bây giờ? Trang hạo nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhịn không được cười nói: tôi nói cậu cũng thật là hai người các cậu ở cùng một phòng muốn che giấu chơi cờ không được sao? Uống trà không được à? Hay là uống rượu đỏ cũng được? Vì sao nhất định phải nhảy trên giường ôm nhau hôn môi đâu? Em gái nhà anh tôi lạc hoành bởi vì chuyện này cũng đắc tội tiêu đồng cũng dẫm lên trên bàn trà tới gần trang hạo nhiên tức giận nói khi đó thời gian gấp rút làm gì còn thời gian để chuẩn bị chơi cờ uống rượu đương nhiên là phải làm chuyện sở trường của chúng tôi rồi phốc trang hạo nhiên thiếu chút nữa cười phun hết cả cháo ra ngoài lãnh mặc hàn ghét bỏ nhìn anh nói cậu cười thì cười đừng có phun hết cháo lên người tôi đây chính là áo của tôi anh nói hết lời liền vặn mở chai thuốc sát trùng muốn tự mình bôi thuốc cho vết thương đằng sau lưng thế nhưng bên trái xoay bên phải xoay cũng không có cách nào đưa tay ra sau lưng thật là một người đáng thương từ lúc hắn thoát chết trở về liền không có người quan tâm hắn nữa rồi anh nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ lâm sở nhai lại tới gần trang hạo nhiên lập tức hỏi lão tử thật vất vả mới cải tà quy chính lại bởi vì tình yêu của anh phá đi hạnh phúc cả đời của lão tử tôi mặc kệ dù cho anh tặng tiêu đồng một căn hộ cô ấy vẫn còn giận tôi. Tôi cho anh biết, Tổng Giám Đốc Trang, anh không thể lúc nào cũng làm cái chuyện này, dẫm lên lưng anh em để theo đuổi hạnh phúc được. Thật không công bằng. Vớ vẩn, Trang hạo nhiên phịch một tiếng, đem bát đặt trên bàn trà, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ tức giận nói, lão tử là người như vậy sao? Cái gì mà theo đuổi hạnh phúc, khả hình đến bây giờ còn không chịu tha thứ cho tôi. Tôi cũng như mấy người, chỉ có một thân một mình. Cái gì mà một thân một mình, Tô Lạc Hoành chỉ vào Trang Hạo Nhiên, nói: Anh thẳng thắn thì được khoan hồng. Tối hôm qua rốt cuộc anh và Khả Hinh có lên giường không? Hỏi cho rõ ràng, là lên giường hay làm tình? Lãnh Mặc Hàn còn nhớ đến một trăm vạn của mình. Trang Hạo Nhiên ngồi tại chỗ, nhớ tới cái buổi tối kia, hắn không nhịn được nở một nụ cười ái muội. Mẹ nó, lần này lão tử thua thê thảm. Tôi sớm biết anh không phải là người tốt. Chấm than ngoặc kép. Lâm sở nhai nhanh chóng kích động nhào tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, hai tay túm lấy cổ áo của anh, kích động nói, hiện tại lão tử tiền không có, phụ nữ cũng không có. Anh còn chế diễu tôi, cứ như vậy Xuân Phong đắc ý. Tôi muốn biến anh thành thái giám, lấy dao đến, trước đem cắt sao sao của hắn. Đi đi, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lại nặng nề đẩy hắn ra, tức giận cười nói, cái gì gọi là tiền không có, phụ nữ cũng không có lão tử giao nhà hàng cho cậu vẫn còn ít tôi muốn nhã tuệ chấm than ngoặc kép lâm sở nhai lại kích động túm lấy cổ áo của trang hạo nhiên giống giận hiện tại cô ấy nghĩ lão tử thích đàn ông mẹ nó muốn thật như vậy lão tử sẽ không cùng với tào anh kiệt hay tô lạc hoành ai biết được hắn có bệnh lây qua đường sinh dục hay không cậu mới có bệnh lây qua đường sinh dục tô lạc hoành cũng nhảy lên nói thanh danh của tôi cũng bị phá hủy rồi vậy là cậu thích tiêu đồng chúng ta luôn không coi cô ấy là phụ nữ cậu thích cô ấy lúc này là hợp lý lâm sở nhai vừa nói xong lại tiếp tục túm chặt lấy trang hạo nhiên kêu lên lão tử sẽ giải quyết sự việc này nếu không phải tôi vừa mới khóc vì lãnh mặc hàn xong thì cũng có thể khóc cho cậu rồi trang hạo nhiên nhịn không được cả người cười đến phát run nhìn về phía lâm sở nhai nói được rồi được rồi đừng làm loạn nữa tôi nghĩ cách cho mấy người cách của anh mà vô dụng anh tự mình kết thúc đi. Lâm Sở Nhai nghiến răng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên một phen đẩy hắn ra, nhìn Lâm Sở Nhai trong khoảng thời gian này đúng là vô cùng giữ chừng mực, hơn nữa lại không gần nữ sắc. Mặc dù muốn tác thành cho hắn, nhưng vẫn nghiêm túc hỏi cậu thật sự thích nhã tuệ. Cút! Lâm Sở Nhai mặt lạnh muốn đạp anh. Trang Hạo Nhiên đầu tiên là né tránh một cước của Lâm Sở Nhai, mới cười nói, biện pháp này không tốt sao? Cô ấy nghĩ cậu thích đàn ông, cậu lại thích cô ấy như thế này không được sao anh có nói cũng không thể nói ra trực tiếp được lâm sở nhai nghe ra ý tứ trong đó nhìn về phía anh nhịn không được cười rộ lên nói vậy trong khoảng thời gian này anh không được cho khả Hinh về nhà trang hạo nhiên nâng chân muốn đạp hắn nam nữ phát triển làm như vậy là bình thường chúng ta đều đã là người trưởng thành lâm sở nhai vội vã co chân lại nghĩ đến một vấn đề nhìn về phía các anh hem nói chắc là nhã tuệ đối với tôi cũng có chút ý tứ phải không lãnh mặc hàn cười còn đang suy nghĩ biện pháp bôi thuốc cho chính mình có ý gì lâm sở nhai nhìn về phía lãnh mặc hàn nhanh chóng hỏi anh biết cái gì mau nói cho tôi biết nếu như cô ấy không để ý tới cậu cũng sẽ không vì chuyện cậu thích đàn ông mà phản ứng lớn tới vậy lãnh mặc hàn muốn cởi áo sơ mi màu đen của mình ra cầm lên miếng bông cùng lọ thuốc bên cạnh hướng lâm sở nhai nói sở nhai giúp tôi một chút Tôi muốn bôi thuốc." Lâm Sở Nhai ngồi gần Lãnh Mặc Hàn, một bên giúp anh cởi áo sơ mi ra, một bên có chút khẩn trương hưng phấn nói, "Thật vậy hả? Thế nhưng lần trước cô ấy cự tuyệt tôi." Tại thời điểm đó, cô ấy cự tuyệt cậu là bình thường. Lãnh Mặc Hàn thúc hắn, nói, "Nhanh lên một chút." Anh chắc chắn, Lâm Sở Nhai cởi ra nút áo sơ mi cuối cùng, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, cười rộ lên nói, "Thật sự là có thích tôi sao?" chắc chắn, lãnh mặc hàn bất đắc dĩ thở dài. Mặc hàn lâm sở nhai lại nổi lên hứng thú đùa giỡn, trong nháy mắt cởi áo sơ mi đen của lãnh mặc hàn ra, kích động vui mừng ôm anh vào trong ngực, lại hôn một cái lên mặt anh, mới cười nói anh không chết, thật tốt quá. Quang, đĩa hoa quả rơi xuống mặt đất, mấy người đàn ông cùng nhau kinh ngạc ngẩng đầu. Nhã tuổi kích động há hốc mồm nhìn về phía dáng vẻ kích tình của lâm sở nhai cứ như vậy cởi áo sơ mi của lãnh mặc hàn ra, điên cuồng hôn lên mặt anh, sắc mặt của cô lập tức đỏ lên, không nói nên lời. Lâm sở nhai lập tức đẩy cơ thể cường tráng của lãnh mặc hàn ra, há hốc vì kinh ngạc, kích động nhìn về phía nhã tuệ, nói quản lý lưu, em nghe anh giải thích. Cái gì anh cũng không cần nói, tôi đều hiểu hết, chấm than ngoặc kép, nhã tuệ nói xong, trong nháy mắt tay lại che miệng, chạy nhanh xuống tầng. Đợi anh với, mẹ ơi, lâm sở nhai không nói hai lời, liền mang vẻ mặt cầu xin, nhảy lên đuổi theo nhã tuệ. Phốc, Trang Hạo Nhiên vừa cười vừa bê bát, đầu tiên là dặn dò Tô Lạc Hoành bôi thuốc cho lãnh mặc hàn, chính mình đứng lên đi xuống tầng, lại nhìn thấy đường Khả Hinh đang đứng trong bếp, dáng vẻ khó chịu buồn nôn muốn nôn. Lập tức cả kinh, chương 784, thần bài. Khả Hinh, em, em không thoải mái sao? Trang Hạo Nhiên chậm rãi đi tới trước mặt đường Khả Hinh, làm bộ chứng chạc đàng hoàng hỏi cô, kỳ thực nội tâm đã như rời sông lấp biển, nhớ lại cô có khả năng đã có một ngày hôm nay đều muốn nôn không biết vì sao nữa đường khả hinh cầm khăn lau đang muốn lau chùi phong bếp của lãnh mặc hàn lại cảm giác được ánh mắt khác thường của trang hạo nhiên ở phía sau cô chậm chạp dừng lại động tác xoay người liếc về phía anh trang hạo nhiên một bộ dáng ái muội ánh mắt thăm dò nhìn về phía cô muốn cười lại không dám cười một ngọn lửa tức giận ầm ầm xông lên trong đầu cô mặt đường khả hinh trong nháy mắt đỏ lên trái phải nhìn phòng khách không có ai Mới như tới sáng sớm hôm nay, tự mình rời giường, sám xịt rời khỏi nhà anh, tính tình một chút đều bị thiêu đốt, lập tức đem khăn lau ném tới trên người của anh, tức giận nói anh lại còn có mặt mũi mà nghĩ đến việc này. Nếu đã có thành ý như vậy, tại sao buổi tối làm xong, nửa đêm lại còn muốn nữa? Anh tại sao không đi nhìn xem Jenny tiểu thư có hay không cũng buồn nôn a? À? Cô ấy có thể đã sinh cho anh một đứa. Ice, anh cùng cô ấy không có gì hết. Anh thề. Chấm than ngoặc kép. Lúc này Trang Hạo Nhiên mới nhớ tới chính mình vẫn thiếu đường khả hình một lời giải thích, vội vã giơ tay lên, khẩn trương nói thật không có cái gì a à? Đó là anh cùng cô ấy diễn một vở kịch. Diễn kịch, ha ha, chấm than ngoặc kép, đường khả hình sắc mặt tức giận đến vặn vẹo, lại tới gần Trang Hạo Nhiên, nghiến răng nghiến lợi nói anh có cần tìm một lời kịch tốt hơn một chút không? Ví dụ như nói, anh nghĩ sinh một đứa con trai cũng không đủ. Muốn tìm hai người sinh cho anh đủ một đôi. Trang hạo nhiên có chút nghiêm mặt nhìn về phía đường khả hình, nói, đừng đùa giỡn kiểu này. Tôi không có đang nói đùa, tôi rất nghiêm túc nói với anh, chấm than ngoặc kép, khuôn mặt đường khả hình tái đi, nhớ tới hôm nay nhìn thấy bức ảnh trong máy tính, lại một bước tới gần anh, vươn tay chỉ thẳng vào lồng ngực của anh, gầm nhẹ có cần phải vội vã như vậy không? Buổi trưa mới gặp qua, buổi tối đã ôm nhau ở một chỗ. Nếu quả thật là ý đậm tình sâu như thế, thì cần gì phải ở trước mặt của tôi làm bộ làm tịch. Còn nói hy vọng tôi, tôi, tôi làm phu nhân tổng giám đốc của anh. Hừ. Cô cúi đầu hừ một cái. Trang Hạo Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn cô. Đường Khả hình lại nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên tức giận nói, anh đại khái là không nhìn tới tin tức ngày hôm nay đi. Ảnh chụp tung lên, thật ngọt ngào a, à. ôm nhau cùng một chỗ thật thâm tình a. À. Hai người thật coi tôi là khỉ sao? tôi hôm nay ở phòng làm việc chính là không nên đồng tình với anh hẳn là nên để cho cha anh đánh chết anh không phải em nghe anh giải thích anh thật sự là có kế hoạch muốn cô ấy phối hợp với anh bởi vì anh biết kỹ thuật chơi bài của cô ấy rất tốt cho nên mới như vậy trang hạo nhiên liền bước lên phía trước muốn ôm lấy cô đường khả hinh lại càng tức giận đẩy anh ra a à một tiếng chế nhạo nói anh lừa ai a à? kỹ thuật đánh bài tốt tôi còn là thần bài đây thực sự trang hạo nhiên lại vội vã kiên nhẫn giải thích nhìn cô nói em không tin anh có thể chặt hai tay cho em xem cũng là bởi vì anh muốn đi lấy rượu đỏ cho sư phụ nên mới đánh cuộc như thế xì si, ai muốn anh đi lấy cho sư phụ Đường khả hinh trong nháy mắt sửng sốt nhìn về phía anh lúc này mới có chút nghe rõ lời nói kia có chút kích động nói anh 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 đoạt lại khang đế rồi trang hạo nhiên dừng lại một chút có chút cười như không cười nói hình như ở trong nhà Jenny, tối hôm qua anh có nhớ lại một số chuyện, nên hôn mê bất tỉnh. Một sự tức giận khác, lại như muốn hừng hực bốc cháy. Khuôn mặt đường khả hình lạnh băng, một bước tiến lên, hít mắt nhìn về phía trang hạo nhiên, đè xuống lửa giận kia, từng chút lại từng chút nhìn về phía anh, có chút không thể tưởng tượng ra nói ý của anh là. Tối hôm qua anh bồi cô ấy chơi đã, sau đó ở lại nhà cô ấy qua đêm. Không hẳn là qua đêm, Trang hạo nhiên vì sợ hôm nay nói dối, ngày mai sẽ lại càng thảm hại hơn, đành phải sốt ruột thẳng thắn, nhìn về phía cô khẩn trương nói, lúc đó anh ngất đi, Jenny không rõ nguyên nhân, khẳng định không dám đem đưa anh đi, sau đó đành đưa anh đến nhà cô ấy. Hiện tại hai trai khang đế ở ngay trong nhà cô ấy. Ha 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 ha, ha chấm than ngoặc kép, đường khả Hinh không thể tưởng tượng ra nổi, bật cười một chút, sau đó quay đầu, quát to một tiếng, trang hạo nhiên. A. À, Trang hạo nhiên nhìn cô tức giận thành như vậy, nhớ tới gậy đánh bóng chảy ngày hôm nay, trái tim có chút lạnh. Đường khả hình tức giận đến nói không nên lời, chỉ là đến gần anh, cắn răng gọi, anh coi như là vì sư phụ, muốn trộm chai rượu kia trở về. Vậy anh cũng không cần làm ra việc như vậy, anh có nghĩ tới cảm nhận của tôi hay không? Tối hôm qua tôi, cô nhất thời xấu hổ tức giận nói không nên lời, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía anh, nói mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì. Tối hôm qua tôi và anh cũng cùng ở chung một chỗ, sau đó lại cùng một buổi tối, anh cùng một người khác vừa kéo vừa ôm. Anh có tôn trọng tôi sao? Khi làm chuyện gì, nói cho tôi biết một tiếng sẽ chết à? Đừng để cho người khác hiểu lầm, nghĩ đến việc anh ghét bỏ tôi. Cô lập tức nói không nên lời, nhớ tôi sáng sớm hôm nay rời giường trong ủy khuất, cô lập tức quay người đi tới ghế sofa bên kia, cầm túi sách, định xoay người rời đi. Trang hạo nhiên lại lo lắng tiến lên, Nắm chặt lấy cánh tay của cô, Khẩn Trương nói, "Em nghe anh giải thích đã, anh cùng cô ấy thực sự không có chuyện gì. Em phải tin anh. Tôi quản anh cùng cô ấy có chuyện gì? Anh làm như vậy, chính là không tôn trọng tôi." Chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh nói xong, ngay lập tức đi ra ngoài. "Khả Hinh," Trang Hạo Nhiên lại muốn nắm lấy cổ tay của cô. Đường Khả Hinh trong nháy mắt quay đầu lại, hướng tới giày của anh, sống chết đạp một gước. "A!" À, Trang Hạo Nhiên đau đến nhíu mày kêu lên, "Đêm nay liền ôm phó tổng giám đốc Lãnh ngủ đi." Chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh trong nháy mắt liền đóng phịch cửa lại, bước nhanh đi ra ngoài, để cho Trần Mạn Hồng đưa mình về nhà. "Khả Hinh." Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng xông tới, muốn mở cửa ra, ai biết thế nào kéo cũng kéo không ra, anh liều chết nắm tay cửa, không ngừng kéo, sống chết kéo, cắn răng kéo, chính là kéo mãi cũng không ra, anh lại liều chết gọi, "Đây là có chuyện gì xảy vậy?" cửa thế nào lại mở không ra. Ngoài cửa đã là một hồi âm thanh khởi động xe BMW. Khả Hinh, đừng đi, hãy nghe anh giải thích đi. Trang Hạo Nhiên ôm lấy cánh cửa kia, vừa kéo vừa kêu to, em trước đừng đi. Nghe anh giải thích a, à? cánh cửa đáng chết này, mở thế nào cũng không được a. À? Có chuyện gì xảy ra? Lãnh Mặc Hàn nghe thấy âm thanh cãi nhau, liền nghi ngờ nhìn đến cơ thể bắp thịt cuồn cuộn kia, đi xuống, hỏi, sao vậy? Cửa này làm thế nào cũng không mở được. Trang Hạo Nhiên tức khắc xoay người, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, khẩn trương hỏi, có phải là hỏng rồi hay không? Lãnh Mặc Hàn nghe xong, anh còn dừng lại một chút, mới chậm chạp nói, cửa nhà tôi, chỉ có người từ bên ngoài tiến vào, không ai có thể từ bên trong đi ra. Đương nhiên, trừ tôi. Trang Hạo Nhiên không nói gì há hốc mồm, nhìn về phía người này, a à một tiếng, muốn khóc hỏi, vì sao a? À? Lãnh Mặc Hàn là một dạng thái độ mờ mịt, nhìn về phía anh, nhàn nhạt nói còn phải cần lý do sao. Bình thường đi vào nhà tôi, cũng sẽ không phải là người tốt, đương nhiên sẽ không để cho người đó đi ra rồi. Mẹ kiếp, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên xoay người, đạp cửa kia một phát, kêu to, mau mở cửa ra cho lão tử. Cửa giống như ảo thuật được mở. Trang hạo nhiên sửng sốt nhìn cánh cửa này. Cửa nhà tôi, liền nhận câu này là điều kiện mở cửa. Đi thôi, lãnh mặc hàn xoay người đi lên lầu thật là bị làm cho tức chết rồi. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên bước nhanh ra ngoài, vẫn đứng ở trong bóng đêm, đã nhìn thấy đường núi uyển chuyển, đầu kia thoáng qua những tia sáng đèn xe, anh lại một trận bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ thở dài. Một chiếc Lamborghini nhanh chóng băng qua phố xá sầm uất, chậm chạp hướng tiểu khu nào đó chạy tới. Lâm Sở Nhai vừa lái xe, một bên vừa quay mặt sang, nhìn về phía Nhã Tuệ đang xấu hổ đỏ mặt ngây ngốc ở một bên, anh nặng nề thở dài một hơi, nói: "Ôi trời ơi. Em thực sự không tin tôi sao? Nếu như tôi, tôi thực sự thích đàn ông, tôi làm chi còn phải quan tâm đến em như thế chứ?" Ngữ khí thật là bất đắc dĩ. Nhã Tuệ vẫn như cố cảm giác được chính mình vừa mới nhìn thấy tất cả, làm cho người ta cảm giác mặt đỏ bừng. Lâm Sở nhai lại quay đầu, nhìn về phía người con gái dịu dàng bên cạnh, vẫn đang xấu hổ đỏ mặt, ngồi yên ở vị trí, vẫn mềm mại như nước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, vài sợi tóc rủ xuống, càng thêm mê người. Anh vừa trầm mặc nhìn cô, vừa lái xe đi vào tiểu khu, đi tới trước căn biệt thự màu trắng, rồi mới dừng xe lại. Nhã tuệ cũng đã nhanh chóng tháo dây an toàn, muốn mở cửa xe, lại phát hiện cửa xe đã bị khóa, cô sửng sốt quay đầu, nhìn về phía lâm sở nhai. Lâm sở nhai cũng có chút bất đắc dĩ tháo dây an toàn, quay đầu nhìn về phía nhã tuệ, cười khổ nói tôi nói em thật ra cũng biết đến đi là không thể hiểu lầm tôi thích đàn ông chứ tôi trước đây vẫn ôm ôm ấp ấp phụ nữ em cảm thấy trong lòng sợ hãi không muốn tin tôi đúng không nhã tuệ nhu mì ngồi ở vị trí cũ mặt đỏ bừng im lặng không lên tiếng lâm sở nhai quay mặt sang nhìn về phía cô bất đắc dĩ nói thật sự sợ tôi như thế sao đối với tôi một chút cảm giác cũng không có sao bình thường tôi nhìn em hòa thuận với nhiều quản lý nam đi cùng một chỗ với họ như vậy Tôi ghen cũng không dám nói, liều mạng kiềm chế, khả hình trước đây đã tới tìm tôi, cô ấy đã để cho tôi nhận ra một đạo lý, thích một người. Chính là toàn tâm toàn ý theo đuổi, không cần hồi báo. Nhã tuệ chậm rãi quay đầu, nhìn về phía anh. Lâm sở nhai cũng bất đắc dĩ nhìn về phía cô, khuôn mặt đau khổ nói thực sự. Một chút cũng không thích tôi sao, quá khứ là tôi mê chơi, thế nhưng tôi, tôi thực sự, thực sự thích em à, buổi tối mỗi ngày đều nhớ đến em mấy lần rồi mới ngủ được tựa như bị chúng ta từ trước cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ như vậy em không thể cho tôi cơ hội một lần được sao có lẽ chúng ta có thể thử tiến thêm một bước được không nhã tuệ ngồi ở bên trong buồng xe nhỏ hẹp quay mặt sang dịu dàng nhìn về phía anh lâm sở nhai lại xoay người tay chống vào vị trí tay lái không dám quá mức chỉ là khẩn trương nhìn cô nói tôi đợi em đã rất lâu rồi cho tôi một câu trả lời đi, tôi sắp điên rồi." Nhã Tuệ hai tròng mắt xẹt qua mấy phần ý cười bất đắc dĩ, thở dài một hơi, mới mềm giọng nói, "Em. Em gần đây thi bằng lái." "A." À, Lâm Sở Nhai không rõ ngây ngốc nhìn cô. Nhã Tuệ dường như cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng hai mắt vẫn lóe ra những tia sáng ngọt ngào, mềm giọng nói, "Nhưng em luôn luôn không biết mở. Anh nếu như mỗi ngày có thời gian thì dạy em một chút đi." Lâm sở nhai tinh thần chấn động mạnh một cái, nhìn về phía nhã tuệ, một trận tâm tình kích động cười nói, em nói là thật hay giả. Nhã tuệ do dự mấy phần, mới gật đầu, cười nói, thực sự. Lâm sở nhai hình như nghe thấy một tin tức vô cùng quan trọng, trái tim từng hồi thình thịch, thình thịch, cách thời gian cô cự tuyệt mình lần trước là một chuỗi ngày dài đằng đẵng rồi, vẫn luôn không dám tin, chính mình có một ngày có thể theo đuổi được người con gái thiện lương hiền thục này, anh lập tức có chút kích động quay đầu, nhìn cô nói anh anh lập tức dậy cho em anh thoáng cái đã nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô đặt ở vị trí bên trên mới nói nhìn này đây là vị trí điều khiển tay lái trong lòng nhã tuệ như bị cái gì đó chạm vào hai chồng mắt thoáng qua mấy phần ái muội nhịn không được muốn rút về tay cười nói cái này em biết lâm sở nhai lại cười nắm chặt tay nhỏ bé của cô trong nháy mắt ôm chặt thân thể mềm mại của cô vào trong lòng Tâm tình khoan khoái hạnh phúc nói, sau này, mỗi ngày anh sẽ đều dạy cho em những cái em chưa biết. Nhã Tuệ tựa ở trong lòng Lâm Sở Nhai, tâm như nai con nhảy loạn, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, lại có cảm giác như một dòng nước ấm ngọt ngào đang bao trùm lấy cô. Lâm Sở Nhai cúi đầu, dựa vào chút ánh đèn ngoài cửa xe, nhìn về phía khuôn mặt của người con gái dịu dàng trong lòng, nội tâm của anh chậm rãi thoáng qua mấy phần xúc động, nghĩ muốn kiềm chế, nhưng lại nhịn không được nói, anh con người của anh trước kia là cầm thú cho nên anh mới không biết đối xử với em thế nào nếu như sau này anh có những cử chỉ quá mức em hãy nói cho anh biết được không nhã tuệ lại nhịn cười không được gật đầu đáp ứng được trong lòng lâm sở nhai như bị mèo cào anh khó có thể nhịn được nói kia vậy anh hôn em em không được đánh anh nhé khuôn mặt nhã tuệ ửng đỏ lại mặt dán chặt vào lồng ngực của anh không dám nói chuyện lâm sở nhai dường như hiểu ra được cái gì đó tâm tình có chút kích động mặc dù cảm thấy như là đang nằm mơ nhưng vẫn là nhịn không được mỉm cười tay nhẹ nhàng nắm lấy cái cằm của người con gái trong lòng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhã tuệ bị động như thế hai tròng mắt mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn anh lâm sở nhai cúi đầu hai tròng mắt lóe sáng nhìn khuôn mặt dịu dàng của cô mắt phượng xinh đẹp còn có cái mũi cao thẳng hai cánh môi phấn hồng đầy đặn anh kìm lòng không được cười cuối cùng chậm rãi phủ xuống phía dưới nhẹ nhàng hôn lên môi cô trong lòng nhã tuệ như có cái gì vừa vỡ ra hai tay buông xuống bên cạnh ghế dựa nặng nề thở không dám lên tiếng đây là nụ hôn đầu của cô nụ hôn đầu tiên thật ngọt ngào a à. lâm sở nhai nhịn không được lại cúi đầu mút nhẹ hai cánh môi của cô có chút khẩn trương nắm chặt hai tay ôm chặt người con gái trong lòng vươn đầu lưỡi tách hai cánh môi của cô ra dường như là dạy cô cách hôn môi nhẹ mút lấy đầu lưỡi có chút ngượng ngùng rụt rè của cô Ưm, ừ, nhã tuệ cả người mềm yếu ở trong ngực của anh đón lấy nụ hôn của anh hai mắt không khỏi có chút trở nên ẩm ướt kỳ thực chính mình còn không phải đã sớm thầm mến anh rồi sao nghĩ tới đây người con gái này cũng kìm lòng không được vươn hai tay quấn quanh cổ anh hai tay đan cùng một chỗ lâm sở nhai mút lấy đầu lưỡi nho nhỏ của cô gái tận hưởng cảm giác ngọt ngào kia liền khống chế không được kéo ghế tựa của cô ra, đặt cơ thể của cô nhanh chóng nằm xuống, rồi chính mình đè lên. Lại một trận nóng bỏng hôn đôi môi ngọt ngào của cô, càng hôn càng thấy ngọt, càng hôn lại càng muốn nếm thử những hương vị khác. Tay anh không tự chủ được khẽ vuốt ve tấm lưng của cô, vừa cùng cô hôn môi nồng nhiệt, vừa gợi cảm nói, đêm nay để anh ôm em ngủ có được không? Chỉ là ôm ngủ, chuyện gì cũng sẽ không làm. Khuôn mặt nhã tuệ, trong nháy mắt đỏ bừng, còn chưa kịp nói chuyện, chỉ cảm thấy một chiếc BMW màu vàng đậm như một con gió chạy tới, thắng gấp ở trước cửa là xe đua của Trần Mạn Hồng. Nhã tệ là một trận đỏ mặt nhanh chóng ngồi dậy, đẩy Lâm Sở Nhai ra, trái tim đập thình thịch, thình thịch, vươn hai tay chỉnh sửa lại mái tóc dài. Lâm Sở Nhai cũng có chút lúng túng ngồi dậy, nhìn về xe đua ngoài cửa, trong miệng mắng chửi vài chục lần, Tào Anh Kiệt cậu là cái đồ vô dụng, bà xã của mình cũng không quản được. Lúc này Đường Khả Hinh bước xuống xe trước một bước đóng cửa xe dầm một phát vẻ mặt tức giận nhã tuệ thấy là khả hình khuôn mặt lập tức lại đỏ bừng lúng túng đẩy cửa đi xuống xe khẩn trương kêu khả hình đường khả hình mắt như tóe lửa tức giận đi vào trong phòng lại nghe đến nhã tuệ gọi mình cô mới xoay người kỳ quái nhìn cô nói chị cũng đã về rồi ưng ừ, nhã tuệ nặng nề thở tâm tình vẫn còn khẩn trương miễn cưỡng cười nói lâm lâm phó tổng chờ tôi về đường khả hình quay đầu nhìn về phía lâm sở nhai cũng cười đi xuống xe cô nhìn thấy anh tựa như nhìn thấy trang hạo nhiên trong lòng lại phát bực nói lâm phó tổng ừ chấm than ngoặc kép lâm sở nhai nhìn về phía đường khả hình hỏi trang hạo nhiên là một thần bài sao đường khả hình không tin màn đánh cuộc kia ưng ừ, cậu ta chơi bài rất lợi hại cho nên chúng tôi chưa bao giờ cùng cậu ta chơi lâm sở nhai cười nói lợi hại như thế nào Đường Khả Hinh hỏi. Lâm Sở Nhai nghĩ nghĩ, liền cười nói, ví dụ như một bài poker đơn giản, cậu ta có thể trong nháy mắt, rút ra cây bài mà bản thân muốn, mà người khác không nhìn thấy. Lại có thể biến đổi toàn bộ những cây bài theo ý muốn. Có thật hay không vậy? Trần Mạn Hồng nhịn không được cười rộ lên nói. Thực sự, cho nên trên chiếu bạc, cậu ta chưa từng có đối thủ. Chấm than ngoặc kép, Lâm Sở Nhai thẳng thắn nói chật, chật, đường khả hình vẫn như cũ chưa tin, lại không nói gì thêm, xoay người nhanh chóng đi vào trong phòng. Nhã tuệ liền cũng muốn đi vào theo. Ai, lâm sở nhai còn muốn hôn cô. Nhã tuệ đứng ở cạnh cửa, nhìn Trần Mạn Hồng cũng đã lái xe rời đi, cô liền nhịn không được nữa đi tới trước mặt lâm sở nhai, quấn lấy cổ của anh, ngửa mặt lên nhẹ hôn ở trên môi của anh. Lâm sở nhai bị trêu chọc, lập tức ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô, cùng cô nóng bỏng hôn môi. Đường Khả Hinh phịch một tiếng đóng cửa phòng lại, nhớ tới Trang Hạo Nhiên nói Jenny có kỹ thuật chơi bài tốt, cô hừ một tiếng, tiện tay cầm lên bộ bài trên bàn trà, từ sau khi chính mình mất trí nhớ thường xuyên chơi bài La Hán, rửa sạch một chút bài, dựa vào cảm giác, kêu to: "A sĩ. Trong tay là một quân bài thấp. Cô không cam lòng, lại đảo bài, ở lòng bàn tay, gọi: "A sĩ. Vẫn là một quân bài thấp. Đường Khả Hinh là một trận tức giận, quát to một tiếng: đem toàn bộ bài poker, ném vào không khí, phanh 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 rơi đầy trên mặt đất, quát thần bài. Thần cái em gái nhà anh, chấm than ngoặc kép, mươi 785, anh ấy rất tốt. Sáng sớm hôm sau, phòng làm việc phó quản lý dựa vụ. Đường khả hình mặc đồng phục màu đen, tóc cột cao kiểu đuôi ngựa, hệt như một học sinh tiểu học, ngồi trước bàn làm việc, tay cầm một bộ bài poker, hai mắt chớp chớp vài cái, lại nín thở chăm chú tập trung một lúc lâu, mới rút ra một lá bài poker, đập mạnh trên bàn, kêu to, át. Một lá ba hiện ra. Đường khả hình thở mạnh một hơi, cắn chặt môi dưới, trong nháy mắt rút ra một lá bài poker, đập trên bàn, lại kêu to, át. Một lá tám hiện ra. Sắc mặt đường khả hình tối sầm lại nhìn lá tám kia, tức giận đến không thở nổi, lại lấy một lá bảy trong bộ bài poker, bắt trước theo những video clip về thần bài, ngón tay cái đặt trên con số của lá bài, liên trà sát thật mạnh, mong muốn mình có tài năng đặc biệt khác thường, có thể biến ra một lá át. một hai ba rồi lại bốn lần trà sát, vẫn là cái lá bảy kia. cô còn bắt trước theo diễn viên họ châu kia, đem bài poker đặt vào lòng bàn tay, hai tay chắp lại muốn bái thần, không ngừng trà sát, trà sát rồi lại trà sát. à, cô còn học theo vẻ mặt đầy kích động của người kia, cảm xúc dâng trào nhìn về phía trước, bộ dáng thần bài trí hướng tràn đầy, kêu to các vị xem đi. quân át âm um. bàn bị chấn động thật mạnh, một lá bảy thình lình xuất hiện. Đường khả hình vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lá bảy màu trắng trên mặt bàn, giận đến mức không thở nổi, cầm lá bảy kia lên, lại nghĩ tới lời hôm qua của Trang Hạo Nhiên, anh nói kỹ thuật đánh bài của Jenny rất tinh thông. Chật, cô lại quát to một tiếng, giơ lá bẩy lên, nhìn chằm chằm nó tựa như nhìn kẻ thù không đội trời chung vậy, tức giận nói tôi cũng không tin. Trên thế giới này thật sự có thần bài, nếu quả thật có thần bài, vậy còn có ăn mày sao? Thần bài, cô lại, ầm, một tiếng, chụp lấy lá bảy trên bàn, kêu to, át. Ba nữ trợ lý bên ngoài phòng làm việc, dán người vào sát cửa phòng, cẩn thận lắng nghe tình hình bên trong. Sáng sớm hôm nay, liền nhìn thấy phó quản lý đường ở bên trong phòng làm việc, một tiếng lại một tiếng kêu to, át. Át, sốt cuộc là nguyên nhân gì đây? Có phải là hôm qua bị Vitus tiên sinh dạy dỗ đến mức thần trí không được bình thường hay không vậy? có một nữ trợ lý nhìn về phía tiểu thanh kinh ngạc hỏi tiểu thanh cũng nhíu mày suy nghĩ một chút về vấn đề này nói không thể nào sao có thể vitus tiên sinh vẫn luôn rất thương yêu đường chủ quản dù cho mắng cũng là vì tốt cho cô ấy thôi nhưng hiện tại cô ấy cơ hồ quản lý toàn bộ bộ phận rượu con người dễ tự ái có thể chính là nguyên nhân này mới biến thành như vậy không thể nào tiểu thanh có chút không tin tôi cảm thấy có thể một trợ lý khác, Vi An cũng nhỏ giọng nói với cô, cô nhìn cô ấy sáng nay đến, trên mặt hệt như vùi lấp một đống thuốc nổ, khóa cửa, cũng không cho người ta đi vào, thỉnh thoảng lại còn phịch phịch ầm, còn quát to át, chẳng lẽ muốn đổi nghề sang thần bài sao? Phốc, ba cô gái cùng nhau cười. Ai muốn làm thần bài? Giọng nói lạnh lùng truyền đến. Ba người cùng nhau chuyển hướng, nhìn thấy Vitus lạnh lùng đứng trước mặt, các cô lập tức thở gấp, dán chặt vào cửa phòng, run run rẩy rẩy gọi, tổng, tổng quản lý. Át, 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 bên trong hệt như tiếng ho khan, truyền đến từng trận âm thanh lanh lảnh mà nôn nóng này. Hai mắt Phytus nóng lên, liếc mắt nhìn cánh cửa phòng làm việc đóng chặt kia, nghĩ đến kính cửa cũng là do kỹ sư cử người suốt đêm sửa chữa lại cho cô, cô lại đang đùa giỡn bày trò bịp bợm gì nữa. Át, át, chấm than ngoặc kép, đường khả hình vẫn không cam lòng, cắn chặt môi dưới, bắt trước người ta tiêu xái vung ra một lá bài poker, chụp lại trên mặt đất, lớn tiếng gọi, "Át." "Làm cái gì vậy?" Giọng nói Vitus vừa truyền đến, người đã trong nháy mắt xoay mở khóa cửa, hệt như một cơn lốc tiến vào. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, thấy thầy xông tới, cô lập tức hoảng sợ quét mạnh một đống bài poker vào trong ngăn kéo, thở dốc, đứng lên, không dám nói chuyện. Vẫn còn một lá át nằm sót lại trên mặt bàn. Vitus đi tới trước mặt học trò, cúi đầu, nhìn lá át kia, lạnh lùng nói, "Sao?" muốn đổi nghề, làm thần bài sao? À, chấm than ngoặc kép, mặt đường khả hình nhất thời đỏ bừng, tức khắc ngẩng đầu, nhìn về phía thầy, có chút khẩn trương nói, không. Sao có thể, con chỉ là, ham, ham chơi. Hiện tại trận thi đấu lớn sắp tới, tất cả tuyển thủ cũng đã chờ lệnh tham gia chiến đấu. Cô lại còn có thời gian, ở đây chơi bài sao? Vitus bộc lộ vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn đường khả hình nói. Đường Khả Hinh lập tức áy náy xin lỗi cúi đầu. Lập tức đến khách sạn Á Châu nhận giấy chứng nhận tuyển thủ được chọn của trận thi đấu lớn. Chấm than ngoặc kép, Vitus nhìn về phía đường Khả Hinh, càng nhìn càng tức giận nói, chờ đến lúc cô thua, lại làm thần bài cũng không muộn. Hai mắt đường Khả Hinh chợt lóe, ngước mắt, liếc nhìn về phía thầy, lúng túng cười khổ. Vitus không thèm để ý đến học trò nữa, xoay người chuẩn bị rời đi, trong lúc kéo cửa, nói cô muốn thắng hạo nhiên, rất khó. Trình độ chơi bài poker của cậu ta, thiên hạ vô địch. Đường khả hình liếc mắt nhìn thầy đi ra ngoài, trong nháy mắt cô lại cầm lá át này lên, trái trái phải phải vặn thành một cục, lại bỗng nhiên cảm giác dạ dày nôn nao khó chịu, một cơn buồn nôn như rời núi lấp biển, sông thẳng tới, vị chua suýt chút nữa sạc ra nơi cổ họng. Cô không kịp chạy vào toilet, trong nháy mắt tiện tay trống trên mặt bàn, cúi người xuống, hướng vào thùng rác nôn mửa, lại vì sáng nay không ăn điểm tâm cho nên cũng chỉ là nôn khan cũng không có gì để phun ra tay chống mạnh trên mặt bàn cả người cô nôn đến mức khó chịu gục đầu trên mặt bàn vừa thở dốc vừa khó chịu cảm giác mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra cô lại run run suy nghĩ nuốt chua sót trong cổ họng nhớ tới sáng nay lúc đánh răng cũng đã ói ra một trận cho nên mới không muốn ăn điểm tâm sao có thể nôn đến mức dữ dội vậy chứ đường khả hinh vừa sắc mặt tái nhợt khó chịu nhớ lại chuyện này lại vừa có cảm giác dạ dày lại cồn cào mãnh liệt cô nhân mặt nuốt xuống cổ họng không hiểu sao bỗng nhớ lại lời nói hôm qua của trang hạo nhiên thân thể bị đục khoét nổi lên một chút lạnh sắc mặt có chút biến đổi trái tim đập thình thịch choáng váng kêu lên không không thể nào đầu óc cô nhất thời hỗn độn sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế hai mắt nhanh chóng lóe ra tính toán kỳ an toàn của mình hẳn chính là hai ngày này tính kỳ an toàn cái gì chứ chấm than ngoặc kép, đường khả hình nhất thời tức giận, cười bản thân mình ấu chỉ nói, chuyện mới xảy ra ngày hôm trước, hôm nay liền nôn mửa. Có hay không chứ? Cô nói xong, lại một trận vị chua trong dạ dày ở lên, bỗng nhiên nghiêng người, hướng về phía thùng rác, vất vả khó chịu nôn ra. Tiếng gõ cửa chợt vang lên. Đường khả hình lập tức ngồi dậy, đè nén lại cảm giác khó chịu, lau mồ hôi trên trán chỉnh sửa lại mái tóc, mới hơi ngẩng đầu đáp lại, mời vào, Tiểu Thanh mỉm cười đi tới, nhìn Đường Khả Hinh nói: "Đường tiểu thư, Vitas hối thúc cô đến khách sạn Á Châu lấy giấy chứng nhận thi đấu." "Tôi biết rồi." Đường Khả Hinh thở gấp vài cái, hai mắt lưu chuyển, nghĩ mình không thể nào mang thai được, liền thu hồi tài liệu, muốn cầm tài liệu rượu đỏ tới hoàn á ký tên, gom hết lại, bỏ vào túi đựng hồ sơ màu đỏ thấm của mình. Túi đựng hồ sơ xinh xắn này cũng là thầy nhờ người mua từ Paris mang về, sáng nay vừa đưa đến, nói cô thường xuyên hấp tấp làm mất văn kiện. Một dòng nước ấm lướt qua. Đường khả Hinh bộc lộ vài phần ôn nhu tươi cười, giờ túi đựng hồ sơ đỏ thấm lên, chính diện còn có ký hiệu lá phong mạ vàng của một cửa hàng nổi tiếng ở Pháp, bên cạnh là chùm nho mạ vàng trang trí, tay cô nhẹ nhàng mơn trớn chùm nho nhỏ trên túi đựng hồ sơ này, càng nhìn càng yêu thích. Thật ngưỡng mộ, Vitus tiên sinh mắng cô thế nào, thì cũng lại thương cô thế ấy. Tiểu thanh nhìn về phía đường khả Hinh mỉm cười nói. Đường khả hình cũng ngẩng đầu, nhìn tiểu thanh, cảm động hạnh phúc cười. Trời mưa, nhiệt độ có chút giảm xuống thấp. Cao ốc khách sạn Á Châu, công trình kiến trúc hùng vĩ này, sừng sướng dưới bầu trời xám xịt, vẫn khí thế hào hùng như vậy. Một chiếc xe con màu đen, dừng trước cửa cao ốc khách sạn. Đường khả hình xách theo túi đựng hồ sơ màu đỏ thấm, mang đôi giày cao gót 12cm, nhanh chóng bước xuống xe con, đi về phía đại sảnh khách sạn Á Châu, Cuộc họp báo với phóng viên vừa được tiến hành xong, có nhân viên làm việc của phòng họp, mỉm cười ngồi tại chỗ chờ phát hai giấy chứng nhận cuối cùng, cô lập tức hưng phấn cười, bước đến, muốn lấy giấy chứng nhận thi đấu của mình, ai ngờ vừa lúc đi qua, bất ngờ đụng phải một người đàn ông cũng đang nhận giấy bên cạnh. "Xin lỗi." Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn anh một cái. Một ánh mắt hệt như đang đi săn, lạnh lùng nhìn về phía cô. Tim Đường Khả Hinh bỗng chấn động mạnh một cái, mới nhìn kỹ người đàn ông này một người đàn ông Italy, tóc ngắn xoăn nhẹ, khuôn mặt lạnh lùng, chiều cao chừng 1m8, vóc người lớn, tóc theo mốt thời thượng, áo sơ mi ngắn màu xanh đậm, quần đen thoải mái, để lộ lông tay màu ánh vàng gợi cảm, lúc nhìn chằm chằm đường khả Hinh, trong ánh mắt dường như chiếu ra một loại mị lực chiếm đoạt mãnh liệt. Đường khả Hinh hơi giật mình, ngây người nhìn anh ta. Người đàn ông Italy vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nâng chứng bài trên tay, hướng về phía nhân viên làm việc thấp giọng nói câu thanh, liền bỏ đi. Đường khả hình nhìn người này rời khỏi, liền bất giác xoay người, nhìn nữ nhân viên, mỉm cười hỏi, xin chào cô, tôi là tuyển thủ đường khả hình của trận thi đấu lớn, người vừa rồi. Hình như không phải là tuyển thủ của cuộc thi đấu lớn. Đúng vậy, anh ta tên là Michael, khoảng thời gian trước, là tuyển thủ người Pháp gặp sự cố phải rời khỏi, anh ta là do nguyên lão trong giới rượu đỏ của ba nước Trung Anh Pháp, cùng tiến cử trở thành tuyển thủ mạnh nhất, nghe nói lúc thi hầu rượu, chính anh ta trông coi một thùng dịch rượu sắp sửa sinh bệnh, đúng 30 ngày, cho nên mới không có cơ hội qua đây dự thi. Vitus tiên sinh, Lauren tiên sinh, đều hết lời tán thưởng năng lực của anh ta, cho rằng anh ta là người được chọn có khả năng đạt được quán quân lần này. Nhân viên mỉm cười giải thích. Đường khả Hinh bộc lộ vẻ kinh ngạc, nhèo mắt nhìn về phía soái ca Italy kia, người đã nhàn nhạt, nhạt đi vào thang máy, thật là một chút khí chất hầu rượu cũng không có, sao lại. Mặc dù trong lòng cô khó hiểu, lại nghĩ đến 10 tuyển thủ xuất sắc thế giới lần này, một người kia lại khiến người ta coi nhẹ sao. Cô nhàn nhạt cười rộ lên, lấy chứng nhận mà nhân viên đưa đến, nói cảm ơn, mới chịu xoay người đi về phía Hoàn Á, lại ngẩng đầu nhìn lên cửa bộ phận tiệc tầng 2, đang đóng chặt, nghĩ nhã tuệ có thể ở bên trong làm việc, cô liền cười chuẩn bị lên lầu, muốn đi chiêu chọc bạn tốt một chút. Phòng làm việc bộ phận tiệc, nhân viên đều đã ra ngoài làm việc, bên trong truyền đến một trận tiếng thở dốc Lâm sở nhai trong nháy mắt ôm lấy nhã tuệ, đem cô ép chặt trên tường phòng làm việc, cúi xuống dưới, hệt như người đói khát lâu năm, hôn lên môi cô như thưởng thức một loại xương ngọt buổi sớm mai, mút cánh môi, thậm chí còn thoát ra đầu lưỡi nóng cháy, cùng với đầu lưỡi ngọt ngào của cô, triền miên quấn quyết dây dưa cùng một chỗ. Ưm, ừ, nhã tuệ kìm lòng không được xấu hổ đỏ mặt, vươn hai tay, vây quanh cổ anh, vuốt ve bả vai nóng qua âu phục của anh. Nhã tuệ, lâm sở nhai khát vọng kêu lên một tiếng, lại cúi người xuống một đầu lưới cô hai tay đặt dưới lưng cô lúc áp sát người cô vật đàn ông cứng rắn giữa đôi chân anh đẩy vào người cô gái này dường như kích động muốn tiến vào mặt nhã tệ lại đỏ bừng tim đập loạn nuốt vài cái hai mắt ôn nhu mơ màng nhìn về phía lâm sở nhai có chút xấu hổ nói anh đừng như vậy hiện tại đang trong phòng làm việc sợ cái gì lâm sở nhai nâng mặt cô lên hôn mạnh lên đôi môi ngọt ngào của cô thân thể không ngừng áp sát thân thể mềm mại của cô, vừa hôn vừa xúc động mỉm cười nhỏ giọng nói, anh không cho phép các cô ấy bước vào, ai dám bước vào. Nhã tuệ tựa trên tường, mặt ửng đỏ, xấu hổ không lên tiếng. Lâm sở nhai nhìn dáng vẻ e thẹn của cô, lại nhịn không được cúi mặt, cuồng nhiệt hôn cô, tay đã kích động chạm vào bên hông cô, từng nút từng nút một cởi áo khoác âu phục cô ra, tay đưa vào bên trong áo sơ mi, xoa nhẹ bộ ngực đầy đặn của cô, thậm chí ngón tay xông vào áo lót của cô, vân về điểm hồng đang giãn ra vì nóng của cô, vân về xong anh lại một trận khát vọng kêu nhỏ. Ưm, ừ, nhã tuệ chưa bao giờ trải qua chuyện giường chiếu, đối mặt với việc như vậy, thân thể nhanh chóng thoáng qua một luồng kích tình, kích thích cảm giác mới mẻ, làm cho cô liên tục thở dốc. Lâm sở nhai lại vuốt ve bộ ngực đẩy đà của cô, lại vô cùng thỏa mãn cùng kích động, vừa mút cánh môi cô, vừa nhanh chóng cởi bỏ âu phục của mình, chỉ còn mặc chiếc áo sơ mi lam nhạt, quần tây đen, ôm chặt lấy mông cô, để cho giữa hai chân cô dán chặt về phía mình, cầu xin nói, đêm nay, em đến nhà anh, được không, có được không, người đàn ông này, nhã tuệ đối mặt với sự cuồng nhiệt như lửa của anh lúc này, thực sự chống đỡ không nổi, xấu hổ không biết nên trả lời thế nào. Có được hay không vậy, lâm sở nhai cúi đầu, cách áo sơ mi, hôn mạnh lên điểm hồng trước ngựa cô, không ngừng dùng môi xoa xoa. Nhã tuệ vừa mới muốn đáp lời. Nhã tuệ, đường khả hình đẩy cửa phòng làm việc bộ phận tiệc, nhìn phòng khách xa hoa nà, đèn thủy tinh đã tắt, cửa phòng rượu cũng đóng, cô liền biết gần đây không có những bữa tiệc rượu lớn diễn ra, mỉm cười đi về phía sau phòng làm việc, bước qua cười rồi kêu nhỏ, nhã tuệ. Cửa phịch một tiếng mở ra, lâm sở nhai mặc âu phục màu đen, dáng vẻ có chút lúng túng đi ra, cười nhìn về phía đường khả hình, tỏ vẻ kinh ngạc nói tiểu đường. Sao hôm nay lại có thời gian đến đây? trùng hợp vậy sao đường khả hình có chút sững sốt nhìn về phía lâm sở nhai không bao lâu sau nhã tuệ khuôn mặt đỏ bừng lúng túng đi ra khỏi phòng làm việc nhìn về phía đường khả hình cũng bộc lộ một chút xấu hổ miễn cưỡng tươi cười nhẹ giọng nói đến rồi à đường khả hình lại lưu chuyển ánh mắt nhìn về phía nhã tuệ thái độ có chút quái dị cuối cùng dường như hiểu ra liền nhịn không được cười rộ lên nói ừ tới rồi hai người đứng có chút lúng túng à có lẽ tôi phải đi trước buổi trưa qua đây cùng em ăn cơm lâm sở nhai ôn nhu liếc mắt nhìn nhã tuệ một cái nhanh chóng rời khỏi đường khả hinh nhìn bóng dáng lâm sở nhai hệt như người vừa làm chuyện sai trái vội vã chạy trốn cô nhịn cười không được lại cố ý bộc lộ vẻ nghiêm túc quay đầu nhìn về phía bạn tốt nhã tuệ cả khuôn mặt đỏ bừng nhìn về phía đường khả hinh nói cô cô không nên hiểu lầm tôi tôi cái kia được rồi chị cũng nên yêu đương đi thôi. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình nhìn về phía bạn tốt, hết sức sảng khoái cười nói. Nhã tuệ lại sửng sốt nhìn về phía đường khả hình, nói, hả? Cô tán thành sao? Trước đây cô, rất phản đối tôi và anh ấy bên nhau. Vì sao vậy? Đường khả hình rất kinh ngạc nhìn về phía nhã tuệ, cười rộ lên nói, lâm phó tổng rất tốt, không tiếp cận nữ sắc, hơn nữa mỗi ngày, đều 10 giờ đi ngủ audio điện tử võ tấn bền. Chương 786 ăn dấm. Đường Khả Hinh nói chuyện cùng Nhã Tuệ một lúc, liền chào tạm biệt cô, đi tới bộ phận tiệc rượu, lại nhìn thấy một chiếc xe công vụ của chính phủ pháp chậm rãi dừng lại trước cửa khách sạn. Cô hơi chút thất thần, bèn vừa bước xuống cầu thang, vừa nhìn về hướng chiếc xe công vụ ở xa kia. Mưa phùn nhẹ nhàng, không khí có chút lạnh. Nhân viên tiếp tân của khách sạn nhanh chóng bước lên phía trước, cúi đầu mở cửa xe. Jenny mặc một chiếc váy cúp ngực ngắn màu bạc, bên ngoài khoác chiếc áo vét màu trắng, trên áo gắn một chiếc châm hoa màu trắng bằng lông chim, tóc búi lên cao, mang găng tay màu trắng, trên tay cầm chiếc túi hiệu Sanen, mỉm cười đi xuống xe, nhìn quang cảnh ấm áp xung quanh trong làn mưa phùn, thỏa mãn cười. Tài xế nhanh chóng đi ra, đưa cho cô một chiếc túi phục sức trang phục và trang sức cao cấp. Jenny mỉm cười nhận lấy, nói câu cảm ơn. Đường khả hình đứng ở một bên đại sảnh, nhìn thấy Jenny, trong nháy mắt nắm chặt chiếc cặp công văn trong tay, nhớ lại nhà của cô ấy ở ngay bên cạnh nhà của thầy cô, vì sao lại muốn mang trang hạo nhiên về nhà của mình. Jenny cũng không phát hiện ra đường khả hình, chỉ là tâm trạng rất vui vẻ cầm túi sách, tao nhã đi về phía trước. Đường khả hình giả vờ không nhìn thấy cô ấy, xoay người đi vào bên trong hoàn á. Đường tiểu thư, Jenny nhìn thấy bóng dáng đường khả hình, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc cười gọi, trùng hợp như vậy trùng hợp em gái nhà cô. Đường Khả Hinh lộ ra nụ cười yêu nhã chuyên nghiệp, cầm cặp công văn, xoay người nhìn về phía Jenny, hết sức kính trọng cúi đầu chào, bộ dáng kinh ngạc nói, Jenny tiểu thư. Thật là trùng hợp, cô sao lại rảnh rỗi đến thăm khách sạn Á Châu thế? Có cần tôi giúp gì không? Jenny nghe vậy, nhìn thật sâu vào đường Khả Hinh, cười ôn nhu nói, không có việc gì. Không biết Tổng Giám Đốc Trang có ở đây hay không, tôi có chút chuyện về rượu đỏ muốn bàn bạc với anh ấy. Đường Khả Hinh nghe xong, hết sức ôn nhu nói: Không có. Nhưng mà tôi đọc báo thấy, Jenny cô kỹ thuật rất tinh xảo, cùng tổng giám đốc của chúng tôi hợp tác không chê vào đâu được. Quá trình phức tạp nhưng lại vô cùng lãng mạn. Jenny dừng một chút, nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói: Xem ra cô biết được không ít. Toàn thế giới mọi người đều biết, Đường Khả Hinh cố gắng lộ ra nụ cười xinh đẹp. Đối mặt với kiểu đàn ông như thế này, lúc nào cũng có thể ăn dấm jenny tốt bụng nhắc nhở cô ách đường khả hình có chút lúng túng dừng lại một chút mới nhìn về phía jenny mỉm cười nói cô đừng hiểu lầm tôi không có ghen trên thế giới này tất cả mọi người đều nằm trong vòng kết nối xã hội của mình tôi tôn trọng cuộc sống của anh ấy nhất là trong thời gian này anh ấy là tổng giám đốc còn tôi chỉ là một thư ký của anh ấy jenny cười nhẹ sau đó mới nhớ ra cái gì đó nhìn về phía đường khả hình hỏi đúng rồi Xin hỏi tổng giám đốc trang làm việc ở tòa nhà nào? Tòa nhà hành chính đằng sau vườn, Đường Khả Hinh mỉm cười nói. Jenny nghe xong, hơi gật đầu, mỉm cười nói, "Được." Bởi vì ngày đó, anh ấy xảy ra chút chuyện nên ngất đi, tôi thật sự không có cách nào đưa anh ấy đi nơi khác nên đành phải đưa về nhà của tôi. Thế nhưng sáng sớm ngày hôm sau, anh ấy vội vã rời đi, để quên áo khoác ở nhà tôi. Tôi đã giặt sạch sẽ cho anh ấy, chuẩn bị mang trả lại thuận tiện cảm ơn anh ấy đã cùng tôi chuẩn bị triển khai hiệp nghị thương mại rượu đỏ Pháp. Đường khả hình nhìn về phía Jenny, im lặng mỉm cười, lại nắm chặt bàn tay, móng tay cắm vào trong thịt. Đường tiểu thư, Jenny thấy đường khả hình không nói lời nào, lại nhẹ nhàng gọi cô. a à, đường khả hình nhẹ nhàng trả lời, thế nhưng trong ngực như có một ngọn lửa cháy hừng hực, cô phát hiện khuôn mặt tươi cười này của mình chắc không duy trì được bao lâu. Tôi còn có chút việc tìm tổng giám đốc trang, tôi đi trước. Jenny mỉm cười nhìn về phía cô, gật đầu, sau đó bước qua người cô, im lặng rời khỏi. Sắc mặt đường khả hình đột nhiên biến sắc, nhìn về bầu trời rộng lớn phía trước đại sảnh, tất cả đều xám xịt trong làn mưa bụi, cô tức giận đến lồng ngực phập phồng, không thở nổi. Một chiếc xe Audi dài màu trắng, dừng lại trước đại sảnh khách sạn. Tưởng tuyết nhi cả người mặc chiếc váy ren ngắn màu xanh lam, mái tóc đôi ngựa được uốn lại, cố định bằng một chiếc kẹp hoa nhỏ màu trắng, tay cầm túi sách đính chân châu, chiếc quần đùi màu trắng, vui vẻ đi tới, giống như một tiểu cô nương vô ưu vô sầu. Át, át, một bên đường khả hình xoay người đi về phía trước, lại len lén mở chiếc cặp công văn của mình ra, rút ra một bộ bài poker, lật từng lá bài một, không ngừng tức giận gọi tên át. Một bàn tay nhỏ bé trắng noãn vươn tới, men theo mốt hàng bài poker, từ giữa rút ra một lá bài át cơ, đưa tới trước mặt cô. Đường khả hình sửng sốt ngẩng đầu, không ngờ lại nhìn thấy Tưởng Tuyết Nhi đang nhìn mình mỉm cười, cô lập tức cười rộ lên nói Tưởng tiểu thư, cô khỏe chứ? Tưởng Tuyết Nhi chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười ngọt ngào, nhìn về phía Đường Khả Hinh, gật đầu nói rất tốt. Cô không nên đến gần hoa hồng. Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn cô ấy, nhớ kỹ, không nên đến gần hoa hồng, đến gần sẽ có nguy hiểm. Tưởng Tuyết Nhi mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, dường như rất quen thuộc vươn tay nắm lấy khuỷu tay Đường Khả Hinh giống như chị em, nghiêng mặt nhìn về phía cô, ngọt ngào nói có người không thích cô đến gần hoa hồng, bởi vì hoa hồng là của cô ấy. Hoa hồng có gai, đâm trúng người nào, sắc mặt của cô ấy liền thay đổi, trở nên không giống với quá khứ. Cô nghe rõ chưa? Đường khả hình nặng nề chớp mắt một cái, nhìn về phía tưởng Tuyết Nhi. Tưởng Tuyết Nhi dường như nhìn ra đường khả hình có tâm sự, lập tức cười rộ lên nói, không việc gì phải sợ, chỉ cần cô không đến gần hoa hồng, nhất định sẽ không xảy ra việc gì ba của cô ấy là một rất người đáng sợ biết không đường khả hinh lặng lẽ nhìn cô đừng sợ tôi sẽ bảo vệ cô anh hai tôi cũng sẽ bảo vệ cô cô đã từng là cô vợ nhỏ của anh hai tôi nha tưởng viết nhi cho rằng cô đang sợ hãi vẻ mặt đường khả hinh khó hiểu chậm chạp vươn tay chỉ lên bài poker nhìn về phía tưởng viết nhi hỏi cô có thể nói cho tôi biết làm sao cô biết được đây là lá bài át Tưởng Tuyết Nhi ngây thơ ngọt nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói: Tôi chính là biết ha. À. Cô tùy tiện cho tôi một lá bài, tôi đều có thể nói cho cô biết. Lá bài poker đó là gì? Tôi không tin. Vẻ mặt Đường Khả Hinh muốn cười. Thật sự. Tưởng Tuyết Nhi cười gật đầu. Trong nháy mắt Đường Khả Hinh cầm lên một lá tám, đưa tới trước mặt của mình, lại hỏi Tưởng Tuyết Nhi: Đây là lá bài gì? Tưởng Tuyết Nhi liếc mắt nhìn những hoa văn đen nhẹ đằng sau lá bài poker mỉm cười nói, lá tám rô. Đường khả hình hạ thấp ánh mắt nhìn lá bài trong tay mình một chút, hai mắt chợt lóe lên tia hưng phấn, lại tiếp tục duy trì vẻ mặt, cầm lên một lá di, lại đưa mặt sau về phía tưởng tuyết nhi, hỏi, vậy đây là lá bài gì? Tưởng tuyết nhi nghĩ cũng không cần nghĩ, mỉm cười nói, lá di cơ. Mẹ kiếp, vẻ mặt đường khả hình cực kỳ hưng phấn, nhìn về phía tưởng tuyết nhi, có chút kích động lại muốn cầm bài poker lên. Tưởng Tuyết Nhi vươn hai tay, cầm lấy bộ bài poker trong tay Đường Khả Hinh, để mặt trước lá bài trước mặt cô, theo thứ tự từ trái sang phải nói, át rô, bốn cơ, bốn rô, quy rô, tám tép, chín tép, ba cơ, sáu tép. Cô nhanh chóng đọc lên toàn bộ bài poker theo trình tự. Đường Khả Hinh nhìn toàn bộ bài poker, lại có thể bị cô ấy đọc lên toàn bộ đều đúng, không thể tưởng tượng được cười rộ lên, nói chơi ạ. Cô thật lợi hại, so với Trang Hạo nhiên cô còn lợi hại hơn. Tưởng Tuyết Nhi lại nở nụ cười. Vậy làm như thế nào mới có thể chỉnh những lá bài này, toàn bộ đều trở thành át. Vẻ mặt đường khả hinh hưng phấn nhìn về phía tưởng Tuyết Nhi. Sao có thể được, tưởng Tuyết Nhi mỉm cười ngửa đầu, thẳng thắn nói. Cô không phải là thần bài sao, đường khả hinh thất vọng kêu lên. Tưởng Tuyết Nhi lập tức nhìn đường khả hinh mỉm cười giải thích, kỳ thực cái gọi là thần bài, chính là làm cho đối phương tiến vào cuộc diện theo ý của mình. Giống như muốn 52 lá át, như vậy phải chuẩn bị 52 lá át. Dẫn dắt đối phương muốn tìm hiểu những gì? Đường Khả Hinh nghe những lời này, sau đó Khẩn Trương hỏi Tưởng Tuyết Nhi, cô nói đi. Làm sao cô biết được thứ tự các lá bài trên tay tôi? Tôi chính là biết a, à. Tưởng Tuyết Nhi còn tỏ ra rất dễ dàng cười nói, tôi còn biết lần này vé số trúng thưởng là con số 23, 28, 12, 14, 35, 36, 9. Chập, đường khả hình lại cười rộ lên, không tin nhìn về phía cô, nói thật hay giả vậy. Cô có thể mua vé số xem thử, nếu lần này chúng thưởng sẽ được 300 ngàn nha. Tưởng Tuyết Nhi vui vẻ dơ lên ba ngón tay. Ok, đường khả hình cũng nhìn về phía cô, cũng giơ tay lên ok, lại chậm chạp nghĩ đến cái gì, nhìn về phía tưởng Tuyết Nhi, ánh mắt sáng ngời nói, tưởng tiểu thư, cô có thể giúp tôi một chuyện hay không? Được chứ, chúng ta là chị em mà. Tưởng Tuyết Nhi vui vẻ cười nói. Chị em tốt, chấm than ngoặc kép, đường khả hình vô cùng vui vẻ cười rộ lên, chỉ còn thiếu không ôm chặt lấy Tuyết Nhi. Tưởng Tuyết Nhi không hiểu, nhưng vẫn nhìn về phía đường khả hình cười. Tập đoàn Hoàn Á, tầng trệt, các nhân viên đang sôi nổi thảo luận Jenny Tiểu Thư là người xinh đẹp thế nào. Cửa thang máy bỗng mở ra. Trong nháy mắt gương mặt đường khả hình đen lại, cô nghe thấy những tiếng tung hô như đang diễn ra cuộc thi sắc đẹp vậy cô lạnh lùng đi ra, liếc mắt nhìn về phía cửa phòng làm việc của tổng giám đốc được đóng chặt, không biết ở bên trong muốn làm cái gì. Một trận nghiến răng nghiến lợi. Tiêu đồng nhanh chóng bê hai ly cà phê, muốn đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc, lại thấy đường khả hình đang đi tới trước mặt mình, cô lập tức có chút khẩn trương gọi, khả hình. Đường khả hình nhìn về phía tiêu đồng, miễn cưỡng cười nói, à, tôi qua đây đem một số văn kiện muốn tổng giám đốc ký tên, nếu không để thành một số lượng lớn mất, A, à, Tiêu Đồng cười rộ lên nói, "Cô chờ một chút, tổng giám đốc và Jenny tiểu thư đang bên trong, hình như có chuyện cần bàn." Được, Đường Khả Hinh đành phải mỉm cười gật đầu, mắt lại dán chặt vào cánh cửa kia, nghiến răng nghiến lợi. Chương 787, kỹ năng đánh cược. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Trang Hạo Nhiên mặc Âu phục đen, quần tây màu vàng nhạt, phối hợp với áo sơ mi màu trắng, trước ngực cài bông hoa tơ tằm trắng, ngồi ở trên ghế sofa đơn hơi chút tao nhã xoay người nhìn về phía trước, mỉm cười nói nhỏ, mời vào. Jenny cũng tư thế tao nhã ngồi ở trên ghế sofa, mỉm cười ngừng đầu. Cửa, từ từ mở ra. Đường khả hình mỉm cười đẩy cửa ra, tay ôm một phần tài liệu, chậm rãi đi tới. Trang hạo nhiên nhìn người tới là đường khả hình, sắc mặt lập tức khẽ thay đổi, hai mắt lóe ra vài phần khẩn trương nhìn cô, kêu nhỏ khả hình. Tổng giám đốc, bộ phận dựa vụ chúng tôi có phần tài liệu, cần ký tên mới có thể photo, cho nên làm phiền anh." Đường Khả Hinh lấy tư thái của nữ thư ký, ôm tài liệu hướng về phía Trang Hạo Nhiên. Jenny nghe lời này, mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, "Đường tiểu thư, cô cùng tổng giám đốc Trang đúng là một đôi trời sinh, lúc làm việc thì chính là công việc. Mặc kệ có yêu nhau hay không, đều giữ bổn phận chức vụ nghề nghiệp. Thật làm người khác bội phục." Đường Khả Hinh nghe xong lời này, Lập tức mỉm cười nói, Jenny tiểu thư, cô quá khách khí. Dù sao tập đoàn không chỉ có chúng ta đang làm việc. Jenny tươi cười tán thưởng. Trang Hạo Nhiên lập tức có chút khẩn trương hơi ngồi thẳng người, mỉm cười nắm cổ tay cô, để cho cô tới ngồi vào cạnh mình, nói, hiện tại Jenny tiểu thư là bạn bè của anh, đừng nói những câu khách khí. Ngồi đi. Đường Khả Hinh lại nhẹ gỡ tay của anh ra, mỉm cười đẩy tài liệu về phía anh, nói, không được, em còn có việc phải làm anh mau mau ký tài liệu giúp em, em còn phải quay về hoàn cầu. Có chuyện gì mà phải về gấp thế? Trang hạo nhiên tức khắc thập phần phong độ đứng lên, hơi chút đỡ đường khả hình ngồi ở bên cạnh trên sofa, mình lại ngồi xuống bên cạnh cô, giống như người bạn trai, nhẹ vươn tay, hơi vén sợi tóc trên trán cô. Đường khả hình có phần không khách khí nhìn anh, nhẹ chặn tay anh lại, lại nhìn trước mặt trên bàn trà, đặt vài tài liệu có liên quan đến việc mua bán xuất khẩu rượu, gần đây cô cũng đang xử lý vấn đề này, liền nhịn không được cười hỏi các người đang nói chuyện. Vấn đề giao dịch rượu ở nước Pháp. Đường Tiểu Thư là phó quản lý bộ phận rượu của Hoàn Cầu, quản lý một loạt công việc tiến hành xuất khẩu rượu khắp châu Âu. Cô đối với sự việc lần này quốc gia của tôi cũng chuẩn bị tiến hành mua bán, có quan điểm gì không? Jenny mỉm cười nhìn về phía đường Khả Hinh, hỏi. Đường Khả Hinh biết gần đây châu Âu đang dùng biện pháp lạm dụng buôn bán cứu tế, đang chuẩn bị trưng thu thuế xuất nhập khẩu không công bằng, mà nước Pháp là nước bỏ phiếu quan trọng nhất, cô nghĩ nghĩ, liền mỉm cười nói, điều này có quan hệ với việc buôn bán của hai quốc gia, tôi chỉ là nhân viên bình thường, đương nhiên không thể coi là cái gì. Có điều tôi cảm thấy được, dù đó là biện pháp gì, vấn đề cung cầu của một thị trường thực sự khó khăn. Nếu biên giới bên này không cung cấp đủ rượu, ở chỗ khác cũng sẽ mở cửa dẫn đường cho quốc gia chúng tôi. Mấu chốt là, tương lai quan hệ không được tốt đẹp làm sao giải thích được. Jenny hơi nhướng lông mày, nhìn về phía đường khả hình cười, nói, đường tiểu thư, thật thẳng thắn nha. Đường khả hình khẽ cười nói, có đôi khi, đối mặt một chút chuyện hơi mang tính nguyên tắc, dù sao vẫn nên nói lên những điều trong lòng. Trang hạo nhiên yên lặng nhìn đường khả hình, hơi lộ tán thưởng tươi cười. Khổ khổ, đường khả hình biết chuyện này, đối với thân phận và địa vị của mình, không có khả năng tham gia, liền giống như thập phần thoải mái mà nâng lên một phần tài liệu, đưa hướng Trang Hạo Nhiên, cười nói Tổng Giám Đốc, anh nhanh chóng ký giúp tôi phần tài liệu này đi. Cô vừa nói xong, mở giữa tập tài liệu, vài cây bài rơi xuống đất. Nàng hơi chút giật mình, mặt có phần xấu hổ. Trang Hạo Nhiên thất thần nhìn về phía vài cây bài poker trên mặt đất, cũng sửng sốt. Đường tiểu thư, Jenny lập tức nhớ tới hôm trước chuyện ở sòng bạc, nhịn không được mỉm cười, nhìn về phía cô, nói cô đối với chơi bài cũng có hứng thú chỉ để xếp kim tự tháp hay là đường khả hình nghe lời này cô hơi chút ngơ ngác mới bật cười nói tôi không chơi xếp kim tự tháp như vậy quá trẻ con rồi a à, jenny hơi chút biểu lộ sự vui vẻ tươi cười nhìn về phía đường khả hình cười nói vậy bài poker kia cô chơi như thế nào nhất định là kỹ năng đánh bài rất tuyệt rồi trang hạo nhiên nghe lời này lập tức hơi chút cười cười vươn tay Nhẹ ôm Đường Khả Hinh vào trong lòng, mới cười nói cô ấy không biết chơi bài. Ai nói? Đường Khả Hinh nhẹ đưa tay kéo tay anh đang đặt trên vai mình xuống, mỉm cười nói, kỹ thuật chơi bài của tôi rất tốt. chấm 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 ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên trầm mặc, cười như không cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Không tin, Đường Khả Hinh hơi chút quay mặt nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, biểu lộ điều gì đó gian xảo tinh nghịch, đáng yêu như vậy, ngọt ngào như vậy liền nhịn không được nở nụ cười, vươn tay nắn nhẹ cằm của cô, ôn nhu cương chiều nói, vậy sao? Muốn chơi bài với anh không? Thua, sau này em ở nhà anh. Đi, đường khả hình lại đẩy tay anh ra. Jenny lại nhìn về phía hai người bọn họ ân ái như vậy, mỉm cười nói, hai người không cần chơi như thế. Dù sao ai thắng ai thua, không phải anh ở nhà em, thì cũng là em ở nhà anh rồi. Không bằng cùng một người ngoài, đánh cược một phen. Đường khả hình ôn nhu nhìn về phía Jenny, đột nhiên cười nói, Jenny tiểu thư, muốn cùng tôi chơi bài sao? Chẳng lẽ, muốn tôi ở nhà cô? Vậy không được, Trang hạo nhiên cười cười. Jenny cũng nhịn không được cười rộ lên, nhìn về phía đường khả hình lắc đầu, nói thực xin lỗi, tôi không thích như vậy, nhưng chúng ta sẽ đánh cược cái khác. Hai mắt đường khả hình sáng lên, giống như có phần hứng thú nhìn về phía cô, nói đánh cược cái khác. Đánh cược cái gì? Tùy cô ra điều kiện, nhưng nếu cô thua, lúc tổng thống Pháp tới khách sạn Á Châu, phải để cho tổng giám đốc Trang tối đó làm bạn nhảy của tôi, thế nào?" Jenny mỉm cười nhìn về phía cô. Chấm 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 ngoặc kép. Đường Khả Hinh suy nghĩ một hồi, nhìn về phía Jenny, đột nhiên cười, nói, "Được." "Này." Chấm than ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên rất nghiêm túc nhìn cô. Đường Khả Hinh không để ý đến anh, chỉ là ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Jenny mỉm cười nói, "Vậy nếu tôi thắng?" việc liên quan đến cuộc chiến thương mại của Pháp khi tham gia vào Liên minh châu Âu, Jenny tiểu thư liền cho đất nước tôi đóng góp một phần sức lực chứ. Jenny nghe lời này, nhịn không được cười rộ lên, nói, đường tiểu thư. Cô rất tự tin, có vẻ như cảm thấy được mình nhất định sẽ thắng. Chấm 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 ngoặc kép, đường khả hình mỉm cười nhìn về phía cô. Khả hình, trang hạo nhiên lại bộc lộ vài phần khẩn trương, nhìn cô. Đến đây đi, đường khả hình cũng đã nở nụ cười, nhìn về phía Jenny chúng ta đọ sức một phen dùng để mở mang kiến thức một phen kỹ thuật đánh bạc của Jenny tiểu thư cô cùng với những thủ đoạn ngoại giao mạnh mẽ tôi tin cô trước mặt tổng thống Pháp sẽ có sức ảnh hưởng vô cùng lớn Jenny nghe xong lúc đó tay không biết từ đâu đã sáng lên một lá bài poker màu vàng nhìn về phía Đường Khả Hinh Đường Khả Hinh lại nhìn về phía cô không hề sợ hãi nở nụ cười thời gian một mảnh tĩnh lặng cửa văn phòng hai hướng mở ra bên trong tản ra một chút không khí căng thẳng. Đường Khả Hinh đề xuất chơi bài kiểu mở rộng, tạo điều kiện cho những nhân viên làm việc thường ngày, có thời gian giải trí mở mang tầm mắt, bởi vì lý do này, nhóm người phòng thư ký, nhân viên bộ phận hành chính, còn có bọn người lâm sở nhai cũng chạy tới xem náo nhiệt, vẻ mặt hưng phấn. Trang Hạo Nhiên cởi bỏ âu phục, mặc áo sơ mi màu trắng, quần tây màu vàng nhạt, vẫn như cũng ngồi một mình trên ghế sofa, hơi chút khom người, ngón tay đẹp thon dài, nhanh chóng cầm chọn bộ bài poker, chia làm 6 phần thành hình giống như kim tự tháp, rồi lại gộp lại, nặng nề đặt trên bàn trà, ngón tay lưu loát vừa trượt, toàn bộ bài poker được chia ra, cầm lấy phần đuôi của một lá bài poker, khẽ lật một phen, phong độ đem bài poker thu lại, lại vừa đem bài poker lưu loát xòe thành hình quạt, mặt hướng về phía Jenny. Jenny thấy vậy liền mỉm cười đầy hàm ý nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên hơi chút lóe ra ánh nhìn đầy mị lực, mỉm cười, lại thu bài pu khơ lại, nhanh chóng sốc bài, đôi tay đan bài poker thành hình quạt, mặt hướng đường khả hình. Đường khả hình cực kỳ ôn nhu hơi chút nhìn bài poker kia một chút. Tưởng Tuyết Nhi đứng trong đám người, ôm con gấu bảo bảo mà người hầu mới vừa đưa tới cho mình, hai mắt mở to, nhìn vào trong phòng. Ừm, đường khả hình lên tiếng trả lời, không người cầm lên một ly trà uống. Trang hạo nhiên trầm mặc liếc mắt nhìn hai người một cái, liền bắt đầu chia bài, một lá phát cho Jenny, một lá phát cho đường khả hình. Jenny đã biết lá poker kia là lá gì, mỉm cười nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình tỏ ra vài phần thoải mái mà nghiêng người về phía trước, mỉm cười cầm lấy một lá bài poker, cầm ở trong tay, nhìn mặt trên một lá ca cơ. Bên tai lập tức truyền đến giọng nói mềm mại kéo dài của tưởng Tuyết Nhi, nói của cô ấy là sáu cơ. Jenny hơi chút khom người, kiêu ngạo vươn bàn tay mềm mại ra, thâm thúy nhíu mày nhìn lá bài poker kia, nhìn thoáng lá sáu cơ kia, liền nhẹ che lại. Giọng nói của tưởng tuyết nhi lại truyền đến, lá bài poker của cô ấy đã biến thành ca chuồn. Hai mắt đường khả hình lóe ra sự gian xảo, hơi lộ ra mỉm cười nói, nghe nói kỹ thuật đánh bài của Jenny tiểu thư vô cùng xuất sắc, thuận tay có thể hóa giải được gió mưa, nhưng mà cô thấy một ván bài, thắng hay thua, cùng với kỹ thuật đánh bài, có liên quan với nhau hay không? Jenny nghe lời này, Nhịn không được lập tức cười rộ lên, nói: "Đường tiểu thư, cảm thấy rằng một ván bài thắng hay thua, cùng với kỹ thuật đánh bài không có chút liên quan, vậy thì cùng cái gì mới có liên quan?" Trang Hạo Nhiên trầm mặc ngồi ở trên ghế sofa, thật lòng cảm thấy được Đường Khả Hinh không có khả năng thắng được, có phần đau lòng cùng bất đắc dĩ nhìn cô. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn về phía Jenny, nhẹ nhàng nói: "Mọi việc trong đời người, muốn thắng cần phải có cả cố gắng cùng chút vận khí." Cô có kỹ thuật đánh bài, tôi có vận khí, thế nào? Jenny nghe lời này, chính mình cũng nhịn không được ngẩng đầu, thật sự là không thừa nhận, cười rộ lên nói, đường tiểu thư. Cứ coi như cô có vận khí, trọng lượng của vận khí cũng phải ước tính cho phù hợp nữa đấy. chương 788, lá bài thần bí. Đường khả hình nghe những lời này, kìm lòng không được ôn nhu cười rộ lên, nói, Jenny tiểu thư cảm thấy. May mắn là có thể dùng cân lượng đến tính toán sao. Ít nhất vào thời khắc này, so với cô tôi có thể nắm giữ được trong tay một lá bài này. Jenny đôi con ngươi lóe ra tia sáng, nhìn về phía đường khả hình, tay vừa lật, một con át bích đã hiện ra ở trên bàn trà. Đường khả hình liếc mắt nhìn, con át bích kia cũng nghiêng người về phía trước, mỉm cười mở ra trước mặt mình một con át cơ, mềm giọng nói chúc mừng cô, ván thứ nhất cô thắng. Cô sao lại không chơi đùa với những lá bài này vậy? Jenny nhìn về phía đường khả hình, nhẹ nhíu mày, cười rộ lên nói, ván đánh cuộc trên, không tính là ván thứ nhất, đây bất quá cũng chỉ là một lá bài poker, cô còn có cơ hội. Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi, đường khả hình mỉm cười. Trang hạo nhiên tay cầm bài poker, khó tránh khỏi có chút khẩn trương trái phải nhìn hai người. Đám người lâm sở nhai, tô lạc hoành, tào anh kiệt thật khẩn trương nhìn về phía ván bài bên trong phòng làm việc, cũng hết sức kinh ngạc nói, kỳ quái. Nhìn bộ dáng tiểu đường hình như đã liệu trước được là như thế, nhưng cô ấy thật không biết, jenny tiểu thư quả thực có tài chơi bài sao vẻ mặt tào anh kiệt cũng rất khẩn trương nói nói đúng a à. cô ấy không phải vì ăn giấm chua mà hồ đồ đi đây căn bản là sẽ không có cơ hội để thắng a tôi thực sự rất muốn biết cô vì sao lại có thể dự tính trước được như thế jenny hơi nghi hoặc nhíu mày nhìn về phía đường khả hình mỉm cười nói giống như nhất định là vậy thế nào jenny tiểu thư cô có chút khẩn trương đường khả hinh nhìn về phía cô ta nhịn không được cười rộ lên tôi jenny nói ra cái chữ này cũng cảm thấy có chút buồn cười nếu không chúng ta lại chơi lớn một chút đường khả hinh mỉm cười nhìn về phía jenny nhẹ nhíu mày mềm giọng nói đánh cuộc như thế nào gọi là lớn một chút jenny nhìn về phía đường khả hinh hỏi nếu như tôi thắng cô ngoại trừ giúp chúng tôi buôn bán bên ngoài tương lai bất luận lúc nào cũng đều cách tổng giám đốc Trang của chúng ta ba thước. Đường khả hình dường như đang chơi đùa nói. Trang hạo nhiên ngẩn người ra. Ha 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 ha. Jenny thật sự là nhìn không được cười rộ lên. Không có cách nào nhìn về phía đường khả hình. Lắc lắc đầu nói. Đường tiểu thư A. Cô thật sự là một bình giấm chua. Đây không phải là ghen. Đây là vấn đề nguyên tắc. Đường khả hình hơi ngẩng mặt. Mỉm cười nhìn cô nói. Jenny hơi nâng mí mắt. Nhìn về phía cô lộ ra tươi cười nói, ok. Tôi cùng cô chơi đùa một phen, tôi cảm thấy càng lúc càng thú vị rồi, cô phải cố lên đấy. Cô cũng vậy, đường khả hình nhanh chóng nói, chia bài. Trang hạo nhiên trầm tư một hồi, sau đó ngón tay sống động, phân một bài poker, đưa đến trước mặt Jenny, lại phân một bài poker, đưa đến trước mặt đường khả hình, có chút khẩn trương nhìn cô một cái. Đường khả hình trong lòng có dự định trước nhìn về phía Jenny, hai tròng mắt lóe ra những tia sáng cuồng nhiệt. Jenny im lặng không lên tiếng, nghiêng người về phía trước, vươn tay hơi đụng vào lá bài poker kia, nhấc lên một góc, liếc mắt nhìn lá bài kia, là 8 x cô lặng yên đè xuống, sau đó lại lật tiếp một lá bài khác, là rô. Đường khả hình trầm mặc nghiêng người về phía trước, ngón tay nhẹ áp ở trên lá bài poker, lật lên, nhìn trên mặt bài, nhìn chằm chằm vào con số trên lá bài, hai mắt của cô chợt lóe, nghiêng tai lắng nghe, đã chuyển đến âm thanh tưởng tuyết nhi nói, Jenny có một lá 8 bích một át so. Cô nghe xong, ngồi im ở vị trí, không lên tiếng cười. Trang hạo nhiên lại trầm mặc nhìn hai người liếc mắt một cái, lại chia một lá bài poker cho Jenny. Sau đó sẽ chia một lá bài poker cho đường khả hinh. Jenny nhẹ nâng mí mắt, nhìn về phía đường khả hinh như đã tính trước mọi việc, không khỏi mỉm cười, lại vươn tay nhẹ nhẹ lật lá bài thứ ba, ca rô, hai tròng mắt lóe ra tia sáng, mỉm cười, im lặng không tiếng động, bày ra ca rô, ngẩng đầu nhìn đường khả hinh nói đường tiểu thư tôi hôm nay bất kể là kỹ thuật chơi bài hay là may mắn cũng không khác nhau a à. a à, đường khả hinh ngẩng đầu nhìn cô một cái lại mỉm cười trầm mặc nghiêng người về phía trước hơi nhấc một góc lá bài poker lên nhìn phía trên là ca tép cô ha một tiếng đè lại lá bài thần bí kia mở ra ca tép cười rộ lên nói hình như may mắn của tôi cũng không kém a à. không biết kỹ thuật thế nào hẳn là không được tốt lắm Jenny mỉm cười nhìn cô nói. Đường khả hình chỉ là mỉm cười, nhún nhún vai. Trang hạo nhiên nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, lại tiếp tục phát bài. Jenny tiểu thư, nếu không chúng ta lại chơi lớn hơn một chút. Đường khả hình nói cho xong, mỉm cười mà hai tròng mắt rảo hoạt, sắc bén nhìn về phía Jenny. Jenny lại nhịn không được cười nhìn về phía đường khả hình, nói cô còn muốn chơi lớn hơn nữa. Nếu như cô thật muốn chơi lớn hơn nữa, tôi sẽ phải thêm tiền đặt cược. Tùy cô, đường khả hình nhẹ nói. Được, cô muốn đánh cuộc như thế nào? Jenny mỉm cười nhìn về phía đường khả hình, hỏi. Đường khả hình hơi ngừng mặt, nhìn về phía Jenny, mỉm cười nói, tôi vừa nói rồi, nếu như tôi thắng, cách tổng giám đốc trang của chúng ta ba thước. Hiện tại, năm thước. Phốc. Jenny nhịn không được cười rộ lên, nhìn về phía đường khả hình, nói cứ như vậy thôi. Cứ như vậy đi chấm than ngoặc kép, đường khả hình sắc mặt hơi ngưng lại, nhìn về phía cô. Được, chấm than ngoặc kép, Jenny mỉm cười lên tiếng trả lời, hai mắt cũng lóe ra một tia lợi hại nói, nếu như tôi thắng, như vậy cô. Và tổng giám đốc trang phải tách ra một tháng, thế nào? Có thể, đường khả hình nhanh chóng nói. Này, trang hạo nhiên lại khẩn trương nhắc nhở cô. Tôi không có tên sao? Đường khả hình đột nhiên quay mặt sang, mỉm cười nhìn trang hạo nhiên nói. Trang Hạo Nhiên có chút khẩn trương không nói gì nhìn về phía cô. Chia bài, Đường Khả Hinh không để ý đến anh, mỉm cười nâng lên chén trà xanh, nhàn nhã uống một ngụm, im lặng chờ đợi. Jenny trầm mặc nhìn cô thật lâu. Trang Hạo Nhiên nặng nề thở một cái, lại chia một lá bài poker đến trong tay Jenny, cũng chia một lá bài poker đến trong tay Khả Hinh, liếc nhìn cô một cái, có chút tức giận. Đường Khả Hinh mặt không đổi sắc nghiêng người về phía trước, ở trước mắt bao người, vươn tay cắn răng nhấc lên một góc lá bài, nhìn mặt trên là át cơ, cô đột nhiên nhịn cười không được, nhẹ lật át cơ, nhìn về phía Jenny mỉm cười nói, làm sao bây giờ? May mắn của tôi thực sự không kém. Jenny hơi nâng mí mắt, nhìn bài poker của cô trên bàn, ca cơ, ca tép, át cơ, úp một lá bài tẩy, trước bàn của mình là ca bích, ca rô, át rô, một lá bài chưa lật, cô lại bình tĩnh vươn tay, hơi khẩn trương nhấc lên một góc lá bài poker, thấy là át tép, Cô nhìn không được ngẩng mặt cười rộ lên, chậm rãi mở át tép ra, ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười nói, "Làm sao bây giờ? May mắn và kỹ thuật chơi bài của tôi cũng không khác nhau ha. À? Vậy chúng ta lại chơi lớn hơn chút nữa." Đường Khả Hinh ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Jenny nói, "Nếu như tôi thắng, cô lại cách tổng giám đốc Trang của chúng ta 10 thước." "Xôn xao, toàn bộ phòng làm việc một trận ổ lên." mấy người lâm sở nhai khiếp sợ đến độ muốn cởi nút áo vất vào túi quần, đang suy nghĩ đường khả hình làm sao lại có thể đưa ra loại này yêu cầu. Trang hạo nhiên cũng rất kinh ngạc nhìn về phía đường khả hình, tâm như con nai nhảy loạn. Đường tiểu thư, cô có vẻ hơi cuồng vọng rồi. Jenny nhìn về phía đường khả hình, rốt cuộc có chút không nén được cười hỏi. Nếu như tôi thua, tùy cô xử lý, đường khả hình hai mắt chợt lẽ, nhìn về phía Jenny, mọi thứ như nằm trong lòng bàn tay nói. Được, nếu như cô thua, tùy tôi xử lý. Jenny rốt cuộc bị kích thích, ngẩng mặt nhìn về phía cô, nói. Được, đường khả hình mỉm cười lên tiếng trả lời. Chia bài, chấm than ngoặc kép, Jenny nhìn đường khả hình chầm chập, phân phó. Trang hạo nhiên có chút khẩn trương nhìn về phía hai người bọn họ, nặng nề thở một hơi, mới vì Jenny phát lá bài cuối cùng, lại vì đường khả hình phát lá bài cuối cùng. Mọi người đều thật khẩn trương nhìn. Jenny nhìn đường khả Hinh liếc mắt một cái, mới hơi nghiêng người về phía trước, nhấc lên một góc lá bài poker cuối cùng, nhìn con số bên trên, di cô hơi nâng mí mắt, nhìn về phía trước mặt đường khả Hinh là ca cơ, ca tép, át cơ, một lá bài tẩy, nhìn trước mặt cô, cũng không có khả năng có át bích đi, bởi vì cô biết át bích là lá thứ hai đếm ngược lại, át -so hiện ở trong tay của mình, không sợ cô có lá bài khác chưa lật, cô liền hơi ngưng mặt, tự tin nhấc lên di mỉm cười nhìn đường khả Hinh nói. Đường tiểu thư, xin mời. Đường khả hình tập trung suy nghĩ nhìn về phía Jenny, mỉm cười nói, buổi trưa hôm nay, có một thần tiên tựa như em gái, nói cho tôi biết, ngày mai vé số trúng thưởng sẽ là các con số 23, 28, 12, 14, 35, 36, 9. Cô nói, tôi có nên tin lời cô ấy nói không? Có khi nào may mắn, đạt được 300.000 tiền thưởng không? Jenny nhìn không được mỉm cười nhìn cô nói, dự đoán, không hẳn là có khả năng, bởi vì may mắn như vậy, thường thường sẽ mang theo rất nhiều vận đen. Tôi khuyên cô vẫn nên tập trung làm cho đến nơi đến chốn. Tỷ như buôn bán ở Trung Pháp, quốc gia của tôi so với bất cứ một quốc gia nào khác, luôn có quyền làm chủ về rượu đỏ. Đường khả hình nhanh chóng đẩy ra lá bài poker, bốn bích. Phốc, Jenny nhìn về phía là bốn bích kia, nhịn không được cúi đầu cười rộ lên nói, đường tiểu thư bốn bích của cô, là có thể thắng tôi sao? đường khả hình chỉ là mỉm cười nhìn về phía cô. Trang hạo nhiên khẩn trương nhìn về phía đường khả hình. Jenny không có do dự, trực tiếp cầm lên một con át của chính mình dựa vào kỹ thuật chơi bài chuyển qua đây. Mặc kệ lúc nào, cô nói cũng đúng. Phải làm cho đến nơi đến chốn. Chúng ta không chỉ cần mở cửa, hỗ trợ lẫn nhau. Khả hình không nói hai lời, trước Jenny một bước, cầm lên lá bài thần bí kia, ném ở trên bàn trà. Một con át dồ thình lình xuất hiện ở trên mặt bàn. Jenny trong nháy mắt biến sắc, nhanh tay chụp được át kia, không dám mở. Mọi người nghiêng người nhìn, ca cơ, ca tép, át Ad cơ, át bốn bích. Mọi người lại khẩn trương nhìn về phía lá bài poker trước mặt Jenny, ca bích, ca rô, át tép, bích, chỉ khi trong tay cô có một lá át tép mới có thể thắng. Trang hạo nhiên cũng khẩn trương nhìn về phía hai người bọn họ. Jenny tay đè lại, Adso không dám mở ra, chỉ là hai mắt trừng trừng, là khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng được nhìn về phía đường khả hinh, cô ấy làm sao biết trong tay mình còn lá bài nào chưa lật. Cô cư nhiên đẩy chính mình vào kết cục này. Đường khả hinh lại hơi ngẩng mặt, nhìn về phía Jenny mỉm cười, vươn hai tay, bày ra một khoảng cách, thật ôn nhu khờ dại nói, mười thước. Chấm than ngoặc kép, chương 789, sinh vật đơn bào. Jenny và đường khả hinh hai người cùng đứng lên, mỉm cười nhìn đối phương. Đường tiểu thư, Jenny kích động mang theo một chút tán thưởng nhìn về phía đường khả hình, mỉm cười nói, thực ra đời người có rất nhiều tiêu chuẩn, không phải ba thước, không phải năm thước, lại càng không phải mười thước, mà là trong lòng mình đối với tình yêu, đòi hỏi nguyên tắc và khoảng cách. Cảm ơn cô hôm nay đã cùng chơi với tôi chiêu thức ấy. Những nghị lực, khí phách, nguyên tắc của cô được biểu hiện qua trò chơi này. Đối mặt với một người nặng về nguyên tắc như vậy, ai mà không muốn chân thành hợp tác cùng cô ai không yên lòng cùng cô hợp tác chứ? Đường Khả Hinh mỉm cười ngẩng đầu, nhìn về phía Jenny. Jenny lại chân thành cùng cô cười rộ lên, vươn tay, nói cô yên tâm, sự việc liên quan đến thuế quan với Liên minh châu Âu, tôi nghĩ tôi sẽ nỗ lực làm việc. Mong đợi trong tương lai, sự nghiệp rượu đỏ của đất nước tôi có thể có nhiều cơ hội hơn, cùng hợp tác với tập đoàn của cô. Cảm ơn cô, đường khả hình thật lòng cảm kích nhìn về phía Jenny, cũng đưa tay ra, cùng cô bắt tay đừng khách sáo, có thể cùng cô gặp gỡ, chính là vinh hạnh của tôi. Rất mong trong tương lai, có thể nhìn thấy những biểu hiện đặc sắc hơn của cô. Jenny nói xong, lại bỗng cảm thấy yêu mến cái người đã đối đầu với mình trước đó, đang bộc lộ dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã, cô lại chân thành nhìn đường khả hình, mỉm cười nói, đúng rồi. Cô đã đến Pháp chưa? Chưa, đường khả hình mỉm cười nói. Có cơ hội, cô nên đến Pháp một chuyến, tôi nhất định sẽ mang cô đến gặp mặt Tổng thống Pháp của chúng tôi, cùng cô đi dạo Paris dưới mưa, còn có cánh đồng hoa oải hương ở Provence, thực sự là một đất nước xinh đẹp và mộng ảo. Jenny thật lòng nói, được, có cơ hội nhất định sẽ đi, cảm ơn lời mời của cô. Đường khả hình cũng chứa đầy cảm kích nhìn cô, cười nói. Jenny nói xong, lại xoay người nhìn Trang Hạo Nhiên bên cạnh, cô lập tức vô thức mỉm cười, dựa theo kết quả đánh cược đã định, vừa thâm tình nhìn anh, nhẹ nâng giày cao gót, lui về phía sau, để cho hai bên cách xa nhau. Trang Hạo Nhiên cũng đứng tại chỗ, thật sâu nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng mỉm cười nhìn về phía cô. Đôi mắt Jenny thâm tình nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, bộc lộ vô vàn những dịu dàng, cùng thiên ngôn vạn ngữ, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện mỉm cười, ở trước mắt bao người, từng bước một lui về phía sau, cho đến lùi đến cạnh thang máy, vẫn chưa đủ khoảng cách, cô liền trong nháy mắt xoay người, lại nhớ đến lúc ban đầu vừa nhìn thấy Trang Hạo Nhiên anh phong độ mị lực mê người cùng với khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ lại một lần nữa cảm giác việc buông tay như vậy thực không dễ dàng cửa thang máy trong nháy mắt mở ra mặt cô bộc lộ vài phần mất mát nhưng vẫn cất bước đi vào lúc xoay người cửa thang máy nhẹ đóng cửa trong nháy mắt nhìn thấy trang hạo nhiên đứng ở phòng làm việc hai mắt cô theo bản năng đột nhiên lưu truyền mỉm cười nói tổng giám đốc trang cảm ơn anh đêm hôm đó tôi thực sự rất vui vẻ trang hạo nhiên đột nhiên biến sắc thật khẩn trương nhìn về phía đường khả hinh. Đường khả hinh lại vẻ mặt thâm trầm nhìn Trang Hạo Nhiên, tay siết thành nắm đấm. À, Trang Hạo Nhiên tức khắc quay đầu, nhìn nhân viên xung quanh, hệt như con chuột đều cui đi cả rồi, mấy người lâm sở nhai cũng cấp tốc bỏ đi, tiêu đồng cũng lập tức xoay người, anh bước qua, nhìn về phía đường khả hinh vừa muốn giải thích. Em nghe anh nói, tôi nghe cô ấy nói rất rõ ràng rồi, hai người vào buổi tối hôm đó, rất vui vẻ, chấm than ngoặc kép mặt đường khả hình đỏ lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên tức giận nói. Không có, cô ấy đùa em thôi, nghe không hiểu sao. Trang Hạo Nhiên liếc mắt nhìn những nhân viên trước mặt, lập tức muốn vươn tay, kéo đường khả hình. Đường khả hình lại phẫn hận đạp thật mạnh lên giày da của Trang Hạo Nhiên, giận dữ bỏ đi. Này, tin anh đi, Trang Hạo Nhiên vội vàng đuổi theo, cũng không băn khoăn nhiều như vậy, tức khắc nắm lấy cổ tay cô, nhẹ tay ôm lấy hông cô, nói, em không lấy tài liệu sao? Anh không ký tên, em có thể quay về được sao? Chị đây hiện tại không muốn anh ký tên, dù sao tôi tìm tổng giám đốc tưởng ký cũng được mà. Đường khả hình thức khắc muốn giấy ruộng thoát khỏi tay anh. Trang hạo nhiên vừa nghe đến cái tên tưởng thiên lỗi này, sắc mặt anh đột nhiên biến đổi, lập tức kéo cô vào trong phòng làm việc, nói đây là chuyện riêng tư của hai chúng ta, không liên quan gì đến người khác. Cửa, Phịch một tiếng đóng lại. Tất cả đồng nghiệp bộ phận hành chính, còn có vài người trong phòng thư ký, đều kìm lòng không được ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa phòng làm việc đã đóng chặt kia, đều suy đoán quan hệ của bọn họ, mười phần là quan hệ yêu đương rồi. Được rồi, mau làm việc đi, chấm than ngoặc kép, Tiêu Đồng lập tức đi ra, nhắc nhở bọn họ nói, nếu không làm việc, trừ tiền lương đấy. Mọi người vội vã không lên tiếng, trở lại chỗ ngồi của mình làm việc. Bên trong phòng làm việc anh buông tôi ra em nghe anh nói đã đường khả hinh vừa muốn tránh thoát cái ôm của trang hạo nhiên tức giận đi ra ngoài trang hạo nhiên trong nháy mắt từ phía sau lưng kéo lấy bên hông đường khả hinh đem nàng ôm chặt vào trong ngực mới khẩn trương nói ôi trời em không nên tức giận anh và cô ấy thực sự không có gì anh thề ai tin anh buông tôi ra đường khả hinh lại muốn tránh thoát cái ôm của trang hạo nhiên trang hạo nhiên lại dùng sức lực đàn ông ôm chặt cơ thể đường khả hinh, ôn nhu mỉm cười cúi đầu, nhẹ cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, mới xúc động nói thân ái, thì ra kỹ thuật đánh bài của em cũng không tồi. Chỉ là anh muốn biết, làm sao em biết được lá bài poker trên tay cô ấy, là át xô vậy. Đường khả hình thức khác dừng động tác, không lên tiếng. Trang hạo nhiên hơi nghiêng mặt, nhìn cô một cái, liền cười cười trong nháy mắt ôm ngang lấy cô. Anh làm gì vậy, đường khả hinh lại nổi giận muốn vươn tay, đấm mạnh lên vai của anh. Trang hạo nhiên cười không lên tiếng, ôm cô ngồi trên sofa, sau đó cầm bộ bài poker trên bàn trả lên, trong nháy mắt xòe ra hình quạt, trực tiếp cho cô nhìn. Đường Khả Hinh liếc mắt nhìn bộ bài poker kia một cái, lại nhìn anh, cười nói: sao vậy? Anh muốn cùng tôi đánh cược một lần sao? Không biết xấu hổ, người bình thường tôi không muốn cùng đánh cược. Trang hạo nhiên trao mày, đôi mắt mị lực tỏa ra ánh nhìn chói lọi, nhìn về phía cô mỉm cười lại giơ lá bài poker trong tay lên, nói em cùng anh đánh cược một lần. Nếu như em thắng, anh tùy em xử trí. Đường khả Hinh ngồi trên đùi anh, quay mặt sang, hơi hợt nhìn anh lộ vẻ khinh bỉ cười, nói, dựa vào cái gì? Tôi là thần bài, anh muốn tôi và anh đánh cược, thì tôi và anh liền đánh cược sao? Tôi cao quý rộng lượng xinh đẹp động lòng người như vậy. Chỉ bằng em vừa rồi lấy anh ra đặt cược, Trang hạo nhiên nhắc tới chuyện này, có chút không vui nhìn cô nói, em sao có thể lấy chuyện tình cảm giữa em và anh ra mà chơi đùa được chứ? Nếu em thua, thật tính toán sau này không gặp anh nữa sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm, đường khả hình trầm mặc một hồi, mới hơi cúi đầu, làm bộ không quan tâm nói, không gặp thì không gặp. Chúng ta cũng không có quan hệ gì. Cô nói xong, lại muốn thoát khỏi vòng tay anh. Trang hạo nhiên trong nháy mắt bá đạo ôm chặt thân thể mềm mại của cô, nhìn về phía cô, sắc mặt hơi cương quyết nói, không có quan hệ gì. Liền cùng anh cược một phen, vừa rồi em lấy anh ra đặt cược, anh thực sự không vui. Hừ, nhưng tôi lại không thua, đường khả hình lại muốn đứng dậy. Trang hạo nhiên lại vù một tiếng, ở trước mặt cô, rút ra một lá bài poker, đưa mặt trái về phía cô, cười như không cười nói, lá bài này sẽ là lá gì đây? Em đoán chúng, anh thả em ra. Đường khả hình liếc nhìn lá bài poker kia một cái, lại chớp mắt, không để ý đến anh. Nói không được phải không? Vậy anh phạt em, Trang Hạo Nhiên nói xong, cũng đã nhanh chóng cúi xuống, muốn hôn cô gái vừa rồi liều mạng gây áp lực cho tình cảm mình. Không muốn, chấm than ngoặc kép, đường khả hình đẩy anh ra, mặt đỏ bừng quát to một tiếng, ca rô. Trang Hạo Nhiên dừng động tác, đôi mắt lóe lên, bộc lộ vài phần ôn nhu tươi cười, mở ra bài ra, rõ ràng là một át chuồn, trong lòng anh bỗng nhiên cảm xúc trào dâng nhìn về phía cô, nói em vốn dĩ không có kỹ thuật đánh bài, cũng không nhìn thấu bài được. Ai giúp em, Tuyết Nhi sao, vừa rồi ở ngoài cửa, anh nhìn thấy nó. Đường khả hình mặt ửng đỏ, cúi đầu, không lên tiếng. Trang hạo nhiên mang theo vài phần kích động nhìn cô, cười rộ lên nói, thật có thể ghen đến mức như vậy, cùng Tuyết Nhi phối hợp lại, để thắng cô ấy sao. Tôi không có, đường khả hình nhìn anh, mặt lại đỏ bừng, nhanh chóng phản bác. Trang hạo nhiên lại ôn nhu cười, Cúi xuống, nhẹ chạm vào trán cô, mới cưng chiều nói, bảo bối của anh, thật đáng yêu. Anh nói xong, đã cúi xuống, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, mút cánh môi cô, lại dịu dàng yêu thương nói, cảm ơn em đã mất trí nhớ, trước đây em đối với anh chưa bao giờ để ý đến như vậy. Đường Khả Hinh trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, lại vừa ngượng ngùng vừa tức giận đẩy anh ra, nói, buông em ra. Ưm, um, đừng cưỡng tuyệt anh, sáng sớm hôm qua, để cho em một mình tỉnh lại anh thực sự xin lỗi sau này mỗi ngày anh đều ôm em ngủ mỗi ngày đều thức dậy trước em trang hạo nhiên trong nháy mắt đem đường khả hinh áp trên sofa nồng nhiệt hôn môi cô nhanh chóng thoát ra đầu lưỡi nóng bỏng triền miên trêu đùa đầu lưỡi của cô hai tay rất nhanh đã lướt đến hông cô thậm chí còn vuốt ve cái mông tròn trịa của cô xoa nắn thật mạnh Ưm, ừ, chấm than ngoặc kép đường khả hinh đón nhận nụ hôn của anh mặt tức khắc đỏ bừng đôi chân thon dài tiêu hồn nhanh chóng cuốn lại muốn dẫy ruộ lại không hiểu sao bỗng cảm giác có một dòng nước ấm từ trong bụng bỗng tràn đến. Trang hạo nhiên vừa cuồng nhiệt hôn môi cô, vừa nặng nề thở dốc, nhớ tới cô vừa rồi hấp dẫn lạ thường, tay đã nhanh chóng lướt lên trước cổ áo đồng phục của cô, lần lượt gỡ từng nút áo ra. Đừng như vậy, tim đường khả hình đập loạn, tức khắc ngồi dậy, muốn chạy trốn. Trang hạo nhiên lại nhanh chóng từ phía sau ôm lấy cô, ép buộc cơ thể mềm mại của cô, ngồi trên đùi mình, vừa cuồng nhiệt hôn của cô, giái tai cô, vừa vươn hai tay thò vào trong đồng phục cô, xuyên qua chiếc áo sơ mi mỏng manh, xoa nhẹ bộ ngực đầy đặn của cô, làm cho bộ ngực mê người của cô, từng trận căng ra, hết sức mê người. Mặt đường khả hình bỗng chốc đỏ bừng, cảm giác nụ hôn nóng bỏng của anh, lúc rơi vào bên tay mình, mang theo một chút hơi nóng, xông vào bên tay mình, kích thích một chút nhồn nhột say lòng người, hai mắt cô lập tức mất trật tự. Trang hạo nhiên vừa nghiêng mặt hôn bên tai cô, vừa ngước mắt, liếc nhìn sự mê hoặc của cô, tình cảm trong lòng lại mạnh mẽ trào dâng, không chút do so dự, nhanh chóng hé đôi môi mỏng, hôn lên dái tai đáng yêu của cô, hai tay đã nhanh chóng cởi nút áo thứ nhất của áo sơ mi. Đường khả hình dường như không tiếp nhận được kích tình lớn như vậy, lúc vừa muốn thở gấp ra, trong nháy mắt lại cảm thấy buồn nôn, cô lập tức lấy tay che miệng, mặt bộc lộ vẻ khó chịu, cấp tốc quỳ trên mặt đất, ôm thùng rác kia, liều mạng nôn mửa. Trang hạo nhiên vừa mới bị kích thích trêu chọc, khiến cho cảm xúc dâng trào, lại nhìn người này quỳ trên mặt đất nôn mửa, anh khẩn trương ngồi xổm xuống, khó hiểu hỏi thân ái, em làm sao vậy? Đường khả hình từng đợt buồn nôn, vẫn không trả lời vấn đề, tiếp tục nôn mửa đầu chôn vào trong thùng rác, liều mạng phun ra. Này, Trang hạo nhiên lại nóng mắt nhìn thấy bộ dạng vất vả của cô, tức khắc nhớ ra cái gì đó, mở to mắt, nói em. Em, em hẳn không phải là, thực sự, thực sự. Đường khả hình nhất thời tức giận ngừng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên kêu to cái sinh vật đơn bảo đáng chết này có phải là suy nghĩ nhiều quá rồi không lúc này mới qua chưa bao lâu tôi sao có thể có con của anh được Trang Hạo Nhiên chỉ nghe được năm chữ chính là có con của anh được anh đột nhiên kích động muốn cười cút chấm than ngoặc kép Đường Khả Hinh nhìn vẻ mặt này của anh mặt lập tức đỏ bừng đẩy anh ra chạy ra ngoài Trang Hạo Nhiên nghiêng cả người dựa vào sofa mở to hai mắt nghĩ đến chuyện này, muốn cười lại không dám cười. Do dự suy tính thật lâu, mới suy nghĩ, không thể nào. Vậy sau này, mình cùng cô ấy bên nhau, lúc chuyện kia, không phải là nên dịu dàng một chút sao? Người đàn ông này, dường như đang tự mình lừa mình, nói xong câu đó, hai tay nện mạnh một quyền trên sofa, chán đập trên sofa, hệt như trẻ con, ngẩng mặt nở nụ cười vui vẻ đầy kích động. chương 790, khi nào? Đường khả Hinh nhanh chóng chạy ra ngoài tòa nhà hoàn á, cô chống tay vào một thân cây, lại một trận buồn nôn kéo đến. Cô thở hổn hển ngừng đầu, hai mắt mông lung nhìn về phía trước, ánh mặt trời nóng hừng hực, chiếu lên những tán cây xoài, những quả xoài xanh biếc ỉu xìu, hai mắt của cô lóe ra, kinh hãi vươn tay áp vào bụng mình, hồn siêu phách lạc nói, không thể nào. Sao có thể, lúc này mới qua bao lâu? Một luồng ánh sang mặt trời rực rỡ, chiết xạ xuống. Đường khả hình cảm giác cơ thể vừa nóng vừa đổ mồ hôi, cô nặng nề thở ra, dùng tay quạt lên mặt, khẩn trương gấp gáp nói, sẽ không. Không có khả năng, sao mình có thể mang thai, nếu như mình mang thai, mình làm sao tham gia thi đấu. Sẽ không, sẽ không, sẽ không. Sẽ không. Cô bước nhanh vào khách sạn Á Châu, vươn tay đạp vào đầu của mình, thầm trách bản thân, vì sao cùng trang hạo nhiên trải qua một đêm như vậy, lại không áp dụng biện pháp tránh thai bước chân nhanh chóng dừng lại. Đường khả hình lập tức vươn tay chỉ, mắt mở to, tính toán thời gian, liền muốn uống thuốc tránh thai, không phải là sau 72 tiếng đồng hồ vẫn còn có tác dụng. Cô không ngừng nhầm tính, rốt cuộc tính ra tới hôm nay, đã là ngày thứ ba, mặt của cô nhân lại, không ngừng đụng đầu vào bức tường ngoài đại sảnh, dọa chết người. Một chiếc xe Land Rover màu đen, chậm chạp dừng trước cửa khách sạn. Tô Thủy Kỳ mặc một quần áo theo phong cách nước Anh, Áo sơ mi cổ đứng màu xanh nhạt, quần thường màu đen, đón lấy làn gió biển mạnh mẽ, mỉm cười bước xuống xe, đi về phía trước, đem chìa khóa cầm trong tay đưa cho nhân viên tiếp tân. Nhân viên tiếp tân nhanh nhẹn mỉm cười tiếp nhận chìa khóa, sau đó hướng tới người của anh, kính trọng khom người chào. Hôm nay tâm trạng Tô Thủy Kỳ dường như rất vui, hai tay bỏ vào túi quần, mỉm cười đi về phía trước, muốn trực tiếp đến hoàn á, báo cho Khả Hinh một tin vui. Bang 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 một tiếng nức nở quen thuộc vang lên. Tô Thủy Kỳ dừng bước, hơi nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Đường Khả Hinh vẫn còn đứng trước bức tường ở đại sảnh khách sạn, không ngừng cụng đầu vào tường. Tô Thủy Kỳ nghi ngờ nhìn về phía Đường Khả Hinh, đứng ở đó dường như rất kích động, anh liền bỏ hai tay ra khỏi túi quần, lập tức lo lắng gọi, "Khả Hinh." Đường Khả Hinh khẩn trương ngẩng đầu ra khỏi tường, nghe thấy có người gọi mình, cô lập tức xoay người, ngẩng đầu nhìn thấy Tô Thủy Kỳ trong lòng cô chợt ấm áp, cười rộ lên gọi Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ nhìn cô bé này lập tức tỏ ra như không có việc gì, vẻ mặt ngọt ngào tươi cười, anh cũng yên tâm nhìn về phía cô, ôn nhu cười. Đường Khả Hinh lập tức hưng phấn kích động đi qua, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ cười rộ lên nói, hôm nay thế nào anh lại có thời gian đến đây? Anh không phải đã xuất ngoại sao? Tô Thủy Kỳ nhìn thật sâu vào đường Khả Hinh, mới vươn tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dùng ngón tay cảm thụ sự ấm áp của cô, mới mỉm cười gật đầu, đáp đúng. Đi hơn một tháng, mới vừa trở về, liền nghĩ đến em. Đường khả hình nghe những lời này, trong lòng lại cảm thấy ấm áp, nhìn về phía anh cười rộ lên nói em sống rất tốt. Tô Thủy Kỳ hơi nhíu mày, nhìn cô bé trước mặt này trước đây là một cô bé ngây thơ đơn thuần, nhớ tới anh đã quen biết cô từ lúc cô còn bị hủy dung, khi đó cô u buồn, sầu cảm, tự ti, đối với tương lai không đòi hỏi nhiều, luôn luôn mặc quần áo thể thao, đầu đội mũ, bước đi luôn cúi thấp đầu. Anh nhìn cô thật lâu. Đường khả Hinh nhìn thấy thái độ Tô Thủy Kỳ như vậy, liền bướng bỉnh nghiêng mặt, nhìn về phía anh, đôi mắt tinh xảo mở to, cười rộ lên hỏi anh làm sao vậy? Có phải thấy em thật xinh đẹp? Tô Thủy Kỳ nhịn không được cười lớn, cất bước tiến lên, vươn hai tay nói, ôm nào, trong khoảng thời gian anh xuất ngoại, nhớ em muốn chết. Anh vừa nói xong, cũng đã ôn nhu ôm khả Hinh vào lòng. Đường khả hình dựa trong ngực của anh, cũng cười. Sau vườn hoa của khách sạn, vẻ mặt trang hạo nhiên không hiểu sao vô cùng phấn khởi đi ra khỏi hoàn á, chuẩn bị đuổi theo khả hình, nhanh chóng đi về phía trước, cảm giác hạnh phúc như sắp được làm ba, nhìn thế giới này, đều tràn ngập yêu thương. Muốn nhanh chóng tìm được khả hình, hỏi rõ ràng chuyện cô mang thai, vừa dảo bước tiến đến đại sảnh khách sạn, đôi mắt lập tức nóng lên, nhìn thấy Tô Thủy Kỳ đang đứng ôm khả hình, hắn lập tức dừng bước lại, khẩn trương nhìn về phía bọn họ gọi dựa vào tô thủy kỳ chậm rãi ôn nhu buông đường khả hình ra trước mặt mình mỉm cười cúi xuống nói với cô anh còn chưa có ăn cơm chưa em mời anh một bữa đi được em mời anh chấm than ngoặc kép đường khả hình nhìn về phía anh nhịn không được cười rộ lên tô thủy kỳ nhìn cô cũng cười thật vui vẻ vươn tay nhẹ ôm lấy hông của cô hai người cứ như vậy hòa hợp đi về phía trước trang hạo nhiên đứng một bên Nhìn về phía hai người bọn họ thân mật như vậy, trong lòng nảy lên, thế nào anh lại quên, còn tồn tại một người như thế. Lão đại, anh đang làm gì vậy? Mấy người Lâm Sở Nhai nhân lúc buổi trưa muốn đi ăn cơm, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mặc sơ mi, quần tây, đứng ngốc một bên, liền kỳ quái hỏi có chuyện gì vậy. Trang Hạo Nhiên không muốn nói chuyện, chậm rãi xoay người, lặng lẽ trở về. Mấy người Lâm Sở Nhai há hốc mồm nhìn anh. Phòng làm việc của Hoàn Á Trang Hạo Nhiên nhanh chóng ngồi lên trên chiếc ghế ra, hai mắt rất nhanh nhìn về phía trước, nhớ tới vừa rồi Tô Thủy Kỳ và Khả Hinh ôm nhau vô cùng thân mật, trong lòng chợt căng thẳng, nặng nề thở ra một hơi. Mấy người Lâm Sở Nhai ngồi ở trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn về phía anh cười nói, kỳ thực anh lo lắng cũng là bình thường. Tôi đã từng nói, Tô thiếu gia đó chính là con cưng của trời, bối cảnh tốt, trong nhà có quyền có tiền, tính cách anh ta lại ôn hòa, tốt bụng, không có điểm yếu, anh ta có tố chất cao, lại chưa bao giờ có si căng đan. Trang hạo nhiên nâng mí mắt, nhìn lâm sở nhai. Lâm sở nhai cúi đầu, không nhịn được cười. a à, đừng nhìn tôi như vậy. Chấm than ngoặc kép, tô lạc hoành nhìn về phía trang hạo nhiên, hơi thay đổi một chút tư thế ngồi, nhìn về phía anh cười nói, đây là sự thật. Con người tô thiếu ra là vậy. Anh xem anh ta gửi anh em sinh đôi Tiểu Vi và Tiểu Hà đến bảo vệ khả hình là biết như thế nào. Dù cho anh ta xuất ngoại, cũng thường xuyên hỏi thăm tình hình của tiểu đường. Mặc kệ là tâm tư hay thân thể, đều đặc biệt chú ý. Cái gì mà thân thể? Trang hạo nhiên lập tức cầm văn kiện trên bàn ném vào lâm sở nhai, tức giận nói nói, phụ nữ của lão tử, không cần người khác chăm sóc. Tôi nói là thân thể khỏe mạnh, chấm than ngoặc kép, tô lạc hoành tránh văn kiện anh ném qua, cười rộ lên nói. Tôi không muốn mang chuyện này ra đùa, trang hạo nhiên ngẩng đầu, mặt lạnh quát lâm sở nhai xong, lại dựa trên ghế ra, đột nhiên trong lòng có chút sốt ruột nói, tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, không phải là biện pháp. Phải nghĩ ra phương pháp khác, đẩy nhanh tiến độ. Thế nào là đẩy nhanh tiến độ? Lâm sở nhai nhịn không được cười rộ lên, trừ khi anh mau chóng gạo nấu thành cơm. Trang hạo nhiên nghe được lời này, ánh mắt chợt sáng ngời. Giữa trưa, phòng tổng thống, biệt thự trang ra vì còn có nhiều đồ dùng chưa sắp xếp tốt, cho nên vợ chồng Trang Tính Vũ cùng Ân Nguyệt Dung vẫn còn ở trong phòng tổng thống ở khu biệt thự khách sạn Á Châu. Mẹ, Trang Ngải Lâm lại bị mẹ chặn ngoài cửa. Cô tức giận gõ cửa, miệng kêu to, mẹ làm gì vậy? Có con rể rồi, không cần con gái nữa à? Bên trong vang lên âm thanh ai nói không cần con, con mang bác dịch trở về cho mẹ, mẹ cần con. Không mẹ đưa con lên bàn thờ cúng, giọng nói của Ân Nguyệt Dung từ bên trong truyền đến sao mẹ lại đối xử với con như vậy trang ngải lâm đứng ngoài cửa vừa gõ cửa vừa kêu to vì sao con nhất định phải gả cho anh ta con cùng một người đàn ông khiêu vũ thì thế nào anh ta cứ như vậy tức giận bỏ đi anh ta không phải là đàn ông người đàn ông của trang ngải lâm sẽ không nhỏ mọn như anh ta con và một người đàn ông ôm nhau đứng cùng một chỗ nó mà không để ý thì không phải là đàn ông bác dịch thật đáng thương đã không có cha mẹ giờ lại tìm phải một người vợ như con giọng nói của ân Nguyệt Dung lại truyền đến. Con không phải là vợ của anh ta. Vậy con cũng không phải là con gái của ta. Trang Ngải Lâm không nói gì nhìn cửa phòng đang đóng chặt kia, nặng nề thở một hơi, trên thế giới này, cô chính là không có cách nào với mẹ của mình. Lúc này Trang Hạo Nhiên vừa đi tới, anh vừa đi qua cổng bảo vệ, đi vào phòng tổng thống đằng sau vườn hoa, lại nhìn thấy chị mình bị chặn ngoài cửa, anh kỳ quái cười, đi tới bên cạnh chị mình, Nghiêng mặt về phía cô, nói: "Có chuyện gì vậy? Sao lại bị mẹ chặn lại bên ngoài? Qua nhà em ở đi thôi." Trang Ngải Lâm lập tức nghiến răng, vươn hai tay muốn đấm vào mắt anh. Trang Hạo Nhiên lập tức lui về phía sau một bước, nhìn về phía chị mình cười rộ lên nói: "Được rồi, em nói đùa thôi. Em qua đây ăn cơm chưa? Có muốn em giúp chị hay không?" "Cậu đừng vội đắc ý. Hai ngày nay cậu gây ra xì căng đan, mẹ sẽ sai người đem cậu hòa tan." còn có, chỉ cảnh báo cậu. Trang ngải lâm tiến lên một bước, chỉ vào mũi em trai mình, trợn mắt uy hiếp nói, nếu như, lần sau để chỉ thấy cậu và cô gái kia có si căng đan, chị cậu sẽ túm chặt tóc của cô ta đập vào tường. Khỏi làm cho chị cậu mất thể diện. Cô nói hết lời, nhanh chóng xoay người, đi ra ngoài. a à, em giúp chị một chút nhé. Trang hạo nhiên nhìn không được nhìn về phía bóng lưng đã đi xa của chị mình, cười rộ lên nói em giúp chị mang bác dịch trở về. Cứ để anh ta đi chết đi." Chấm than ngoặc kép, giọng nói Trang Ngải Lâm từ bên kia truyền đến. Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, nhìn bộ dáng kia của chị, lại nhìn không được cười một tiếng, lúc này mới đẩy cửa đi vào trong phòng, lập tức nhìn mấy mẹ mình đang ngồi trong phòng khách, mặc chiếc váy ren màu vàng nhạt, cánh tay đặt lên một bên, bên trái cầm một củ cà rốt, vừa xem phim Hàn vừa gặm cà rốt rột rột, y như một con thỏ. Nghe nói, bà có thể bảo dưỡng tốt không già đi chính là dựa vào cà rốt. Trang hạo nhiên lập tức bừng tỉnh, nhìn mẹ mình, cảm thấy dung mạo bà vẫn luôn xinh đẹp như thiếu nữ. Ân Nguyệt dung cầm cà rốt, một bên gặp, một bên gọi, nhìn cái gì vậy? Còn nhìn nữa, mẹ dung gậy gỗ đánh chết con. Nếu không phải vì cha con đánh cũng không sai biệt lắm, con cũng không được vào phòng ăn trưa. Ôi, mẹ, không nên tức giận. Trang hạo nhiên nhanh chóng đi qua, ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, vươn tay ôm lấy bả vai của bà, nói: con biết là mẹ yêu con mà bỏ đi, đừng cản trở mẹ xem phim Hàn. Chấm than ngoặc kép, ân Nguyệt Dung lấy cùi trỏ đẩy con trai mình ra, tiếp tục cầm một củ cà rốt lên, hai mắt chuyên chú nhìn Dennis ngô trong, ngọt mật gian đĩa, miệng vừa ăn cà rốt, vừa thở dài, cảm thán nói, nếu như ta có thể sinh được một đứa con đẹp trai như vậy thì tốt rồi. Con còn không đẹp trai, Trang Hạo Nhiên vươn tay ôm lấy mẹ mình, vừa muốn vươn tay lấy củ cà rốt của bà. Tránh ra chỗ khác, Ân Nguyệt Dung không để ý đến con trai, hai mắt chăm chú nhìn về phía nam chính, rất có khí chất của đứa con lai, vì nữ chính mà trở về, ánh mắt lộ ra chút tà mị. Bà nặng nề thở hổn hển một hơi, lắc đầu, say xưa nói: quá đẹp trai rồi. Trang hạo nhiên không lên tiếng, vừa căn củ cà rốt thật dài kia, vừa vắt chân ngồi, giả vờ như không quan tâm việc mẹ mình luôn chăm chú xem TV. Anh nghiêng mặt suy nghĩ một hồi, rốt cuộc mới thở gấp, ngược phập phồng nói: mẹ, con có chuyện cần mẹ giúp đỡ được ân nguyệt dung tiếp tục xem tv mẹ 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 trang hạo nhiên có chút khẩn trương dựa trên sofa mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía mẹ mình giả vờ nhẹ nhõm hỏi mẹ lúc đó khi mang thai chị của con bắt đầu từ khi nào thì nôn mửa vậy phanh một trận chiêng trống vang lên trong nháy mắt ân nguyệt dung cầm trên tay củ cà rốt dáng vẻ ngây thơ đơn thuần đáng yêu nhìn về phía con trai mình Phát hiện hình tượng của anh trong phút chốc bóng trở nên huy hoàng vĩ đại, đầu hơi nghiêng, nhẹ giọng kêu lên, "A." À. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 790.